Em chào chị Ngọc Thúy Lê nha. Nay chưa có lên nền chị ơi. Nay chưa có nha. Hẹn vài bữa đi mấy chị ơi. Lạnh lắm chị. Ừ. Lạnh lắm. Ừ. Em lạnh quá. Em lạnh quá. Mắt lạnh. Em chào chị Thùy Dung, em chào chị cô Nguyễn, con của cô Nguyễn Ngọc Phúc. Chào chị Kim Dung nha. Chờ con chia sẻ bài về trang cá nhân nha mấy cô mấy chị. Đưa cái không để lát nữa chị còn chị lấy. Giờ la cái hàng lên trước nha. Ủa bên này phải cần một cái sọt của em, lỡ khi mà làm không kịp thì chị bỏ vô cho em chứ hả? Hay là chị để ở vắt ở đây luôn rồi em tự lấy. À, câu hàng to lên để lên kia sốt dần nữa nha, đừng có dồn dưới này. Nói trên kia vậy đó. Em phải đi rồi. Dạ em chào chị Thu Vân à, em chào chị Nguyên Lan. Em chào chị Ngọc Minh nè. Nói trên kia là chuẩn bị chỗ rồi, đưa sọt xuống đi rồi bỏ hàng bự lên chốt dần đi. Thôi lát nữa làm không kịp á, trời giờ tới tối là dồn lên bên kia là không ai làm. Nãy giờ nói rồi mà. Kêu thêm đứa nó xuống câu hàng lên đi. Dạ, cái phải phía sau của em là vải chăn ga nha chị nha, vải chăn ga chị Thu Vân. Chị lấy màu nào chị, tại vì ở sau phía em là có mấy chục màu á, chị lấy màu nào thì báo em nha. Lấy màu nào báo em. Cái bông to này là nói chung là hàng ở sau là hàng thô cô tông để may ga gối hoặc là mình may đồ được nha mấy chị. Hàng ở sau là hàng thô cô tông để may ga gối hoặc là lên đồ cũng được.
Rồi chờ em xíu, em đưa cái bông to cho chị xem nha. Bông to như thế này chị nha. Đây đi ha. Em có đăng Facebook rồi đó. Bông to như thế này, thô cô tông, khổ 1m45. Cái này là 30 ngàn 1m nha. Chị nào lấy màu nào thì nhắn giùm em mẫu ha. Lát nữa em sẽ lên từng mẫu ạ. Có mười mấy mẫu luôn á, em sẽ lên từng mẫu nha. Rồi mẫu này mẫu hoa thiên điểu nha. Mẫu hoa thiên điểu. Một lên giùm em mã 9 nha chị. Mã 9. Mã 9 kèm số mét rồi lát em cắt cho nha. Mã số 9. Chị lên giùm em mã số 9 kèm số mét nha, với lại cho em chị là có số điện thoại rồi. Rồi em cắt cho chị là 13 mét mã 9 nha. 5 mét bông to, cái mã số 9 luôn đúng không chị? Chị Thu Vân nếu lấy cái mã đó là mã số 9 chị nha. Chị La Vi có lấy cái mã hồi nãy em vừa đưa lên thì lên giùm em là mã số 9 nha chị nha. Mã số 9 kèm số mét. Dạ vâng ạ. À. Chị La Vi Nguyễn có lấy cái đúng cái mã đó thì lên giùm em là mã số 9 kèm số mét nha chị nha. Mã 9 kèm số mét, mất công là cắt lộn mẫu á. Lát nữa rồi em đưa lên cho. Có mười mấy mẫu luôn nha, lát nữa em đưa đúng mười mấy mẫu lên luôn á chị. Với lại thêm nhiều mẫu nữa em chưa có chụp hình kịp ha. Rồi giờ em lên nè. Em lên hàng khúc trước với chị nha, 115 ngàn một ký á. 115 ngàn một ký. Rồi cái này là lụa này nha mấy chị. Lụa 100D á, thường là 150 ngàn một ký. Nhưng mà cái này là trên cái line này em vẫn bán là 115 ngàn nha. Bởi vì cái này là hàng nó bị xả đó mấy chị. Rồi mã số 9 cắt cho chị La Vi là 5 mét này ha. 5 mét nè. Rồi lát rồi em lên theo mã nha mấy chị nha. Rồi tấm này là lụa 100D khổ 1m rưỡi, khổ 1m rưỡi có giãn nè. Tấm này của em là 2m nhưng mà nó bị nối ở đây nha mấy chị, nó bị nối khoảng cỡ nửa mét nha, bị nối với lỗi khoảng cỡ nửa mét nè. Rồi mã này á là em sale luôn, cái này là 50 ngàn, chị nào lấy thì comment giùm em là 35 ngàn thôi mấy chị nha. Cái này là 50 ngàn em sale còn 35 ngàn là chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35. 50k sale còn 35 nha. Cái này nó bị lỗi với mấy chị. 2 mét nhưng mà thật ra là bị cắt, cái này là về mấy chị vẫn may đồ được nha mấy chị nha. 50k em giảm còn 35, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nè. 50k giảm còn 35 nó bị lỗi nha. 50k giảm còn 35 nha. 50k giảm còn 35. 50k giảm còn 35 mà chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha mấy chị, nó bị lỗi đường biên nè. Nó bị lỗi đường biên nha. Rồi 50k giảm còn 35. Rồi cái này là hàng 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 gì vậy ta? Đây là một cái loại mà mình, cái này là dạng giống như là vải lụa nha chị nha, lụa nhưng mà cái này nó không có giãn ha. Rồi chốt 35 cho chị Kim Phụng nè, chờ em một xíu ạ. Rồi chốt mã này cho chị Kim Phụng rồi nha. Dạ shop em ở Hồ Chí Minh nha chị Ly Nguyễn nha. Chị Lan Đặng mã 35 em hết nha. Em chị gửi giao hàng gì á?
Rồi đây là một cái mã, cái này thì mình về mình em thấy là cái này mình có thể là may sơ mi được nè. Màu trắng nha, chất cũng khá là đẹp. Chỉ có cái là em thấy nó bị, nó hơi có bị dính cái vô chỗ nào á. Mà cái này sale luôn 115 ngàn một ký là rất là rẻ luôn nha mấy chị. Nó bị dơ đây một miếng nè. Nó bị dơ đây một miếng nè, một cái chấm nhỏ thôi nha mấy chị nha. Một cái chấm nhỏ bị dính một cái gì đó. Để lát cái này em cân lên rồi em giảm tiền nha mấy chị ha. Này được 2m nha mấy chị nha, 2m ha. 2m nè. 2m cái này là 55 ngàn. 2m là 55 ngàn, em giảm còn 45 ngàn mấy chị nha. 2m 55 giảm còn 45. Chị Hồng Đào Ngô hình như là hôm qua chị có mua hàng đúng không ta? Hay là thứ hai gì đó là mấy bạn đang chốt hay sao á. Này là 55, em giảm còn 45 nè. Giảm còn 45 mã này nha. Em chốt cho chị Thu Liễu nè. Còn chị Hồng Đào Ngô chờ em kiểm tra xem nè. À chị nhắn nha, 2m sọc. Đơn hàng 209 á, là dồn đơn. Tại vì bữa đơn hàng 209 á, là nhắn cho chị. Nhưng mà chị chưa có cho địa chỉ. Xong rồi đang để dồn. Rồi chị có, rồi trên một cái like sau nữa chị có mua 2m sọc. Rồi lúc đó chị mới cho địa chỉ thì mấy bạn để mấy bạn dồn đơn là do là cái 2m sọc đó là hôm nay mới đang xếp là chưa có xong hàng á. Rồi khi nào mà xếp xong cái đó thì mấy bạn sẽ gửi cho mình nha chị nha. Mấy bạn sẽ gửi lại tổng số tiền và gửi cho mình nha chị nha. Em mới coi cái lịch sử là như vậy nha chị. Rồi 45 lên cho chị Thu Liễu nè. Chị nào mà có dồn hàng là thông cảm đợi giúp em nha. Bởi vì cái ngay cái lúc mà mấy bạn chốt đơn á, là hàng đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà nếu mình có còn đơn dồn gì đó thì mấy chị thông cảm đợi thêm một chút để cho mấy bạn xếp thêm cái hàng sau. Giống hôm nay á, là cái like hôm qua là hôm nay người mấy bạn xếp vải còn chưa xong nữa, đang còn xếp vải ngoài á. Lụa 100D là một hình bò sữa nè mấy chị nè. Cái này là hàng bị bom về là em sale luôn bằng, em sale luôn rẻ hơn giá vốn luôn á. Rồi lên giùm em mã này là mã 44 nha mấy chị nha. 44 2m. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 44 2m nha. Lụa 100D mấy chị, lụa 100D. 44 2m tông màu cam nè, tông màu cam. Lên bằng cái line này á, ngồi cái góc này nè. Nó bị hơi bị chói chói á, hơi bị chói nên em không có bật cái đèn livestream luôn, nhưng mà cái màu nó lên nó hơi bị nhạt nhạt. Rồi 44 cam chốt cho chị Út Nguyễn ơi. Em thấy chị có comment đầu tiên nhưng mà trên cái app của em nó không có hiện tên của chị lên nè, thì chị đang bị ẩn comment đó chị ơi. Chị comment là giùm em một số 44 rồi em tạt em chốt cái mã cho chị nha. Nếu mà bình thường em nhìn nó trong cái live này á, là em sẽ chốt cho chị Nguyễn Thủy nè. Nhưng mà trên cái live stream, cái điện thoại live stream trực tiếp của em là chị Út Nguyễn là comment 44 trước. Nhưng không có hiện mã lên cái điện thoại này nha. Không có hiện mã lên cái phần mềm, không có in đơn được. Chị Út Nguyễn nhắn giùm em thêm một số 44 nữa rồi em chốt cái mã cho mình nha chị nha. Rồi đây em không biết là chất lụa gì luôn chị ơi. Cái này giống mà lụa Pháp ghê á. 44 em vẫn chưa thấy chị, rồi thấy chị Út Nguyễn nhắn rồi này ha. Rồi 44 là mấy chị khác là nhắn sau nha. Cái chất liệu này là một mặt là mặt, một mặt là màu nâu, một mặt là màu này là gần giống, là nó giống như lụa Pháp vậy đó, em biết có phải không. Cái này ha, nhưng mà cái này là màu nha mấy chị, được 8 tấc thôi ha. 8 tấc thôi. Rồi lên giùm em mã này là 18 ngàn nha mấy chị nha. 8 tấc 18 ngàn, chất rất là đẹp luôn. Về mình may cái áo 2 dây nó cũng đẹp mấy chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 18k nha. 18k, 18k. Cho hết lên quạt hạt. Mấy tuổi? 18k nha. Rồi 18k chốt cho chị Út Nguyễn đầu tiên luôn nè. Ráng lên chạy cho cùng luôn. Nhớ nhắc mấy bạn xếp vải cho lỗi nha. Chị Thư ơi. Rồi cái này là lụa satin, cái này là lụa châu tôn nha mấy chị nha, lụa châu tôn màu hồng đất, về may áo dài ha. Về may áo dài 2m nè. Này được 3m mấy chị nha, về may áo dài, cái này mềm rũ nha, mềm rũ. Cái này là do em để trong bao nó bị nhăn á, cái này khi mà mấy chị đã lên áo dài rồi, không bao giờ nhăn luôn. Nó rũ rưỡi luôn á, 3m nè. Ngày gọi là lụa châu tôn chuyên lên áo dài nha mấy chị nha. 3m lên giùm em mã 67. 3m 67k. Mã nó vừa hết rồi chị Ngọc Lan Dương ơi.
rồi 3m67k. Rồi lên đợt này là cái hàng mà von màu trắng này, đẹp siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Von màu trắng đẹp siêu đẹp luôn nè. Rồi 8 tấc mã này nha, cái này được 8 tấc nha. Cái này hàng khúc khúc nha mấy chị nha, hàng khúc khúc nó bị lỗi nha mấy chị nha. Không phải bị lỗi. Rồi 67k em cho cô chị Mai Huỳnh nè. Làm cho cô chị Mai Huỳnh mã 67. Chưa bấm đi. Cái này hàng nó không có được thẳng á. Hàng không có được thẳng, nhưng mà khi mà lên đơn á là em sẽ cắt cho nó thẳng lại nha mấy chị nha. Chắc phải chị. Ừ. Ra xíu. Hơi bí. Cho ra xíu. Rồi. Kéo em chị được không? Này còn được có nửa mét nữa ha. Này còn được có 6. Tất cả chị nào mua về mình may áo lẻ nha mấy chị nha. Von màu trắng, von này von mềm luôn mấy chị. Von mềm mịn luôn á. Lên giùm em mã này 17 ngàn nè. 17 ngàn nha. 17 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment cho em là 17 nè. Đẹp lắm luôn á. Về may áo 2 giây thì gì đó không được. 17k. Em chào chị Nguyễn Phương ạ. À. Mã 67 hết rồi chị Minh Trương Dương, chị Liên Bùi nha. Chị Mai Huỳnh nó 2 view nè. Chưa bấm. Rồi von màu trắng giờ lên một mớ von trắng luôn nè. Chị nào lấy cái nào thì comment giùm em nè ha. Giờ quá trời, lên từng khúc nha mấy chị nha. Lên từng khúc nha. Bởi vì cái này nó là từng tấm vậy đó. Từng tấm nha. Em lên từng tấm nha mấy chị nha. Ok anh chị nha. Rồi khúc đó nữa, khúc đó hơn nửa mét đó. Là 17 ngàn. Rồi khúc này nha mấy chị. Khúc này của em được 9 tấc này ha, 9 tấc. Von đẹp lắm mấy chị, von trắng đẹp lắm luôn á. Cái này mấy chị lót là đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Rồi khúc này là 9 tấc là 20 ngàn nè, 20 ngàn nè. 17 chốt cho chị Ngọc Lan Dương. Rồi mã đó 20, chị nào lấy thì comment nhà em là 20 nha mấy chị nha, 20k. Em lấy cái túi ghi vô đó, ghi tên là Thà chị Ngọc đi. Mười bảy k. Rồi một cái miếng chín tấc là 20, chị nào lấy thì comment cho em là 20. Cái von trắng này em thấy nó dày lắm luôn á, thậm chí mà mình may quần áo dài cũng được mấy chị, mình may quần áo dài cũng được luôn á nha, nó rất là đẹp luôn, nó đẹp lắm luôn á. 20k chốt cho chị. Chị Lam Nguyễn chưa có số nha chị nha. Lam Nguyễn chưa có số nha. Lam Nguyễn chưa có số. Rồi khúc này được 1m1 nè. Khúc này được 1m1 nha chị. Cái mã này em thấy mấy chị về may quần áo dài cũng được, chị làm về mấy quần áo dài cũng được á. Rồi lên giùm em là mã này là mã 25. Mã 25 1m1. Mã 20 chốt cho Ngọc Lan Dương luôn nè. 1m1 25k. Cái này gần giống như là lụa manh gồ mà lại mỏng quá mấy chị. Gần giống như là lụa manh gồ mà lại mỏng nha. Nó đẹp lắm luôn á. Chứ không phải là vải vôn đâu. Cái này được sánh như vậy luôn nha mấy chị nha. Rồi 25 chốt cho chị Mai Huỳnh nè. Mấy chị ơi, em đang lên cái hàng khúc trước nha, rồi cái hàng cây á em sẽ lên sau nha mấy chị. Rồi chị nào lấy thì quan tâm nghe giùm em cái hàng em đang like hàng khúc nè. Rồi sau rồi em mới lên cái hàng cây phía sau. Rồi cái von trắng này là von trắng bình thường nè, còn cái hồi nãy là giống gần giống lụa mango luôn. Cái này von trắng bình thường. Rồi nó có bị méo sao giống cái này hàng cắt dư vậy đó. Cái này cắt cái này là hao lắm luôn á. Bỏ vào vải khúc đi. Rồi khúc này là vuông vứt rồi nè. Còn hơn 1 mét thôi nha mấy chị nha. Khúc von này hơn 1 mét thôi nè. Cái này là von nè. Còn cái hồi nãy là gần giống như lụa châu tôn lụa manh gồ mà cái loại mỏng quá nhỉ, loại màu mỏng á. Rồi cái này hơn 1 mét 24 ngàn nha. 24k nè. Von nè. Chị nào lấy thì comment cho em là 24k. Lụa này là phi satin nha mấy chị nha. Cái này là lót nha. Nhưng mà dạng giống như là satin đó, nó có độ bóng nè. Nó có độ bóng mềm nè. Nó có độ bóng mềm. Khúc này của em được 9 tấc nha mấy chị nha, được 9 tấc ha. Rồi 9 tấc, lên giùm em mã này là mã 17 ngàn. Em nó số điện thoại của chị Vinh Hạnh nha. Rồi mã 24 vẫn còn này, von màu trắng này, cái này là von ha. Rồi này được 9 tấc có 17 ngàn, là cái này là phi satin, lụa satin rất là mềm luôn. 17 ngàn hơn 1 mét, mã này mấy chị về may quần áo dài được nha. Về may quần áo dài được. Ô này cũng không được hơn 1 mét nữa. Này có 9 tấc ha. 9 tấc à, chị còn lấy thì comment giùm em nè. Này khúc này ngắn ngắn vậy ta. Này nó ngắn nè. Chị nào mua về mình may lót nè. Chị nào mua về mình may lót thì rất là rẻ luôn. Rồi thấy số điện thoại của chị Lam Nguyễn rồi nha.
Rồi mã 24 chốt của chị Ngọc Lan Dương, hai cái von nó khác nhau nha chị. Một cái này là von, còn cái hồi nãy là nó đẹp giống như là lụa mango nha chị nha. Rồi cái này gần giống như lụa mango nữa nè, khúc nó ngắn nha. Cái hàng này giống hàng họ cắt ra chị, cái này được 1 mét này ha. 1 mét. Cái von màu trắng này nhưng mà chất của nó đẹp, gần giống lụa mango lại mỏng nha mấy chị nha. Lên giùm em là mã này 14k nè. 14k. 14k chị nào lấy thì comment cho em là 14k nha, 14k. Mịn lắm luôn mấy chị nha, mịn lắm luôn á. 14.000 1 mét. Rồi lót cái này là lại là lụa satin nha mấy chị nha, lụa satin mà loại này là màu cam đào nè. Cái này được 9 tấc nha mấy chị, mua về để lót cũng được hoặc là mình may cái quần, may quần áo dài mà quần lửng lửng cũng được nha. Hoặc cái áo cũng được. Mã này là 17.000 nha, 17k. Rồi 14k em chốt cho chị Hải Tính Tinh nè. 14k chốt cho chị Hải Tính Tinh. Rồi mã này là mã 17 nè, chị lấy thì comment cho em là 17. Cái này là lụa satin nha mấy chị, satin cái này rất là mềm, chất nó mềm lắm luôn á. Cái này 9 tấc thôi. 9 tấc thôi, 17 chốt cho cái Mỹ Kiều nè. Rồi chốt cho cái Mỹ Kiều mã 17 nè. Rồi tới von này mấy chị này, von. Von này bé dài luôn. Von màu hồng nha, von màu hồng. Chị nào lấy thì comment giùm em là màu hồng kèm số mét ha mấy chị ha. Màu hồng kèm số mét này von. Cái này là von dày có giãn nha mấy chị nha, von dày mềm có giãn. Chị nào lấy thì comment giùm em là màu hồng kèm số mét mấy chị. Hồng này hồng. Hồng này giống hồng sen nha mấy chị nha. Dày có giãn. Mua về mình may áo dài rồi vậy đó được ha, áo dài hoặc áo đầm hoặc áo kiểu đó vậy đó. 1 mét được có hơn 10 ngàn thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là von hồng kèm số mét nha, von hồng kèm số mét. Chị phệ Võ Thị không có số điện thoại nữa nha. Lấy giùm em số điện thoại rồi lát mình cắt sau nha. Cá trắng ấy cho chị mấy khúc đen để em coi còn không có đã rồi. Người lấy mấy khúc rồi chị ơi. Nhưng mà cái này là hàng nó bị lộn xộn nha. Nó không có được một khúc dài, nó không có được một khúc dài. Để em gom vô lại cho. Cái này mấy chị về may quần áo dài đồ cũng được nha. Lấy cho chị cái Mỹ Kiều là 2 khúc ha. Rồi 2 khúc này là 44k nha chị nha. 2 khúc 44k. 2 khúc 44k. Em thấy số điện thoại của chị Phế Võ Thị nè. Cho cái bút đen. Rồi 44 nè, 2 khúc ha. 44 của chị cái Võ Kiều nè, cái Mỹ Kiều. Rồi thấy chị Phế Võ Thị rồi, màu đen hiện tại lại đem coi có không nha. Không có đen nha, không có đen, có hồng sen nha. Chị nào lấy hồng sen thì comment cho em là hồng sen kèm số mét nè mấy chị. Hồng sen kèm số mét mình lên áo dài được nha mấy chị nha, siêu đẹp luôn. Hồng sen kèm số mét lên giùm em là hồng kèm số mét nha mấy chị nha, hồng kèm số mét. Rồi 2 mét cho chị Ngọc Lan Dương nè. Cái vải trắng mà may quần hả chị. Để em coi còn không, nếu 1m2 thì không cắt được đâu chị ơi. Tại vì giờ hàng nó bị lẻ, lấy từng tấm giùm em đi. Lấy dùng tấm giùm em nha. Dạ đúng rồi Thím ơi. Cái hàng đó là ở chưa cân. Để em cân thử cho mấy chị cái von này là bao nhiêu ngàn 1 mét nha mấy chị nha. Này 2 mét mà 38 ngàn này, mét có 19 ngàn thôi. Cái hoa cái mấy cái ở sau của con là đều may hàng, may ra gối hết đó Thím nè. Đẹp lắm. Thô cô tông á. Thím may áo sơ mi cũng được, áo sơ mi gia đình để đi chơi vậy đẹp lắm. Rồi 4 mét cho chị cái Mỹ Kiều nè. Rồi được ha, là em để cho chị cái đó rồi đó. Rồi màu hồng sen này còn chị nào lấy nó không? Cái này mấy chị về may áo dài rồi vậy nè. Áo dài rồi may áo kiểu rồi vậy cũng được. Rồi em kiếm thêm cái màu trắng này còn chị nào cần không nè. Màu trắng này chất này đẹp lắm luôn á. Chị nào mua về may quần áo dài rồi cũng được á. Mà sợ là không có cái khúc giống như đúng cái khúc của chị ưng. Chị ưng thôi. Rồi chị nào lấy hoặc là lấy trắng nữa thì comment giùm em là bao nhiêu khúc đi rồi em để cho mỗi chị một khúc. Chứ cái này lấy đúng số mét sợ không có nha, tại cái này là hàng cắt dư á. Nên nó có từng tấm thôi hả, nó không có nhiều. Lấy chị cất ký trắng luôn. Hồi nãy lấy 4, 2 miếng đó rồi bây giờ lấy nữa hả chị hả? Lấy thêm 1 ký nữa hay sao chị? Em biết là còn đủ không á. Cái này mấy chị mua về lấy lót rồi lấy từng miếng đi. Dạ ok Thím nha. Nhắn đi thôi coi chừng chiều mất hết mấy mẫu nha.
Giờ em lấy thêm chị 8 lạng thôi nha chị nha. Em lấy thêm chị 8 lạng thôi. Lấy một ký trắng rồi lấy đưa hai khúc kia cho chị, đưa hai cái tấm kia chị để chị cân cho chị cái mỹ kiều đủ 1 ký. Đủ 1 ký trắng. Cái trắng này đẹp lắm, nói chung là mình lót đầm đồ vậy thì rất là đẹp luôn. Coi chị hai cái đó bỏ lên đây cân luôn xem được bao nhiêu tiền. Rồi 1 ký 2. Một ký 270 là 140. Em thả luôn coi. 145.000 nha chị nha. 145.000 nha, 145.000. Rồi, ghi vào đây là một hơn 1 ký nè. Sẽ bỏ bớt khúc đi. Rắc rối quá hề. Rồi cái này hơn 1 ký nha. 122k. Rồi 122k. Bỏ vô hết cho chị lấy cái bọc nhỏ rồi ghi vô là 1 ký trắng á, thôi mất công quên. Rồi chị Liên Thị Thu Thủy là 1 ký trắng này ha. Chị bọc nhỏ. Rồi để em cắt cái rẻ ra cho nha. Khi mà chốt đơn là mấy bạn sẽ cắt cái phần hư ra cho mấy chị nha. Khi mà chốt đơn mấy bạn sẽ cắt cái phần hư ra, không có để cái phần hư cho mấy chị đâu. Cắt cái miếng vải nó vuông vức hơn. Rồi khúc này được hơn 1 mét nè. Chị về mang cái quần được nè. Khúc trắng nhỏ chị Oanh Trần về mang quần được nè. Hồi nãy có chị nào lấy khúc chị khúc rồi khúc này thì chị cho chị Oanh Trần nha. Đây. Chị Oanh Trần nè, khúc này được một khúc nè ha. Rồi cái đó em bỏ hai cái kia ra rồi đó, em bỏ hai kia ra em cân chị đúng 1 ký rồi đó. Rồi cái này có chị nào lấy 1 ký không? Cho chị khúc hơn 1 mét. Chị Liên Thị Thu Thủy là 1 ký nè. Rồi chờ em lấy nè. Cái này nhiều khúc ngắn nhưng mà chắc nó đẹp lắm mấy chị nha. Chắc nó em thấy y như lụa mango vậy đó, lụa mango mà loại mỏng á. Hiếm khi mà có cái hàng này về, hàng này mấy chị về lót sâu theo cũng đẹp nữa. Đẹp kinh khủng luôn. Rồi 1 ký 030 gram là 119.000 nha chị nha. Của chị Liên Thị Thu Thủy là 119.000 nè. Rồi bé ơi. Của chị Liên Thị Thu Thủy 119 nè. Rồi chị bỏ vào trong đó. Chị Lam Nguyễn ơi, chị để cho chị khúc nào chị? Cho chị Việt Võ Thị một khúc trắng giản đẹp nha chị thích cô nữ. Trắng giản đẹp, chất của nó y như lụa mango luôn á. Đẹp ghê lắm. Điền chưa? Hả? Sao? Trăm mấy. Chị ghi rồi mà. Hơn 1 mét hả? Hơn 1 mét giờ không biết có không á chị Việt Võ Thị á. Này còn khúc 9 tấc không à. Còn khúc 9 tấc không nha, rồi chị nào lấy nữa thì nhắn em nha. Làm vải lót dày không? Không dày, không dày nha chị. Cái này siêu đẹp luôn. Trắng mà cái này lên quần hả? Lên quần nó lại dày rồi gần hết luôn nè. Móc qua hết luôn, không biết có được mấy mét nữa. Loại dày lên quần là giờ cái này không, cái này dày nè, cái này thì dày nha, nhưng mà không có đủ mấy chị. Cái này là giờ là chị nào mà mua thì em cân ký cho thôi, chứ từng khúc nó ngắn ngắn có 7-8 tấc thôi mà. Lấy hai khúc trắng cho chị Việt Võ Thị đi nha, lấy hai khúc đi chị ha. Chứ giờ một khúc là chịu đó, khúc mỏng hơn 1 mét là tìm không ra rồi. Rồi hai khúc trắng cho chị Việt Võ Thị, ghi vô chị 44k chị Việt Võ Thị nè. Chị Việt Võ Thị có số rồi, chị ở gần đây. Ghi 44k. Rồi hai khúc cho chị tất tô nữ nha. Chị nào lấy thì tranh thủ nha, tại cái này em thấy hết rồi á. Rồi cái này khúc này dài chị tích tô nữ lấy được nè, khúc này được 1m8 luôn á. Rồi 1m8 nè. Rồi của chị tích tô nữ là 42.000 chị tích tô nữ nha. Tích tô nữ 42k, khúc dài 1m8 luôn. 42k. Chưa bấm nha. Hai khúc là 44 rồi. Ừ, cột lại. 1 ký trắng cho Ngọc Lan Dương. Nói chung cái này là đẹp lắm luôn á. Chị nào mà mua cái hàng này về em thấy là cái von này, cái trắng này rất là đẹp. Của chị Ngọc Lan Dương cái này là nó được 1 ký hơn một xíu nha, 117.000 nha chị. Được chưa vậy em? Cái này nữa nè, bây giờ không kịp bây giờ. Sao đây? Em bấm
hai người cùng một tấm vải đó, người vận động á. Ừ. Một ký này là 117.000 nè. Mấy cái mọc đựng qua một ký của chị này nè. Rồi một ký trắng cho chị Diệp Bùi nè. Chị Đặng Thị Xuân lấy mấy khúc vậy? Không biết là còn không nha. Chị Đặng Thị Xuân ơi, lấy từng lấy mấy khúc đi chứ giờ một khúc dài không có nha. Diệp Bùi một ký nè. Tại nó khúc ngắn vậy đó. Gần hết rồi nha. Nó có lộn giữa là trắng vôn với lại là trắng satin lại lại đẹp luôn, đều là chất đẹp nha. Với lại cái loại mà nó gần giống như lụa mango vậy đó mấy chị nha. Rồi cái này của chị Diệp Bùi là 950g nè. Dài là khổ 1,5 khúc của nó khoảng 9 tấc hơn 1 mét vậy đó chị. Là 110k nè. Rồi cái này nữa nè. Trong một bọc cái này đi. Một cái trắng ghi ở ngoài. Rồi cho chị Diệp Bùi cái này là 110k nè. Bấm vô đây thì chị Bùi nè. Bấm chưa? Không có bấm được bởi vì nó là 1 ký sao bấm. Rồi chị Đặng Sương lấy mấy mét, lấy mấy tấm nè chị nè. Thôi hết á. Rồi không có lấy đúng không? Qua cho chị Mai Huỳnh 1 ký nè. Chị Dương Thị Tân Hạnh nó không có khúc nào dài 2 mét hết chị ơi, toàn là tầm ký và 9 tấc 1 mét thôi mà nó lộn xộn á, nên lấy nếu mà lấy lót hay là lấy quần thì lấy giùm em là 1-2 tấm rồi em về em ấy cho. Hai khúc hồi nãy em trộn mua luôn rồi chị Cái Mỹ Kiều ơi, nên giờ không có hai khúc hồi nãy nữa. Tại vì hồi nãy lấy 1 ký xong mà em lấy hai khúc ra rồi em cân lại là hơn 1 ký rồi đó. Bây giờ lấy thêm hai khúc nữa là chị lấy thêm thì em lấy bá hơn. Bá lên thêm cho giữ hết rồi. Rồi cái này một tấm kem ha. Hết rồi mấy chị ơi. Sợ không còn nữa luôn nha. Mấy chị mà comment chậm chậm là hết rồi nha mấy chị nha. Rồi chị Mai Huỳnh nè. Ừ không đi. Chị Mai Huỳnh ơi, cái này được còn 930g nha chị nha. 930g cái này của chị là 107.000 nè. Nè của chị Mai Huỳnh, bỏ vào chị Mai Huỳnh nè. Chị Minh Chương Dương là hai khúc trắng cùng chất. Đây trắng cùng chất đây. Minh Chương Dương hai cái trắng cùng chất này được 460g là 53k cho chị nha. Ba ca cho chị Minh Dương Dương nè. À khúc ngắn chị không lấy, xả cái một bao của chị, xả bao. Vậy? Xả bao một ký của chị Đặng chị Mai Huỳnh ra. Lấy hai miếng cho chị Đặng Thị Xuân. Nè hết rồi nha mấy chị nha, hết rồi nha. Hết rồi. Lấy cái ký của chị Mai Huỳnh ra đưa lại cho chị rồi chị ghi từng miếng bỏ vào đây cũng được nè. Hết rồi, vậy là cái này em xả của chị Mai Huỳnh ra nha. Khúc ngắn á. Em xả của chị Mai Huỳnh ra rồi em chốt lại cho mấy chị dưới nè. Rồi giờ hai khúc cho chị Đặng Thị Xương ha. Em ra làm đó đi, chị tự làm này là lát nữa vô rồi. Cho nó xong cái đó lên kia nó có cái đó chốt. Cùng chất nè ha. Đây. Rồi hai tấm này của chị là 38.000 nha.
trắng này nó có từng khúc nên là mình chịu khó mua như vậy nha mấy chị. Cái loại này thì nó đẹp, đẹp kinh khủng luôn á. Rồi chị Dương Thị Tân Hạnh nè. Dương Thị Tân Hạnh, cái này của chị rồi không có cái nào cùng chất rồi, hai khúc nữa rồi. Đây. Hai cái cùng chất đây, đẹp luôn. 45.000. Cái này gần giống như lụa mango á. Lại hang lên bợt để mấy chỗ có đừng mà để vô con củi ngay nữa, chứ trên kia không có hang thầy ngôi chứ chơi không à. May bộ hả chị? May bộ thì tùy nha chị nha. Von thì không được, có một số cái loại chất mà nó dày á thì lên được, còn lại mà nó ngắn thì không có được nha. Rồi cái loại mà giống mango hết rồi, giờ cái loại này là cái loại khác nha. Chị Tùng Thanh cái loại mà đẹp giống mango là vừa hết rồi, giờ còn đúng màu trắng để lót luôn. Nhưng mà là cái chất khác mà chị nào mà mua cái này về thì rất là rẻ nè. Chị nào mà mua hàng thô theo bên em rồi lấy cái này về mình lót cũng được nha mấy chị nha. Này được gần 2 mét về lót ha. Gần 2 mét lên giùm em mã này là 18k mấy chị. Gần 2 mét 18k. Hết rồi nha mấy chị nha, giờ bán theo từng khúc đây nha mấy chị nha. Gần 2 mét 18.000. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 18 mấy chị. Mã 18.000 gần 2 mét nha. Rồi 18k gần 2 mét. Chốt của chị Lữ Nguyệt Hảo nè. Cái hàng phía sau là em chưa lên nha mấy chị nha. Em chưa có lên like cái hàng phía sau. Hàng phía sau là hàng thô cô tông mà em chưa có lên like được. Đây là phi nha mấy chị. Cái này là satin á, lụa phi á, phi lụa. 1m6 mấy chị. Cái này thì mấy chị lên đồ bộ được nè. Dài dặn này, lên pyjama, lên quần áo dài đồ được. 42k 1m6. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 42 lên đồ bộ cái này được nha. Rồi thấy số điện thoại của chị Lý Tâm Lý Thuận nè, nhưng mà chưa có chốt được miếng nào nha. Rồi cái này là von nha mấy chị, von giãn nè mấy chị nè, von giãn nè, khúc này của em 9 tấc ha. 9 tấc. Rồi 42k chốt của chị Long Phi. Long Phi chốt đầu tiên nha mấy chị nha. Facebook của mấy chị nhiều khi nó bị ẩn tương tác, giống trường hợp hồi nãy của chị Út Nguyễn á, có comment ở trên like nhưng mà lại không có hiện trên cái máy chốt đơn nha mấy chị nha. Nên chị nào mà comment á thì comment mà không có thấy em đọc tên thì comment lại lần nữa nha. Chị Lữ Quyền Hảo, nếu mà đơn đã chốt là đi rồi, còn đơn chưa chốt là chưa đi á chị. Mã này 22.000 nè. Gần 1 mét nha, cái von này mềm lắm á chị. Von này mình may áo được nha. Mình may áo được luôn á. 22k, cái này gần 1 mét nè, chị nào lấy khúc này thì comment giùm em là 22. Rồi cái này cũng là von luôn, cùng chất với cái hồi nãy ha. Cùng chất với cái hồi nãy, cái này được 8 tấc rưỡi ha. 22k chốt cho Long Phi nè. Rồi chốt cho Long Phi mã 2. Rồi mã này là gần 8 tấc nha, 19.000. Cùng với chất này nha, cùng chất với cái này nè, 19k. Lên áo được, lên chân váy đồ cũng được. Mà chân váy đồ phải lót mấy chị nha. Làm lót làm gì cũng đẹp hết á, tại chất của nó rất là đẹp luôn. Von của nó mềm lắm luôn á, hàng người ta hàng cắt dư mà. Rồi 19k nè. 19k chị lấy thì comment nha là mã 19 nè, 8 tấc. Rồi khúc này của em cũng ngắn nha. 19k em chốt cho chị Dương Thị Tân Hạnh nè. Lụa quần đen mặc chung với áo dài rồi con không có rồi cô Nga ơi. Nay con thấy là von màu không có màu đen rồi đó. Rồi cái này là 24.000 nè. 24 là khúc này là dài hơn nha mấy chị nha. Để em coi dài hơn hay là do nó bị đường chỉ nối đó nữa. Đường chỉ nối là mấy chị cắt cái đường chỉ nối đây chắc nó nhẹ tí hơn nhiều nè. Cái này cũng ngắn thôi nha mấy chị nha. Này được có 8 tấc mấy thôi à. 8 tấc mấy là lên giùm em mã 20 đi mấy chị ơi, mã 20.000. Mã 20.000 về vài bữa mấy bạn cắt vẽ lại cho nha. 20k hết cuối luôn á, hết trắng luôn rồi, hết sạch nha, 20k. Em thấy chị Hồ Thúy nha. Lên giùm em mã này, mã 20 mấy chị. Rồi một cái này là dạng tơ nha mấy chị nha, dạng tơ nha, tơ. Hơn 1 mét về mình may áo lẻ này, cái này là tơ nha mấy chị nha, tơ ha. Tơ hơn mét lên áo lẻ. Rồi lên giùm em mã này là 18.000. 20k cái này chị nào lấy thì comment giùm em là 20 rồi chốt của chị Đặng Thị Sương là hết von trắng luôn mấy chị nè, hết sạch luôn rồi. Von trắng là hết nha, không còn miếng nào.
Rồi lên giùm em mã này là 18 nha mấy chị nha, 18 hơn mét, cái này là vải tơ ha. Vải này thì mấy chị về may quần, may áo. Cái này mấy chị may áo rất là xinh, cái này giống dạng như là tơ sống á. Tơ sống là cái loại mà bữa em hay mang. Em mang cái áo đầm mà mấy chị khen dễ thương đó. Rồi 18k em chốt của chị Ngân Nguyễn nè, chốt đầu tiên nè. Rồi cái này là giống như là chất là lụa Pháp nha mấy chị nha. Em thấy này lụa Pháp hay là lụa hai dai em cũng không biết đâu, mà một bên của nó màu vàng, bên là màu nâu nè. Mà chất vải của nó xịn ghê lắm luôn á. Chất vải rất là đẹp nha mấy chị. Chất vải đẹp lắm, chỉ có cái nó ngắn thôi. Chứ cái đẹp này mà nó còn dài chắc họ không có bán ra cho mình đâu mấy chị. Thiệt luôn á. Rồi cái này của em được chỉ có gần 8 tấc nha, khoảng 7 tấc rưỡi á. Rồi lên giùm em mã này 17 ngàn nha. 17 ngàn. 17 ngàn nè. Cái này mấy chị về may một cái áo lẻ, áo sắt cánh hoặc là áo hai dây rồi vậy thì rất là đẹp. Mình lên chung, mang chung với quần sọt rồi vậy đó. Sang lắm luôn. Vì cái chất của nó rất là mềm ha. Chất của nó mềm lắm mà nó cũng đẹp nữa. Nó là hai da. 17k cho cô chị Mai Huỳnh nè. Hàng nó đẹp nhưng mà nó bị nối nối nha mấy chị nha. Về khi em cắt là em sẽ cắt cố gắng là cắt cho nó đẹp nhất, cho nó vuông vức nhất có thể. Rồi cái này là một cái dạng là phi lụa nha mấy chị nha, mà rất là đẹp luôn. Nó cái này nó bị dơ rồi, nó bị dính rồi nha, nó bị dính bên này nè, nó bị dính chữ nó in vô như vậy nè, giống như chữ in để cái lô sản xuất của nó đó. Rồi chị nào lấy cái này về mình làm lót nha mấy chị nha, màu rất là sáng, 1 mét ha. Cái này được gần 1 mét, chị nào lấy thì em giảm cho một nửa. Cái này 20 ngàn, chị nào lấy thì comment nhà em là 10k thôi. 20k giảm còn 10k. Rồi chị nào lấy thì comment nhà em là mã 10k. Trời ơi, lên mã lót hôm nay đẹp xuất sắc luôn á. 20k giảm còn 10k nha. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 10 nè. Em chốt cho chị 10k từ từ. Chị Hồ Thúy chốt đầu tiên nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, em chưa lên cái hàng phía sau nha mấy chị. Em đang like cái hàng phía trước, có chị nào đang xem mua cái hàng phía trước, mua cái hàng khúc trước giùm em. Rồi cái này là một cái loại mà một cái loại lụa mà em không biết là chất là lụa gì, nó không có giãn nhưng mà rất là mịn nha mấy chị nha. Không có giãn nhưng chất rất là mịn, về mấy áo hai dây cũng được. 9 tấc ha. 9 tấc lên giùm em mã này 17 ngàn nha. 9 tấc 17k. Rồi 9 tấc 17k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 17 nè. 9 tấc mã 17 ngàn nè. Cái này có 2 miếng nha mấy chị nha, 2 miếng. Lại không kịp luôn á. 17k nè, 17k cái này em có 2 miếng nha. Khúc đó được 9 tấc nè, khúc này thì được 1m3 ha mấy chị ha. Hai khúc này mấy chị lên được một bộ đầm. Cái này lên đầm rất là dễ thương, cái này bán chung hai khúc là hơn 2 mét nha. Lên giùm em mã này 48 hơn 2 mét, 48 ngàn nè, chị nào lấy thì comment em 48. Lụa không giãn nhưng mà cái này đẹp lắm luôn á, nó rất là mịn nha. Mình lên đầm hoặc là mình lên áo lẻ cũng được, lên chân váy cũng được, không cần lót nha mấy chị. Chất liệu dày dặn luôn, dày dặn và rất là mềm luôn á. 48k cả 2 miếng nè. Rồi chắc chốt của chị Mai Huỳnh 48 ngàn nè. Hồ Thủy. Hồ Thủy. Thêm bill nữa hả? Yeah. Rồi vô nữa này mấy chị ơi, cái này satin nha, satin màu hồng. Này satin màu hồng nha. Đây ha, satin màu hồng, chị nào mua về mình may quần, may áo hoặc là làm lót cũng được, 9 tấc nha. Nhẹ và có giãn. Rồi lên giùm em mã này là 15 ngàn. 15 ngàn, chị nào lấy thì comment nhà em là mã 15 nè. Mã 15, màu hồng mã 15k. Rồi này là vôn nha mấy chị nha, vôn màu đỏ này hơn 1 mét mấy chị. Vôn màu đỏ hơn 1 mét nha, vôn dày luôn mấy chị. Hơn 1 mét lên giùm em mã 21 nha. Hơn 1 mét lên giùm em mã 21. Rồi vôn màu đen có được 1 miếng thôi nè. Miếng này hơi nhỏ nhưng mà chất nó dày lắm. Mình lên quần tây cũng được luôn á. Cái này không phải là vôn mà cái loại của nó là một cái loại vải quần tây được 9, 8 tấc nha.
8 tấc, rồi 15 chốt cho Ngọc Lan Dương nè. Rồi cái màu màu đen này 8 tấc lên giùm em mã 29 mấy chị. Màu đen 8 tấc lên giùm em mã 29 nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em 29 là Facebook ẩn rồi. Facebook nó tương tác rồi. Rồi lên bé này là màu xanh lá nha. 29 chốt cho Hồ Thúy nè. Này mấy chị về may quần lửng cũng được nha. May quần lửng cũng khá là ok. Đây là Hồ Thúy. Rồi lên giùm em cái này này, bé xanh lá này, bé dài này mấy chị nè. Vôn nha mấy chị nha. Vôn chị nào hôm qua giờ hỏi vôn màu quá trời nè. Giờ vôn màu lên quá trời, vôn màu luôn. Vôn màu nha. Chị nào lên thì comment giùm em là xanh lá kèm số mét nha mấy chị. Xanh lá kèm số mét. Hết mấy màu to rồi, đúng không? Dạ. Xanh lá kèm số mét giúp em nha mấy chị nha. Xanh lá kèm số mét rồi em cắt ha. Rồi màu đỏ này hơn 1 mét là chị nào lấy thì comment giùm em là 22.000. 22.000 cái này vôn nha mấy chị nha. Vôn. Lấy sợi dây kéo á. Vôn 22 chị nào lấy thì comment giùm em là 22 hơn 1 mét, hơn 1 mét. Cái này mấy chị may áo không cần lót nha, may áo may quần cũng được. Mã này mấy chị về may quần áo dài cũng được nha mấy chị nha. May quần áo dài cũng được nha. Vì nó không phải là một cái loại vôn không, mà giống là vôn châu tôn đó chị. Vôn châu tôn là cái loại giãn nè, giãn mà dài dặn này, mình lên quần áo dài được nha. Lên quần áo dài được nha. Hơn 1 mét nha, hơn 1 mét. Lên giùm em mã màu đỏ này là 21.000 nè. Rồi chị nào lấy vôn màu xanh lá thì comment giùm em là xanh kèm số mét nha. Xanh lá kèm số mét có nguyên một bé luôn. Màu tím hiện tại có một miếng màu tím thôi, một miếng duy nhất. Xanh lá là vải vải vôn nha mấy chị nha. 21 chốt cho Liên Thị Thu Thủy nè. Chị Hồ Thúy, màu tím này em có cái vôn này nhưng mà này không được mềm nha. Cái vôn này thuộc dạng gần giống như là tơ vậy đó, vôn lót thôi. Nó không có được mềm. 1m2. Ý là nó giống như một cái loại tơ á, nó không có được mềm rũ xuống mà nó sẽ là bay lên, nó nhẹ và nó bay nha. 1m1, 1m2 nên giùm em mã này là 16.000. Hai khúc ha. Khúc đó 16.000, cái này cũng 1m2 luôn. 1m2 luôn, rồi lên giùm em mã này là mã 16 luôn, hai tấm, tấm này cũng 16 hết. Đó, nên giờ nó tính chị lấy là em không chốt của chị mà em phải chờ em đọc cái mã xong cái đã. Em mô tả xong cái đã. Cái này là cái này gọi là tơ nha mấy chị, dạng giống như là vôn mà gọi gần giống như là vôn tơ luôn á, nó không có rũ. Cái loại này không có rũ, không mềm, không giãn nhưng mà nó lại bay. Nó bay. 16k một miếng, chị chốt cho một miếng chị Ngọc Lan Dương nè. Có những chị mà thích mình may áo hoặc là mình may chân váy hoặc là mình may maxi rồi vậy đó mà cần nó bay á. Thì lấy cái này nha mấy chị nha, cái này nó bay nè. Cái này còn 1m2 16.000. Rồi màu cam nha mấy chị nha, màu cam nè, cái này thì đẹp. Này là vôn đẹp nha, vôn dày dặn có giãn nha mấy chị nha. Dày có giãn giống vôn châu tôn vậy đó. Lên áo dài, lên đầm không cần lót luôn. Cái này không cần lót luôn á mấy chị. Không cần lót luôn nha. Lên quần bà ba cũng được nè. Chị nào lấy thì comment giùm em màu cam kèm số mét nha. Cam. Có ít thôi mấy chị ơi. Lên giùm em mã cam kèm số mét thun không có chị. Vôn này có giãn nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy vôn này thì comment giùm em mã cam kèm số mét nha mấy chị. Mã cam. Này nó hơi bị dơ dơ ở giữa đó mấy chị ơi. Em thấy mấy cái màu nó hơi bị dơ. Nó có một vài điểm dơ. Chị nào lấy thì em giảm nha. Ví dụ như cái này nè ha. Em dơ đánh sáng nó có miếng dơ nè. Có miếng dơ nè. Chị nào lấy thì em giảm cho. Dương thì Tân Hạnh là cam 2m. 1 ký 115 ngàn chị Thái Hòa nha. Cắt bao nhiêu mét rồi em cân bấy nhiêu. Cái này về nó bị dơ là do em xếp vải lâu để dính bụi với mấy chị. Rồi em cắt 2 mét rồi em cân ra ha. Nó khá là dày, cái này giống dạng như là vôn châu tôn nha. Ở cái này đẹp lắm, nói chung là nó dày dặn đẹp lắm. Rồi 2 mét này là mấy chị thấy nó nặng cỡ nào. 2 mét mà 51 ngàn. Chị nào lấy thì em giảm còn 45 thôi nha mấy chị nha. 51 em giảm còn 45 bởi vì nó dính bụi dính dơ một xíu, về giặt giùm em. Cái này dính bụi thôi nha, giặt ra đó. Lên giùm chị nào mà có lấy 2 mét thì cứ lên giùm em là mã 45 nha. 45. 50 giảm còn 45 nè. 50 giảm còn 45 cho chị Dương Thị Tân Hạnh. Rồi chị Ngọc Lan Dương 2 mét nè. Rồi
Rồi cứ 2 mét là em giảm 50 xuống còn 45 ngàn nha. Giảm còn 45 cho chị Ngọc Lan Dương nè. Màu xanh lá chị Nguyễn Thị Út lấy số điện thoại rồi nhưng mà không biết cắt bao nhiêu mét nha, chị Nguyễn Thị Út nhắn giùm em nha. Rồi cam cho chị Thái Hòa 2 mét nè. Hiền qua cam 2 mét nè. Hình như đằng sau này là hết dính bụi rồi mấy chị. Đằng sau này là hết dính bụi rồi nha. Mà em cứ giảm đều đi ha. Hết rồi nha mấy chị nha, còn có mét rưỡi à. Chắc là chị Hiền vỏ xong là còn có mét rưỡi à, ghi giùm chị là 50 giảm còn 45 nha. Đây. Rồi còn mét rưỡi, chị nào lấy mét rưỡi nè. Không được mét rưỡi, được mét tư thôi mấy chị ơi. Mét tư thôi chị Long Phi hết rồi. Còn mét tư thôi nha, còn đúng 1 mét tư thôi. Đúng 1 mét tư, 33k. Chị nào lấy thì em giảm cái này còn có 27 ngàn nha. 33k giảm còn 27 chốt cho Hồ Thúy nè. Ghi 33 giảm 27 cho Hồ Thúy. Rồi màu hồng lên lại mấy chị ơi, màu hồng. Von màu hồng này chị nào lấy thì comment giùm em nha. Hồng này thì mình may cần lót nha mấy chị. May áo dài mình đem cườm lên cũng được nè. Màu hồng, màu hồng này thì rẻ thôi mấy chị ơi, mét hơn 10 ngàn à. Màu hồng này rẻ nha. Hồng này rẻ nè, chị nào lấy hồng thì comment giùm em là mã hồng kèm số mét. Mét tư nó hết rồi chị ơi, mét tư nó hết rồi. Màu hồng này chị nào lấy thì comment giùm em là hồng sen kèm số mét này nha. Hồng sen kèm số mét. Dạ hàng phía sau của em là hàng khô cô tông mà em chưa có like chị ơi. Giờ em lên cái hàng khúc hàng von lụa trước nha mấy chị nha. Xong rồi em lên cái hàng đó. Rồi lên giùm em mã xanh min mấy chị ơi, mã min nè. Mã xanh min. Rất là đẹp luôn. Cái này von có giãn nha, chất liệu dày dặn lắm luôn á. Cái này là có giãn nè. Có giãn dày dặn. Rồi lên giùm em là hồng minh kèm số mét nha mấy chị nha, minh kèm số mét nè. Rồi hồng sen 3 mét cho chị Hiền Ngô nè ha. Hồng sen có chị nào lấy nó thì comment giùm em là hồng sen kèm số mét nha mấy chị nha. Mét hơn 10 ngàn hà. Rồi cam hết rồi nha mấy chị. Cam hết rồi nha. Cái hàng phía sau của em là thô cô tông 1 mét 30 ngàn. Lát nữa rồi em like mấy chị, có mười mấy màu luôn á. Hai mấy màu, không biết có like kịp không. Rồi 3 mét cho chị Hiền Ngô rồi đó. Sen còn chị nào lấy nữa không nè. 4 mét cho chị Mai Trần nè. Rồi 4 mét. Chị ơi cái này em còn hơn 4 mét rưỡi, lấy giùm em luôn được không chị. Chị Mai Trần cái này em còn 4 mét rưỡi, lấy hơn, lấy giùm em luôn nha. Em còn 4 mét rưỡi thôi. Chị Mai Trần có lấy thì ok giùm em nha. Chị Thúy Trương Thanh nè. Hồng cánh sen này em còn có 4 mét rưỡi thôi, không có cắt 4 mét được. Rồi lấy giùm em thì ok. Em cảm ơn chị Mai Trần nè. Rồi màu xanh min nè ha. Xanh min cắt 2 mét cho chị. Cắt 3 mét cho chị Thúy Trường Thanh. 2 mét cho chị Dương Thị Tân Hạnh xanh min nè. Lên giùm em mã xanh min kèm số mét thì mấy chị có giãn nha. Cái này thì nó hơi mỏng nè. Nhưng mà nếu mình may áo thì ok. Mà mình may áo dài rồi thì mình phải may 2 lớp nha mấy chị nha. Rồi 1 mét 2 mét.
xanh lá này cũng dạng là von mà nó dày hơn nha chị. Mấy cái von này đều là von đẹp á mấy chị ơi, von này đều đẹp á. Rất đẹp không nè. Rồi 2m xanh minh cho chị Dương Thị Tân Hạnh nè. Để em cân thử cho mấy chị xem thử 2m này là bao nhiêu tiền nè. Rồi 2m này là tầm cỡ 38.000 thôi mấy chị nha. Rồi thêm đó. 3m cho chị Thúy Trường Thanh nè. Để xanh minh nha mấy chị nha, xanh minh nha. 1m 2 3 cho chị Thúy Trường Thanh nè. Màu cam chị không có nha, chị Phệ Võ Thị không có ha. Rồi 2m cho chị Hiền Võ nè. Xanh minh 2m cho chị Hiền Võ nè. Có hai chị nha, Hiền Võ với Hiền Ngô khác nhau nha. Xanh minh cho chị Lệ Xuân 2m nè. Đơn mới nè. Rồi Minh 2m cho chị Ngọc Lan Dương nè. Minh này còn là chị nào lấy thì nhắn giùm em nha mấy chị nha. Minh 2m cho chị Ngọc Lan Dương nè. Rồi em chào chị Sện Phệ Võ Thị nè. Rồi xanh lá 3m cho chị Hiền Ngô nè. Rồi minh em còn mấy mét có chị nào lấy không nè mấy chị. Màu minh em còn mấy mét nha. 1m, 2, 3, 4. Em còn 4m minh thôi nha mấy chị nha. 4m minh thôi, chị nào lấy thì comment nhà em là 76k là hết minh. 4m minh. Sen hết rồi mấy chị ơi, sen hết rồi nha. Rồi xanh lá mấy chị, xanh lá hả? Lá là cái von nó mềm, nó mịn hơn nha mấy chị nha. Lá là cái von của nó rất là mịn. Lẻ đó giùm em với. Bỉ hàng đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, lấy hàng muốn biết luôn á. Bữa sau lấy hàng quét để cho nó biết. Nhiều cái hệ thống chưa nhảy kịp á. Ờ. Ờ hàng có rồi nhưng mà chưa có đóng gói kịp á, mai qua lấy nha, khi nào có em nhắn nha. 3m cho Hiền Ngô nè. 2 này bị lủng rồi. Để em cắt cái đầu kia nha. Cắt cái đầu này cho nó khỏi bị lủng. Không biết đầu nào luôn á, bé tắt. Bé tắt thiệt sự. Lấy lại đầu này đi. Chị không biết cái mối nằm ở đâu hết á. Ba mét xanh lá. 1m. Chị Kim Hoàng nhắn hai lần là không biết lấy bao nhiêu mét ta. 2 nè. 3. 3 xanh lá cho Hiền Ngô. 3m bao nhiêu tiền. Để em cân thử cho mấy chị biết 3m là bao nhiêu tiền nha. Dạ vải em đang mặc có nhưng mà hiện tại em không có like chị. Chắc qua tuần em like nha. 3m này có 34.000 thôi mấy chị nha. 3m này có 34.000 thôi. Màu trắng không chị ơi, màu trắng với đen. Màu trắng hồi nãy có nhiều lắm mà hết rồi. Rồi 4m cho chị.
Ô quên, cái này em chưa báo khổ nè. Trời ơi, cái này khổ chỉ có 1m15 thôi nha mấy chị nha. Khổ 1m15 thôi. Lên giùm em lại đi. Mấy khúc màu xanh nó tặng cho chị Hiền Ngô cho chị đủ may nè. Em tặng cho chị khúc đá hơn mét nữa nha. Ghi giùm chị chữ tặng chị Hiền Ngô. In cho bill chị Hiền Ngô này, ghi chữ tặng sự may cho đủ. Rồi màu xanh lá nha. Khổ 1m15. Vôn nha, vôn này rất là mịn, rất là đẹp luôn. Nhưng khổ ngắn nha. Chị nào lấy thì cân nhắc giùm em số mét để cắt. Khổ ngắn mấy chị. Khổ ngắn này hay dính thấy sao cắt nhanh dữ vậy. Khổ 1m15 thôi. Rồi em tặng cho chị khúc đá hơn mét á, để về mình may cho đủ nha. Nó lỡ cắt rồi. Để nè nè. Nghe hả mẹ, hả mẹ cắt nè. Đi ra không nào, đừng cắt luôn. Ủa bẩm, bẩm có đông người báo tao ngươi rồi, ngươi đang có chuyện tốn là bẩm có chuyện tốn rồi. Hai mẹ, hai mẹ, hai mẹ đó. Chế độ chị mẹ bỏ cắt rồi. Cắt rồi thì vậy là con dư đúng không? Để đến kề lại chị bạn nhé. Rồi cái này xanh lá khổ 1m15 này, chị nào lấy thì comment lại giùm em số mét nha. May áo bà ba được không mấy chị hả? Này em nghĩ chắc phải lót quá à. Thực ra là em thấy nhiều người mang cái này không có cần lót á. Ở trong mình mang, tại vì mang ôm ô vậy nè, sát ở trong mình mang áo ngực màu xanh luôn. Nhưng mà nếu mà chị nào mà thích kín đáo thì mình cũng nên lót nha, tùy theo mấy chị nha. Áo đầm cỡ mấy mét vậy, em cho chị một áo đầm màu xanh này hay là áo đầm chị cắt 1m rưỡi 2m thì tùy mình nha chị nha. Cái đó không tư vấn được tại vì tùy cái áo đầm của mỗi người. Rồi màu xanh lá. Rồi lên giùm em lá già nè mấy chị nè, lá già này nó khổ dài hơn nè. Lá già nha. Màu này lá già đậm hơn nha mấy chị nha, lá già đậm hơn nè. Khổ cao hơn. Cái này khổ 1m rưỡi á. Rồi chị nào lấy lá già thì comment nhà em là lá già kèm số mét nha mấy chị. Lá già nè, lá già. Lá già này của em khổ 1m rưỡi nha, lá già này ha. Lá già hồi nãy là lá xanh. Hồi nãy là xanh xanh hơn. Đây, hai màu xanh khác nhau nha mấy chị nha. Màu này lá già nó đậm hơn nè, màu này nó non hơn. Rồi chị nào lấy lá già thì comment nhà em là lá già kèm số mét. 1m khổ 1m rưỡi nha. Chị nào lấy lá già thì comment nhà em là lá già. Xanh coban mấy chị ơi. Đây giùm em mã xanh coban kèm số mét nè mấy chị. Xanh coban kèm số mét. Vôn nha mấy chị nha, cái này vôn nha. Vôn nha. Xanh coban kèm số mét giúp em nha mấy chị. Xanh coban kèm số mét ha. Xanh coban kèm số mét rồi em cắt cho. Là 3-4 bé mẫu rồi đó. Rồi cái này satin nha mấy chị. Satin màu này siêu đẹp luôn nè. Xanh ngọc bích mấy chị. Xanh ngọc bích nha, 1m. Rồi 2m về may áo dài đủ luôn nha mấy chị nha. Màu xanh này siêu đẹp luôn. Rồi lên giùm em mã này là 43k. 43k 2m. Cái này lụa satin nha mấy chị nha. Lụa satin 43k 2m. Chị nào lấy thì comment nhà em là 43 43 43.000. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 43.000 nè. 43.000. Tím, tím còn một miếng nhỏ thôi chị. Cái đó là von tơ chứ không phải là von kia nữa. Rồi 43k cho cô chị Hiền Vo nè. Chị Hồ Thúy chốt sau nha. Màu đen von hết rồi mấy chị ơi. Hồi nãy là không có luôn á. Rồi xanh lá 4m cho Thái Hòa nè. Rồi xanh 4m cho Thái Hòa. Xanh mã 43 hết rồi nha mấy chị nha. Còn mã màu xanh lá này thôi mấy chị. Xanh hồi nãy xanh lá hồi nãy, xanh hồi nãy là lụa satin đó. Cái này là khác. Không. Cái này hồi nãy là chị bấm vào 3 cái thì chị cho em đưa một cái đi cho em ghi tặng đó. Em có ghi chữ tặng không? Chị in nó lại cho em ghi chữ tặng đó. Này 4m cho Thái Hòa nè. Ghi bill, in bill rồi mà, cái bill đâu rồi? Cái hàng đơn mới đúng không? Không, lên cũ. Thấy hả? Rồi cái này màu xanh còn chị nào lấy nữa không nè? Rồi tới xanh coban nha, tới cái này lụa satin nè mấy chị nè. Cái này lụa satin nha mấy chị nha. Lụa satin. Màu này màu hồng đậu nè mấy chị, hồng đổ ha, màu hồng đổ. 1m2 3. Rồi 3m rưỡi mấy chị. 3m rưỡi màu hồng đổ nha. 3m rưỡi màu hồng đổ. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 81 kèm số mét hết rồi mấy chị ơi. 81 kèm số mét nha. 3m rưỡi màu hồng đổ là lụa satin, khổ 1m rưỡi có dạng á. Nè.
Khổ mít rưỡi có giảm nha, 3,5 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em. Trời ơi, nó là phải 4 mét đâu, xạo của chị Thái Hòa ra đi. Là mới cắt là 4 mét. Lên giùm em đúng mã giùm em nha mấy chị nha. Cái đó không có 4 mét đâu chị, cái đó chỉ có 3,5 mét là em bán rồi á. Xé tem luôn đi, lần sau cái nào xả là xé tem luôn. Cái đó không còn nha mấy chị nha. Rồi lụa satin này, chị nào lấy thì comment giùm em màu hồng nè, màu hồng đổ nè. 81k, 3,5 mét nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 81 kèm số mét. Cái này cắt được ha mấy chị, cắt được á. 8,5 mét nè. Rồi chị nào lấy thì comment 81k, 3,5 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 81. Rồi cái này là von nè, von màu lam ha. Von màu lam kèm số mét, có dập ly, nhìn giờ nó hàng nó nằm lộn xộn á chị, nên lên khúc nào hay khúc đó chị. Hai von màu lam á chị nha, von màu lam nha. 3 nè. Dạ cái đó em bán ký 115.000 á chị Ngọc Thảo, chị cắt bao nhiêu mét rồi em cắt em cân cho. 3,3 mét á chị, 3,3 mét. 1 mét thì như tầm hơn 10.000 thôi à. 3,3 mét cái von màu lam này lên giùm em mã 49.000 nha. 3,3 mét màu lam lên giùm em mã 49. Rồi von màu xanh ngọc ha mấy chị, von màu xanh thiên thanh nhé. 1 mét nè. 1,7 mét. 1,7 mét màu xanh thiên thanh lên giùm em mã này 38 nha. Hồng 81 em chốt cho chị Anh Hoài nè. Anh Hoài đơn mới. Rồi von màu cam đất nha mấy chị nha. Cái này màu màu cam đất nè, von này von có giãn nha mấy chị nha, von có giãn ha. 1,5 mét. 1,5 mét rồi lên giùm em mã này là mã 30.000 nha. 1,5 mét von 30k. Còn cái màu xanh thiên thanh xanh ngọc này á thì lên giùm em là mã này là 38 nè. 38 chốt cho Ngọc Lan Dương nè. 30 chốt cho Hồ Thúy. Rồi một cái mã màu xanh này rất là lạ luôn nè mấy chị nè. Cái này là màu xanh lạ nha, xanh lạ. Xanh đạp 1 mét, 2 mét. Rồi 3,3 mét ha mấy chị ha. 3,3 mét lên giùm em mã này là mã 41. 3,3 mét lên giùm em là 41 nha mấy chị nha. 3,3 mét lên giùm em là 41. 3,3 mét màu xanh lạ lên giùm em là 41k nè, 41k. Rồi một cái màu này là màu đỏ đô nè mấy chị nè. Cái này là giống như là đỏ bả cầu vậy đó. Lên giùm em đỏ kèm số mét nha. 41 em chốt cho chị Nguyên Thu nè. 41 chốt cho Nguyên Thu. Chị Hồ Thúy ơi. Cam đất không có nha chị nha. Cam đất 30 là hồi chốt cho chị. Ủa, chốt cho chị Hồ Thúy màu cam đất 30 đúng rồi. Chị hỏi lại là em bị quên cái mã vừa rồi liền à. Rồi in 30 cho chị. Xanh lá rộng khổ bao nhiêu? Khổ 1 mét. Khổ xanh lá rộng á chị Kim Hoàng. Khổ là 1 mét là một khổ là 1,5 mét nha chị nha. Cho chị màu xanh lá. Chị Nguyễn Thị Úc lấy xanh lá bao nhiêu mét? Không có thấy chị, không có thấy chị nhắn bao nhiêu mét hết. Cái này tới mấy chục mét lận mà em đâu biết cắt bao nhiêu mét cho chị đâu. Chị Kim Hoàng cho em xin địa chỉ nha. Ở trên xin số điện thoại nha. Cái này là tông của nó là màu đỏ vả trầu nha mấy chị nha. 1,2 mét, 3,5 mét màu đỏ bả trầu nè. 3,5 mét màu đỏ bả trầu này là 86.000 lên giùm em mã 86 kèm số mét nha mấy chị nha. Đỏ bả trầu 86. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Cái này được gần 3,8 mét luôn, phải 3,5 mét nữa. Cái này là đỏ này có giãn nha, mã 86 kèm số mét. 41 hết rồi chị Cái Mỹ Kiều ơi. Màu tím này là von tơ mấy chị, von tơ nó không có rủ xuống nó bay lên nha mấy chị nha. Cái này 16k 1,2 mét. Chị nào lấy cái màu tím thì comment nha em là mã 16 1,2 mét nha. Von này màu nâu mấy chị này, màu nâu ha. 1 mét nè. Rồi 1,8 mét nè. 1,8 mét. Rồi chị Kim Hoàng cho em xin số điện thoại, cho em xin số điện thoại với lại là số mét luôn chưa?
chưa thấy nè, mới thấy chị Kim Hằng ok mà không biết chị cắt là bao nhiêu mét hết. Cho em xin lại là mã màu xanh lá già kèm số mét với kèm lại kèm cả số điện thoại nha chị nha. Rồi mã này 29k nè, 29k. Đỏ 86 chốt cho chị Mai Lê nè, hết 86 là hết đỏ nha. Còn tím còn lam. Cái nâu này là mã 29.000. Là chị nào lấy thì comment nhà em là 29.000 nâu nè. Nâu 1m, 1m8. 1m8. Em số điện thoại của chị Anh Hoài rồi. Rồi một cái màu này màu xám nè mấy chị nè, màu xám ha. Màu này giống màu brown á, màu xám nha. 1m4 ha. Mét tư màu xám, màu nâu nhạt lên giùm em mã 32 nè, màu này 32. Màu này đậm hơn nha mấy chị nha, màu này đậm hơn nè. Đậm hơn 1m8 lần. Đậm hơn 1m8 nhưng mà có 29.000 thôi. Còn màu này 1m4 32.000 nha, chất liệu khác nhau nha, chất liệu cái này là chất liệu von mỏng nè, cái này là von dày hơn. Rồi màu vàng mỡ gà mấy chị ơi. 4m chị Kim Hoàng. Chị Kim Hoàng nhắn lại giùm em số điện thoại vậy ơi, chị chưa có số. Chưa có điện thoại. 32 chốt cho Hiền Vo nè. Rồi mã 29 vẫn còn nha mấy chị nha, mã 29 vẫn còn. Rồi 29 chốt cho Ngọc Lan Dương nè, 32 hết nè. Ngọc Lan Dương màu nâu 29 hết. Chị Kim Hoàng ơi, cho em xin lại số điện thoại quá để em cắt cho chị 4m nè, nhắn lại giùm em với. Rồi em thấy số điện thoại của chị Kim Hoàng rồi nè, để em cắt cho chị 4m nè. Rồi 4m. Xanh bơ hơn hiện tại là chưa thấy nha. Xanh lá già là vôn mỏng nha chị nha. Rồi 4m này là 59.000, 60.000 nha chị nha. Chị Kim Hoàng 60k nè. Chị nhớ đi thì em hai bill luôn á. Coi giùm em bấm chỗ nào không, khi em bấm em nhớ nhìn số nha. Coi giùm em bấm lung tung á. Chị em hai cái thì còn cái lần cái em bấm chỗ nào vậy? Kim Hoàng chưa, đã đụng ra đây. Không, hồi nãy bấm đây nè. Bấm đây á. Ừ. Bấm đây là bấm của chị nào á. Hai tấm mà em bấm. Hai tấm, một tấm mà bấm hai người. Một tấm bấm hai người màu đồng. Không nhớ rồi. Rồi cái này màu đỏ đô nè, em còn đi với mấy chị nè. Trời, tưởng hôm nay chứ. Cái này 1m4 nha mấy chị nha, 1m4. Màu này màu đỏ bả trầu, em còn 1m4 này, lên giùm em mã này 30. Mã này 30. Cái xanh lá là von mỏng nha mấy chị nha. Rồi màu xanh dương đậm mà, màu xanh dương đậm. Màu xanh dương đậm von này có giãn nha mấy chị nha, von này von dày có giãn nè. Đỏ 30 chốt cho Thái Hòa nè. Một mét nè, hai mét. Cái này được hơn hai mét thôi. Bỏ sọc rác á. Đỏ 30m chốt cho Thái Hòa nè. Chị có ổn không? Đừng nói vậy chứ nghe. Kéo cái này bỏ đi nè. Một, hai, cái này giờ còn có 2m2 thôi nha mấy chị nha, màu xanh đen nè. 2m2 lên giùm em là mã 38 nha. 38. Rồi chốt của chị Từ Thị Lệ Xuân luôn 38.000 nha. Có 2m2 à. Rồi xanh đen này em còn nữa nha mấy chị nha. Chị nào lấy xanh đen thì comment nhà em là xanh đen. Chất liệu dày dặn nè. Cái này dày hơn cái kia luôn nha mấy chị, cái này may đồ bộ được luôn nha. Cái này dạng giống như một cái mặt là lụa đó. Này cũng được 2m nha. Nó nặng tiền hơn mấy chị. 2m để giùm em mã này là mã 50. 2m để giùm em 50, cái này thì dày lắm. Này mình lên quần lên áo đồ cũng được, không có cần lót gì hết luôn mấy chị nha. Cái này chất liệu rất là dày luôn, 50k 2m xanh đen. Rồi chốt cho chị Hồ Thúy.
Rồi màu hồng mấy chị, màu hồng sen này là lụa satin nha mấy chị nha. Màu hồng sen lụa satin lên giùm em nè. Mã này 1 nè. 2 3 3,5 m ha. 3,5 m hồng sen lụa satin. Rồi lên giùm em mã này 81. Mã này 81 nha mấy chị nha. Mã này 81 này chị lấy thì comment nhé là 81k nè. Hồng sen này 81k nha. Hồng sen 81k, chị nào lấy thì comment nhẽ là 81. Còn có sọt không là không, cho chị cứ sọt để cái hàng mà trôi đi đi. 81k này 3 m nha. 3,5 m. 81k 3,5 m này chị nào lấy thì em giảm cho. 81k 3,5 m. Đen này là lụa nha chị nha. Không, em không có chốt chữ đâu chị. Tại vì cái chất đó chị còn chưa thấy đó là chất gì á, chốt vô xong rồi lát nữa xả nữa. Xanh đen 50 hết rồi chị ơi. Xanh đen hết rồi nha mấy chị. Rồi lên giùm em màu hồng này đi mấy chị em, màu hồng nè. Nói chung là cái này là hàng lót nó tùm lum chất hết á, nên lên cái chất nào em sẽ mô tả rõ. Lụa Hamotai màu hồng mấy chị, lụa Hamotai màu hồng phấn nha. 1 m giãn 4 chiều luôn. 2,6 m mấy chị. 2,6 m lụa Hamotai giãn 4 chiều. Rồi lên giùm em mã này 41k. 41k Hamotai màu hồng giãn 4 chiều mấy chị nào lấy thì comment giùm em. Màu đen này cũng là lụa lót Hamotai luôn nha mấy chị nha, lụa lót chứ không phải là von này, lụa lót nha. 1 nè. 2,2 m. 2,2 m lên giùm em mã này là mã 33. 2,2 m lụa lót này 33 nè. 2,6 m 41. Chốt cho chị cái Mỹ Kiều nè, là màu hồng. Là màu hồng chốt cho chị cái Mỹ Kiều. 33 em chốt cho chị Hồ Thủy. Hồ Thủy. Rồi màu hồng này lụa lót hai bông tay em còn nữa ha. Cái này là màu hồng cam mấy chị nha. Để cô nói cho em. Đã nói là lụa lót không có may áo được đâu chị ơi. Lụa lót không may áo được. Xã của chị Hồ Thủy. Alo. Số điện thoại đơn của khách hàng tên gì vậy anh? Ngọc Dung ạ. À. Khách nói sao vậy anh? À. Rồi chờ em xíu em kiểm tra liền rồi em gọi lại nha. Dạ dạ. Gọi cho bé Liên giùm chị đi. Gọi di động á. Ờ gọi Zalo cũng được. Có như Kiều bỏ nè. Ờ chị Hồ Thủy em xả cái của chị Hồ Thủy ra nha. Em chốt qua chị cái Mỹ Kiều nè. Tại cái đó là em cái này là lót lụa lót về mình may áo sợ không có được đẹp, chủ yếu là mình lên lót nha. Cái Mỹ Kiều. Liên ơi. Liên ơi kiểm tra lại cái đơn của chị Ngọc Dũng á, khách hàng đáng nói là đặt bả sắp vài 263.000 mới sao nó khu đó 12 nó còn một sách và thiệu mau gì đó, gọi liên cho khách liên đi, hồi gọi liên tục qua điện thoại chị đang lái nè. Rồi cái này cũng là lụa lót nha mấy chị nha. Này lụa lót màu hồng, màu cái này là tông của nó là màu cam nha mấy chị. Tông của nó là hồng cam nè. Chị nào lấy hồng cam thì comment nhà em là hồng cam kèm số mấy, cái này em có nhiều á. Cái này dạng của nó là phi lót nha mấy chị, cái này dạng giống như là gọi là sico tông á mấy chị, chứ không phải là cái này không phải là hàng Hamotai nha, cái này không có dạng nhiều nè. Hồng hầu như là không dạng luôn. Nhưng mà nó rất là nhẹ ký nha mấy chị nha, nó nhẹ lắm luôn á. Cái này mấy chị mua về lót túi rồi vậy thì được, vì cái chất này nó không có dạng. Mua về lót túi quần rồi vậy hoặc là mình lót chân váy cái đồ này kia cũng được nha. Cái chất của nó là pha nhiều nè, poly nhiều, không có giãn. Rồi lên giùm em mã này là 25k 2 m, lòng mét có 12,5 m thôi. Mã 25k 2 m nha. 1 m nè. 2 3 rồi 4 nè. 5
là 6 mét nha mấy chị nha, 6 mét. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã cho chị khúc tím. Khúc tím là tơ á chị. Tơ là 16 ngàn, lấy thì comment giùm em là mã 16 đi chị ơi. 16k, em mới inbox của chị Mỹ Vân, nó có gì nhắn giùm em trong đó nha chị nha. Rồi màu tím này là 1m2 nè, là hàng Walter nha chị nha. Walter 16 ngàn, cái này mỏng nha. Mua về để lót hoặc là mình mua về mình lót trong tùng hoặc trong áo để cho nó bay thôi, cái này là hàng bay á. Rồi 2m lót hồng hồng cam này lên giùm em là mã 25k nè, 2m lót 25k, chất liệu dày dặn. Có cái là nó không có giãn nha, chị nào mua về mình lót túi, lót chân váy đồ vậy đều được ha. Đồ này là von nè mấy chị, này von màu hồng cam. Có vải lót thô theo chưa, được rồi chị mua vải không có mềm. Vải không mềm đó là chị đang lấy cái lót gì vậy chị ha? Em không biết là chị lấy cái lót gì à. Cái không mềm mà nó hàng cô tông mà chị giặt nhiều nước là nó mềm lắm nha mấy chị nha. Cái hàng tại cái hàng cô tông là chuyên để hất khăn lót hàng linen á. Rồi 2 mét cho chị Ngọc Lan Dương nè. Còn cái này là lót von nha mấy chị nha, lót von nha. Lót von nè. Mấy chị ơi, em đang like cái hàng khúc quá nên không có like cái hàng cây phía sau được. Lát nữa rồi em mới like cái hàng cây phía sau là hàng cô tông nha mấy chị nha. Tại nãy giờ cũng có nhiều chị hỏi á. Đó. Đây là 1 mét nè. 2 mét. 3 mét, 3 mét rưỡi. Cái này là vải von nha mấy chị nha, cái này là von nè. Von 3 mét rưỡi. Lên giùm em 32 ngàn, 3 mét rưỡi, 16k chốt cho chị Kim Hoàng. Rồi hết luôn nha. Hồng cam, lên giùm em mã số, đừng lên mã chữ chị ơi, tại vì hai cái đều là hồng cam, cái là lụa, cái là lót, cái là von. Von này là hơn 3 mét, lên giùm em mã 31 ngàn. Lên mã số giùm em mấy chị, 31k. Còn chị nào lấy cái lụa này lên giùm em là 2 mét là 25. 2 mét 25. 3 mét 16. Không có chị ơi. Cái này là 3 mét rưỡi, không có cái nào 16 ngàn hết trơn á. Cái này là 31 ngàn nha mấy chị nha. Mã này 31 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã này 31k. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 3 mét rưỡi, 31k. Khổ này có 1 mét 1 thôi. Khổ 1 mét 1, 3 mét, 31k. Rồi chốt của chị Thùy Dương mã 31, đừng lên chữ giùm em nha. Em không có chốt chữ, tại vì giờ hơi nhiều cái hàng cùng màu, mấy chị lên chữ rồi mấy chị xả hết à. Đây là von dày nha mấy chị, von dày không cần lót nha. Von dày không, cái này là von châu tôn á. Lên áo dài, quần áo dài được nha mấy chị nha. 1m2 nè. 1m2 lên được một cái quần áo dài màu vàng đồng. Lụa châu tôn nha mấy chị nha, von châu tôn nó 29 ngàn. 29 ngàn, chị nào lấy thì comment cho em là mã 29. Rồi 29k em chốt cho chị Hiền Vo nha. Dùng đơn là đơn nào chị? Nếu mà là đơn mà chị, mấy chị mà đã ok đơn rồi là đơn đã đi rồi nha. Còn đơn nào mà em chưa chốt á mà mấy chị muốn dùng đó thì mấy chị phải nhắc cho mấy bạn. Chứ mấy chị mà giống mà đơn mà mấy chị hồi mấy bạn xin địa chỉ cho đi, mấy chị đã ok rồi giờ mà dùng đơn nữa là mấy chị báo ở trên live là không có được nha mấy chị nha, là đơn đã đi mất rồi đó. Sao qua này nó có rối rối vậy sao ta? Bực mình đang ngủ quá. Nó rộn thế nha chị. 29k cho chị Lưỡng, ở cho chị Hiền Vo này nè. Chị vàng bạc hùng mạnh phía sau là em chưa có like nha chị nha. Chờ em một xíu ạ. Cái hàng em đang like hàng khúc, like xong rồi em mới like cái hàng cây ở sau. Bởi vì em lên nó lộn xộn lắm. Hàng sau nhiều chị nãy giờ cũng hỏi rồi mà em chưa có lên á. Cái này là satin nha mấy chị nha. Cái này là tông của nó là màu xanh đen. Màu xanh đen, xanh than nha mấy chị nha. 2 mét nè. Về may quần áo dài, may áo dài được luôn nha mấy chị nha. May áo dài, may đồ bà ba, may quần áo dài đều được. 2 mét lên giùm em mã 32k. 32k nha mấy chị nha, 32k. Hồng sen mà cái nào chị, hồng sen mà cái satin hay là sao? Cái satin hay sao? Cái nào là đều là khổ 1 mét rưỡi á. Nếu cái nào mà khổ ngắn thì em sẽ báo á. Rồi 32k em chốt cho chị Nguyễn Thủy nè. 32k chốt cho chị Nguyễn Thủy. Em cho cái quạt quay qua một hướng của em, hai hướng ngoài, đừng cho quay qua cái cân.
Rồi cái này là một cái mã lụa satin nha mấy chị nha. 1 mét nè. Cái này satin có giãn nha, mềm lắm luôn á, 1 mét. Về may quần áo dài cũng được nha mấy chị nha, may quần áo dài cũng được. Mã này là mã 18 ngàn mấy chị. 18 ngàn, chị nào lấy thì comment nhà em là mã 18. Rồi màu đỏ tươi nha mấy chị nha. 18. Chị mua màu xanh lá chứ không phải màu. Chị mua màu xanh la chứ không phải màu xanh lá. Là sao ta? Màu xanh la chứ không phải màu xanh lá là chị Út gì nhắn gì em không hiểu luôn á. Có chung màu hồng dâu, thun màu hồng dâu để em mua lót áo đầm các cái gì mới rủi thun, là em không có bán thun nha. Em không có bán thun. Mua xanh lá chứ không phải màu xanh lá. Chị mua màu xanh la chứ không phải màu xanh lá. Xanh la là xanh gì ta? Trang Đơn Nguyễn Thủy. Bấm vô trong cái bọc của chị Nguyễn Thị Út đi, chị không có hiểu. Nguyễn Thị Út hồi nãy có 4 mét, mấy mét gì đó. Chưa có hồi chị Út chưa có đơn hả? Nguyễn Thị Út ơi chị ơi, nãy giờ chưa có đơn. Tại hồi nãy là chị nói chị mua màu xanh lá mà không có comment bao nhiêu mét á. Giờ cái comment này của chị cũng không có bao nhiêu mét, em không có cắt được nè. Rồi bỏ qua đây đi, bỏ qua đây. Bỏ cái này vô sọt cái lắc nữa chị xử lý sau luôn. Rối quá. 18 ngàn nè, em chốt cho chị Tuyết, chốt cho cô Tuyết Lưu Phương nè. Nên đơn mới, màu đỏ nè mấy chị nha. Màu đỏ cái này là vôn dày nha mấy chị. Vôn dày màu đỏ hơn 1 mét. Cái này mấy chị về may quần áo dài cũng được. Rồi lên nhà em là mã 21. Cho quạt xoay con nóc này nè. Nóc này nè, đứng cho quay vô cái cân này được không? Rồi 21k nha, chị nào lấy thì cầm lên nhà em là mã 21k. Rồi cái này là vôn nha mấy chị nha. Cái này một cái sọt bông đi, hoặc là kế cho chị một cái bao khác tới đi. Hai cái màu nhức đầu á. Nhân Nguyệt má. Sao vậy chị? 21 ngàn. Em chốt cho chị Tuyết Lưu Phương luôn màu đỏ nè. Để em dọn đi ra nha. Không, để em để đi chị dồn lên từ từ cũng được. À, dọn, dọn cái bao này nè. Dọn trong cái bao này đi. Cái vải này nó ngứa. Rồi cái này là vôn màu đỏ nha mấy chị nha. Cái này vôn màu đỏ nè, vôn nha mấy chị nha. Vôn dày có giãn á. Rồi 1m7 ha. 1m7, lên giùm em mã này là mã 34 mấy chị. 1m7 34 nha. Rồi vôn màu xanh min nè. Vôn màu xanh min. Còn mấy mẫu nữa em lên là em qua cái hàng bông nha chị nha. Lý chú xử lý sao vậy? Không bỏ số nữa. 33k nha. À, 34k em chốt cho chị Nhân Nguyệt nè. Hồi nãy nhắn gì em không hiểu luôn á. Nghe đi chị, nghe đi chị. Xin mời. À, có người nào gọi điện cho anh xử lý cho anh. Rồi, ok. Liên ơi, chị đứng ở này, ông bà vị khách lo chuyện quá không đông nên giá hơn một phân hay sao, xử lý cho họ Liên đi kìa. Bảo cho họ đi, họ gọi nữa nè. Họ mới gọi nữa nè. Dạ chị Uyên La Kim ở cái hàng phía sau của em là 30 ngàn 1 mét đồng giá nha. Cái vôn đen hồi bữa hết rồi mà có mấy khúc bị trừa lại nha, em có trừa cho chị á. Để em kiếm cho. Rồi lên nhà em màu xanh min kèm số mét mấy chị, em còn mấy mét nè. Xanh min em còn mấy mét này, chị nói thì comment nhãn là xanh min nha, khổ mét rưỡi nha. Màu xanh min. Màu xanh min chị nói thì comment nhãn em là xanh min kèm số mét nha mấy chị nha. Von nha mấy chị, cái này là von nha. Von màu xanh min. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã xanh min kèm số mét nha. Em còn mấy mét nè. Chị nào lấy thì comment nhà em là von màu xanh min kèm số mét nha mấy chị. Von màu xanh min kèm số mét. Rồi cái này là lụa nha mấy chị nha. Cái này là lụa lót.
lụa lót màu nâu cà phê, khúc này của em được 9 tấc thôi nha mấy chị nha. 9 tấc lên giùm em mã này là 21.000. 9 tấc lụa lót 21k, chị lấy thì comment giùm em là 21k. Rồi một cái mã này là mã vôn màu đen nha, khúc này ngắn nè mấy chị nè, khúc này được 1m1 thôi. Về mình may quần được nha mấy chị nha. Cái này về mình may màu đen là mình may quần 33 được nè. Rồi lên giùm em mã này mã 23. Màu đen lên giùm em mã 23, 21 chốt cho Diễm Trần nè. Rồi màu đen 23, chị nào lấy thì comment giùm em là 23.000. Một cái màu này là vôn hai da nha mấy chị nha. Một cái màu là da màu xanh đá, một cái là màu trắng nè. Cái này của em được 1m1 luôn, về may quần áo dài nha mấy chị nha. Về may quần áo dài cái này đẹp lắm luôn á. 23k em chốt cho Hiền Vo nè. Cái hàng phía sau là thô cô tông nha chị Kim La nha. Thô cô tông nha. Cái màu là vôn hai da lên giùm em mã 26 nha mấy chị nha, 26. May quần áo dài rất là đẹp luôn. Một cái màu xanh, ở sau là nó màu trắng, cái này hai da. 26k hơn mét. May quần áo dài được nha mấy chị nha. Rồi vôn hoa nhí nha mấy chị. 21 hết, 23 hết nha mấy chị nha. 26 chốt cho cô Mai Trần nè. Rồi mã này là 12k nè, 12k. 12k cái này nó nhỏ nha mấy chị, cái này nhỏ xíu à. Này được mét hả? Này bỏ vô hàng khúc đi giùm chị đi. Rồi một cái màu xanh màu đen nè, vôn màu đen, cái này là vôn nha mấy chị nha, cái này là vôn nè. Vôn á, cái này của em được mét hơn. Được mét hơn thôi nha mấy chị nha. Mét hơn lên giùm em mã này 24 mấy chị. Mét hơn lên giùm em mã 24. Mét hơn lên giùm em mã 24.000 mấy chị nha, 24 nha. Rồi màu cam mấy chị ơi, màu cam nè. Màu cam nè. Làm cái gì cũng không tới nơi tới chốn trơn. Là 24k. Mã 23 này em chốt cho chị Từ Thị Lệ Xuân nha. Đổ kéo để cho chị tắt. Đổ kéo, cái này cho tắt băng keo rồi sao không có tắt được cái này tôi. Cái này của em được 1m5 nha, màu cam này, cái này dày mấy chị, lên áo lên đầm đều được, không cần lót gì hết nha mấy chị nha. Rồi 1m5 lên giùm em mã 42.000 nè. Mã 42 1m5 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42. 42k 1m5 tông màu cam, cái này dày nha mấy chị nha. Cái này giống là vôn châu tôn có giãn ha. Vôn dày có giãn. 1m5 42k, về may quần, may áo, may bộ gì cũng được, không cần lót. 1m5 42k. Rồi màu xanh thiên thanh nè mấy chị nè. Màu xanh thiên thanh nè. Cái này là vôn nha mấy chị nha, cái này cũng là vôn luôn nha. 1 nè. 2 3m mấy chị, cái này được 3m ha. 3m nè. 42 em chốt cho chị Thái Hòa. Mấy chị Kim Hoàng ơi, chốt mã. Chốt mã số không chốt mã chữ nha chị nha. 3m màu xanh lên giùm em mã 49 là vôn nha mấy chị nha. 3m màu xanh lên giùm em 49k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 49. Ngoài kia hàng như thế, đây là dự dư thì một cái bánh nè. 49k 3m nha mấy chị nha. 49k 3m màu xanh thiên thanh, cái này mấy chị về may áo dài hoặc áo đầm đều được. 49k 3m đủ một bộ luôn ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 49 3m nha. 49 3m. Rồi màu xanh lá nha mấy chị nha, màu xanh lá khúc này được 1m hơn nè. Cái này là vôn có giãn nha, vôn có giãn. Vôn có giãn. Rồi 1m hơn, cái này là về là vôn lót thôi nha mấy chị nha. 1m hơn màu xanh lá đậm nè, lên giùm em mã 20.000 nha, 20.000 1m hơn. Màu xanh min mấy chị ơi, màu xanh min nè. Màu xanh min, xanh bạc hà mấy chị, xanh bạc hà. Cái này là vôn dày nha mấy chị nha, vôn dày có giãn ha, vôn dày có giãn 1m nè, 2m, 3m,
4 mét nha mấy chị nha. Cái vo này đẹp, vo này màu rất là đẹp luôn. Xanh lá 20 mét cho chị Nguyên Vân. Rồi mã này 4 mét lấy giùm em mã 76 mấy chị. 4 mét lấy giùm em mã 76. 4 mét lấy giùm em mã 76 mấy chị. Xanh bạc hà này 4 mét lấy giùm em mã 76 nha. Lên mã chốt mã số, không chốt mã chữ nha mấy chị nha. 76k. Còn cái này là lụa lót nha mấy chị nha, lụa lót có giả màu đen. 1m4. 46 chốt cho Biên Biên Nguyễn. Mã này lụa lót màu đen lên giùm em mã 25. 25k 1m4. 25k 1m4 chị nào lấy thì comment giùm em lụa hao mu tai màu đỏ nè. 1m5 ha. 1m5. Màu đen này 25k lụa lót màu đen nha mấy chị nha, lụa lót nha. Rồi cái này 1m5 lụa hao mu tai lên giùm em mã 14.000. 14.000 1m5 nè. Lụa lót. Cái này mấy chị về lót đầm nó rất là đẹp luôn ha, màu đỏ, đỏ cam á. Rồi lên giùm em mã này 14k 1m5 nha. 14k 1m5. Còn cái này là lụa satin nè. 14k chốt cho Biên Biên Nguyên. Rồi mã 14 hết rồi nha mấy chị nha. Cái này là màu đỏ bầm mấy chị. Khúc này em có 1m2 về may quần áo dài nha, lụa satin về may quần áo dài. Lên giùm em mã 24. Mã 24 này màu đỏ, đỏ rượu này, đỏ rượu vang nha. 24k 1m2. Chị nào lấy thì comment giùm em là 24k. 24k. Cái này lụa satin màu xanh navy mấy chị nha, lụa satin màu xanh navy khổ 1m5. Cái này qua được 1m3 về may đồ bộ pyjama cũng được nha. 24 chốt cho Tuyết Lưu Phương nè. Rồi cái mã mà màu xanh coban á, xanh navy này lên giùm em mã 35 nha. Mã 35. Mã này 35 1m5, chị nào lấy thì comment giùm em là 35 về may đồ bộ cũng được nè. Chắc này dày dặn nha, chắc này dày dặn. 1m, cái này 1m3 chứ. 1m3 mà 35.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 35k. Rồi phi màu đỏ mấy chị nha, cái này là phi satin nè. Cái này phi nè, màu đỏ ha, đỏ tươi luôn. 1m1 mấy chị về may quần áo dài được nha. Về may quần áo dài được, màu đỏ này lên giùm em mã này 18. Mã này 18, 35 chốt cho Thái Hòa nè. Màu đỏ lên giùm em 18k mấy chị. Màu đỏ này 18k hơn 1 mét nha. Màu đỏ này 18k hơn 1 mét. Rồi cái này là lụa, lụa màu hồng về lụa lót nha mấy chị nha. Lụa lót này không giãn ha, không giãn. 2 mét 25k, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Mã 24 hết rồi mấy chị ơi. Rồi 18 chốt cho Tuyết Lưu Phương nè. 18 chốt cho Tuyết Lưu Phương. Rồi cái này là 2 mét màu hồng 25k, 1 mét 12.500 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là hồng kèm số mét em còn mấy mét nè. Hồng kèm số mét nha, mét tầm 12.500. Chị nào lấy thì cầm nha giùm em là hồng kèm số mét giùm em. Hồng kèm số mét nha mấy chị nha. Rồi một cái màu cam đất nè mấy chị, màu cam đất. 1m1 nha mấy chị nha, 1m1. Chị Nguyễn có thể ốc quay màu xanh thiên thanh mà 49k 3m là em bán từ lâu lắm rồi, không còn nữa nha chị nha, hết rồi. Đó chỉ có một tấm thôi nên không có còn đâu. Này là 19.000 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19k. 19k cái này được quen được 1m2 nha, 1m2 19k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19k. Von nha mấy chị nha, von 19k này. Rồi này màu ruốc nè mấy chị nè, ruốc. Ruốc nè, rồi hồng 2 mét cho chị Tuyết Lưu Phương rồi làm lót nha, lót túi lót gì cũng được ha. Nào nhẹ cái con này kéo là lá lam đi. Cam đất 19k chốt cho Ngọc Lan Dương. Hồng 2 mét cho Tuyết Lưu Phương. 6 mét cho Quỳnh Vương. Cái màu hồi nãy chị Út mà chị nhắn á là em đã bán từ lâu lắm luôn rồi. Rồi hồng này về lót nha mấy chị nha, hồng 2 mét cho chị Tuyết Lưu Phương á. Rồi 6 mét cho Quỳnh Vương nè, 1 mét, 2 3 4, cái này còn 4 mét cho Quỳnh Vương lấy giùm em nha. 4 mét. Lên đơn mới cho Quỳnh Vương luôn nè. Rồi màu ruốc này dài lắm chị ơi, lấy mấy mét thì nhắn giùm em luôn đi nè. Cái này là von mỏng nha chị nha, von mỏng nha mấy chị nha. 1 mét nè, 2 3. Rồi cái này của em được 3m8 ha. 3m8 thôi. Lên giùm em mã này là mã 49 nha. 3m8 49. 3m8 49. Rồi, cái này là màu màu nâu, von màu nâu nha mấy chị nha, von màu nâu nè, 3m 49 nha. 3m 8 49, chị Minh Nguyên có lấy thì comment giùm em là mã 49.000 nha.
Rồi mã này là lụi von châu tôn nha mấy chị nha. Về mình may quần áo dài thì được một vét hơn nè. Mình may quần áo dài, may quần ống suông đều được, không có cần lót nha. Rồi khúc này lên giùm em mã 22 ngàn. Rồi lên màu vàng mỡ gà nè mấy chị nè. Màu vàng mỡ gà 49k chốt cho Mi Nguyên nè. Mi Nguyên đơn mới. Màu vàng mỡ gà, lên màu vàng mỡ gà càng số mét giùm em cái này nhiều nha mấy chị nha. Cái này là von nó cũng thuộc dạng là dày chứ không có phải là quá mỏng nha mấy chị. Dày chứ không có quá mỏng. 22k chốt cho Long Phi nè. Rốt hết rồi mấy chị ơi. Rồi màu vàng mỡ gà, chị nào lấy mỡ gà thì comment giùm em là vàng kèm số mét nha mấy chị nha, vàng kèm số mét. Đây ha, vàng kèm số mét nè. Cái này 1 mét hơn 10 ngàn thôi mấy chị nha, siêu rẻ luôn. Màu đỏ satin nha mấy chị nha, màu đỏ này satin. Màu đỏ này satin. Được 1 mét mốt về may quần áo dài á. Rồi lên giùm em mã này 23k nè. 23k màu đỏ, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 23 nha. 23k màu đỏ á. Rồi lót màu trắng mấy chị. Lót màu trắng, cái này là lụa nha. Cái này là lụa. Dạng giống như là phi lụa có 9 tấc à. Rồi 23k màu này, chị nào lấy thì comment giùm em là 23k màu đỏ satin hơn 1 mét nè. Màu trắng lên giùm em mã 15 mấy chị. 9 tấc 15k, có mịn có giãn nha. Màu trắng này có giãn là 9 tấc 15k. Mã này mình về mình lót rất là đẹp nha mấy chị nha. Lót rất là đẹp luôn. 9 tấc 15 ngàn. 9 tấc 15 chốt cho Long Phi. Vàng 4 mét cho Quỳnh Vương. Rồi chị nào lấy nữa thì comment nhà em là vàng kèm số mét nha mấy chị nha. 2 này 3 4 mét cho Quỳnh Vương nè. Rồi để em cân thêm thử 4 mét là bao nhiêu tiền chị nha. Đi ra cái ngồi bên này mới đúng. Đúng không ta? Nó bị cái trái hay sao ta? Hôm qua mình đứng bên này không? Đứng bên này. Ngược lại đây đứng bên này. 4 mét là 60 ngàn nha chị nha. Vàng mỡ gà 10 mét cho chị và Hằng Lê. Em sợ cái này hết đủ rồi. Không biết có đủ không chị Hà Lê nha. 1 mét nè. 2 3 4 5 6 7. Còn 7 mét rưỡi à chị ơi. Còn 7 mét rưỡi nếu chị lấy thì ok thì em cho chị Hà Lê nha. 7 mét rưỡi à. Hết rồi à. Còn 7 mét rưỡi nếu lấy thì ok giúp em. Sao vậy? Hiếm lắm luôn á. Von xanh 3 mét trên bàn này để chị. Cái này em còn mấy khúc dài nha. Rồi lấy cho chị Hà Lê ok. Cảm ơn chị nè. Rồi chị vàng hết rồi mấy chị ơi. 1 2 Rồi 3 mét này để cho chị Quỳnh Vương nè. Cái gì chị là 7 mét rưỡi. Dạ hàng phía sau là để may ra nệm nha mấy chị nha. May ra gối đồ được, vàng hết rồi. Màu đỏ satin này chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 23 ngàn nha. 23 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em. Rồi von, von màu xanh dương đậm nè. Em còn khúc này ha. Cái này là dày luôn nha mấy chị. Cái này giống như lụa châu tôn. Von châu tôn nó dày không có giãn, không có lót luôn á. Mấy này mấy chị may đồ bộ cũng được. 1 mét là 2 mét mốt nha mấy chị nha. Khúc 2 mét mốt này may đồ bộ cũng được, may áo dài cũng đẹp luôn. Chắc là may không có nhăn đâu mấy chị. Lên giùm em mã 50 2 mét nha. 50k 2 mét nè. Rồi một cái màu xanh bơ mấy chị nha, xanh bơ, cái này xanh bơ á. Xanh bơ này mấy chị này, von xanh bơ loại này mỏng nha mấy chị nha. Loại này mỏng nè. Rồi cái này 50k chị nào lấy thì comment giùm em. Chất này nó dày nha mấy chị nha. Chất này dày lắm, mình lên quần cũng được nha. Mấy cái này mấy chị may quần đồ cũng được. May quần đồ cũng được, không có cần lót gì cả. Rồi em chốt cho chị Biên Biên Nguyên. Rồi lên giùm em là von màu xanh bơ mấy chị ơi. Von xanh bơ. Von xanh bơ kèm số mét mấy chị. Khúc này của em dài ha. 1 mét 2 mét nè. 3 4 5 6 7. Rồi em còn 7 mét rưỡi màu xanh bơ nha mấy chị nha. 7 mét rưỡi von màu xanh bơ. Cái loại này von mỏng nha mấy chị. 7 mét rưỡi von màu xanh bơ. Lên giùm em mã này là 98 ngàn nha.
7,5 m vô màu xanh bơ lên giùm em mã 98. Mã 98 với chị. Chị nào lấy không nè. Rồi màu xanh lá già nè, chị nào lấy thì em lên lại mã này một lượt nữa nha mấy chị nha. Màu xanh lá già nè. Xanh lá già vô này em còn một khúc này rất là dài luôn. Chị nào lấy bao nhiêu mét thì comment nhà em là xanh lá già kèm số mét khổ 1,5 m nha. Cái này khổ 1,5 m nè, chị nào lấy thì comment giùm em. Xanh lá già kèm số mét, cái này là von nha mấy chị nha, von ha. Rồi thêm một cái màu xanh lá là màu nó ngắn hơn, khổ 1,1 m mấy chị nha. Khổ này là xanh lá tươi ha, xanh lá tươi. Khổ 1,1 m, cái này của em cũng còn khúc dài luôn. Chị nào lấy xanh lá tươi thì comment giùm em là lá tươi kèm số mét hoặc là lá già kèm số mét. Là hai cái mẫu đó em còn nhiều á. Thêm cái mẫu thứ ba nữa là màu xanh coban này ha, von màu xanh coban. Chị nào lấy bao nhiêu mét xanh xanh coban thì comment giùm em là xanh coban nha, xanh đậm nha, xanh đậm. Cái này thì chắc nó dày dặn hơn. Dày dặn hơn cái xanh lá non hồi nãy nha. Mỗi chất đều là mỗi cái khác nhau. Em còn ba khúc đó rất là dài, chị nào lấy màu nào thì comment giùm em màu đó nha mấy chị. Rồi cắt 2 mét xanh lá già cho chị Vân nè. Von đen hết rồi chị Lan Lê, em hết lâu rồi. Bao nhiêu mét nè? 2 mét cho chị Nguyên Vân nè. Chị thấy cái này đúng không? Rồi 3 mét cho chị Quỳnh Vương. Màu xanh của ba nè. Chị có cái màu xanh lá tươi mới là khổ 1,1 m thôi nha mấy chị nha. Còn lại mấy cái này là khổ 2 m, à, khổ 1,5 m hết nha mấy chị. Khổ 1,5 m hết á. Dạ 1 kg em bán là 115.000, tính ra 1 m hơn 10.000 nha chị nha. Tùy theo cái loại von nó dày hay mỏng. Rồi chị nào lấy xanh coban với lại xanh lá già nữa thì comment giùm em nha, hai này em còn nhiều không? Xanh lá tươi cũng còn nhiều. Rồi có cái này xanh bơ em cũng còn khoảng 5 m nè, xanh bơ cũng còn 5 m nè. Rồi 2 m. 2 m xanh lá già cho Ngọc Lan Dương nè. Hai mét xanh coban cho Kim Hoàng. Xong rồi chị? Chưa xong. Hết rồi mấy chị ơi. Xanh lá già đều là khổ 1,5 m nha mấy chị nha. Chỉ có cái xanh lá tươi mới khổ 1,1 m thôi. 1,3 m cho chị Ngoà Ngà Tô nè. Mấy chị ở đơn mới thì khi mà mua, ráng mua trên 1 like cho đủ đơn giùm em nha. Qua 2 like là rất là khó để vô, mới là rất là dễ thất lạc bọc hàng luôn á. Dễ thất lạc bọc hàng, với lại là mấy chị mà không có mua đủ đơn á, rất là dễ bị xả hàng á chị. Đứt tay đó. 1,3 m chị Ngà Tô, lên đơn mới cho chị Ngà Tô. Xanh ngá già với xanh coban đều là khổ 1,5 m nha. Và cái xanh bơ đều là khổ 1,5 m, chỉ có xanh lá tươi mới là khổ 1,3 m thôi, à 1,1 m thôi à. Xanh bơ này cũng là khổ 1,5 m nè. Rồi cái quần satin này màu 24k 1,1 m màu đỏ này có chị nào cần không nè. Chị nào cần thì lên cho em là mã 24.000 có 1,1 m hả. Lụa lót màu đen nha mấy chị nha. Lụa lót màu đen. Cái này dạng giống như lụa 100D vậy đó khổ. Cái này được 1,5 m nè, lụa lót nha. Lụa lót dạng 100D mỏng mấy chị. 25.000. Rồi chị lấy thì comment cho em là 25. Rồi cái này là von lót màu đen nha. Cái này được hơn 1 m. Thank you.
Rồi lớp màu đen 25 em chốt cho chị Ngọc Lan Dương nè. Rồi cái này của em là hơn 1 mét, lên giùm em mã 24 với chị. Mã 24.000 nha. 24.000 này chị nào lấy thì comment em là mã 24. Cái này là von nha chị nha, von nhưng mà von dày á, 24k hơn 1 mét. 24k hơn 1 mét. Rồi lót này màu trắng kem nha mấy chị nha. Màu trắng kem nhưng mà chất nó rất là đẹp, giống như là lụa mango đó. Cái chất của nó gần giống như là lụa mango luôn, một loại mỏng. Cái này của em được 1m6 nha mấy chị nha, 1m6. Này dày chứ không có mỏng đâu mấy chị, lên quần lên đồ cũng được luôn này, 1m6 nha. 24.000 von lót. Đen 24.000 chất cho Nguyên Vân nè. Rồi mã này 48k, 1m6 mấy chị, lụa mango nha, màu kem. Lụa mango màu kem 46. Ồ cái này tới 49.000 lận á. Này tới 49.000. Chị đã lấy thì cầm mang nhà em là 46 nha mấy chị nha. Rồi lụa satin mấy chị, lụa satin màu hồng tím mấy chị, màu hồng tím nè. Màu hồng tím này chị đã lấy thì cầm mang giùm em nha, 1 mét nè, 2 mét, 3 mét. Cái này được 3 mét 9, gần 4 mét nha mấy chị nha, gần 4 mét nha. Rồi von em còn hai mã màu xanh á. Cái này lụa mango màu kem, có chị nào lấy không mấy chị nè, lụa mango màu kem ha. Màu kem. Màu kem. Rồi cái này là 4 mét màu lụa satin màu hồng tím, lên giùm em mã 64 mấy chị. Cái này 64k 4 mét nè. 64k 4 mét, chị nào mua về mình may pyjama, may quần áo dài đều được nha. 64k 4 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64. Rồi các màu xanh lá dài cho chị Quỳnh Vương 4 mét nè ha. À 3 mét nè. 3 mét chị chưa có cắt mà, hồi nãy chị mới cắt 3 mét xanh cô ba nè. À, trong bọc của chị có 3 mét màu xanh lá gì đó, hình như là xanh lá già á. Để em coi lại đã nha. Von đen vừa hết rồi mấy chị ơi. Von đen có mấy phút ngắn ngắn thôi. Rồi màu cam ha mấy chị ha, màu cam 1 mét nè. Cái này của em được 1m7 mấy chị. Màu cam 1m7 này là dày dặn nha mấy chị nha. Dày dặn. Kiểm tra trong bịch chị Quỳnh Vương là có cái màu xanh lá không. 1m7 lên giùm em mã 42 mấy chị ơi. 42 1m7 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42. Mã 42 1m7 xanh bơ 2 mét cho chị Tuyết Lô Phương. À, vậy chưa có xanh lá già để em cắt cho chị nha. Chị Hiền Ngô nói cái gì không nghe. Chị chat lại cho em thêm một cái ý đầu tiên, tại em đọc cái sao em không hiểu. Nếu đủ thì thôi, không đủ cắt lại cho chị nha, là em không hiểu á. Cái gì đủ hay không đủ chị ơi. Chị Thúy Hồng cái nền trắng hoa vàng phía sau á là vải lụa kem, chốt cho chị cái Mỹ Kiều. Lên giùm em cái này, chữ cái này là hồi nãy em đọc 46 không, như 50 giảm 46 giùm chị. 50 giảm còn 46. 46 chốt cho chị cái Mỹ Kiều rồi chị Ngân Nguyễn ơi. Rồi màu cam này nè, chị nào lấy thì comment giùm em màu cam này là mã 41.000 nha. Màu cam này là 41. Màu xanh bơ này còn chị nào lấy nữa không nè. Xanh bơ em còn 3-4 mét gì đó. Chị Hiền Ngô cho em thêm một vé nữa đi nha. Chị em mới đọc cái vé sau rồi cái đầu không thấy. Rồi lụa satin mấy chị ơi, lụa satin màu đỏ nè. 1m1. 1m1 mã này 20, chị nói thì comment thì em là mã 20. Chờ em xíu nha mấy chị nha, cái hàng ở sau em chưa có like á, em đang like cái hàng ở trước rồi em mới like cái hàng ở sau. Chờ em xíu. Cái này là ren nha mấy chị nha, cái này là ren ha. Ren này 1m. 2m về may áo dài nha mấy chị nha. 2m về may áo dài. Lên giùm em mã này là mã 51 2m nha. Ren về may áo dài 51k 2m. Rồi chị nào lấy thì comment thì em là mã 51. Mã 51 nha. Rồi cái này là sọc nha mấy chị nha. Cái này là sọc nè, cái này là hàng để lên đồ vest rồi vậy đó. 1m, cái này là 2 vest. 2m để lên áo dài hoặc là lên lên áo dài hoặc là lên mấy cái
cùng vét cùng tay là vậy nha mấy chị nha, chân váy chữ A cùng tay cùng sọt là vậy, lên giùm em mã này 60. Mã này 60 giờ lấy thì comment nha em là mẫu 60. Xanh lá tươi cắt 3 mét anh tặng thêm 1 mét đủ mini maxi không? Cái đó đủ rồi chị. Tại vì giờ chị phải hỏi nhà may á là cái đó là khổ 1m1 là may cái đầm maxi là cần bao nhiêu mét. Nếu mà thiếu thì cắt lại bao nhiêu mét thì chị nhắn lại giùm em. Chứ còn em không biết là đầm maxi của chị là dài như thế nào hay là rộng như thế nào hết. Chị sóng biển không có số điện thoại, không có chốt cái vải màu cam được nha. Vải may ra gối em bán 30 ngàn 1 mét, 51 em chốt cho Kim Hoàng nè. Chị Hiền Ngô hỏi thợ may giùm em nha. Hoa trắng nền vàng em đọc nhầm rồi. Hoa trắng nền vàng. Hoa trắng nền vàng là cái gì chị? Em chưa lên cái mẫu nào hoa nền vàng hết. Chị Thúy Hoàng nha, em chưa lên cái mẫu nào là hoa trắng nền vàng nha chị nha. Rồi lên giùm em hàng công sở tiếp mấy chị ơi, lên tiếp hàng công sở. Lên hàng quần tây đen giùm em nè mấy chị ơi, quần tây đen. Quần tây đen nha. Mềm rũ, chất này không có giãn nha mấy chị nha. Mềm rũ, chất này không giãn, lên quần ống suông được nè. Lên quần ống suông, lên quần tay đều được nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Chị Lan Lê mã sập 60, lên giùm em số điện thoại nha mấy chị nha. Lên giùm em số điện thoại. Rồi lên cái này xong rồi em lên tiếp 16 mẫu hàng ga gối nha mấy chị nha. Chờ em một xíu ạ. Lên hàng quần tay đen giùm em mấy chị ơi. Hàng quần tay đen, cầm cái đai giùm chị ơi. Hàng quần tay đen kèm số mét nha mấy chị nha. Quần tay đen kèm số mét, mã đen kèm số mét. Hàng lên quần tay đen được nha mấy chị. Em cứ gồng thẳng, em cứ gồng thẳng cái đó đi. Để chị biết được là nó cân đối chỗ nào á. Quần tây đen bao nhiêu một mét? Em cứ cắt là một mét, một ký là 115.000 nha mấy chị nha. Một ký 115k. Thấy số điện thoại của chị Loan Lê nè. Lên cái sập 60 cho chị Loan Lê. Lên đồ vét cho chị Loan Lê nha. Rồi cái này là một mét. Trải bàn có phải không em? Cái này hả chị? Cái này là cái vải mà em thấy nó đẹp, em đem trải bàn để cho nó thay đổi phong thủy thôi chị. Cái này em hết rồi, không có để bán nữa, hết sạch rồi. Rồi cái này quần tay đen chị đang lấy thì comment nha em, là quần tay đen kèm số mét. Cái này không giãn nha mấy chị nha. Không giãn chất rũ mấy này. Đối với cái này thì mấy chị có thể là may áo vest được ha. May áo vest, may quần ống rộng, may chân váy được, may đầm được. Mà không có may đồ ôm được nha, vì nó không có giãn nha. Chất của nó rất là mềm rũ, không giãn thôi. Không giãn nhưng mà mềm rũ, về may quần áo dài, may áo vest, quần tay đều được. Hàng công sở đúng chuẩn luôn á. Màu lam này cũng vậy nè. Màu lam này thì có giãn nhiều nha mấy chị nè. Có giãn nhiều. Màu lam này thì giãn nhiều nha. Đen 1m2 cho Loan Lê nè. Cái này đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Mã này rất là đẹp luôn á. Cái đen này là em nói thật là có nó, cái chất vải của nó rất là đẹp. Chỉ có cái chị nào mà thích mang cái mặt hàng mà giãn á thì không có thích may cái này. Còn lại cái mã này mấy chị về may áo vest đồ cũng được nha. May áo vest, may chân váy, chữ A, may quần ống suông đều được. Đen này không giãn nha mấy chị nha. Đen này hàng quần tây không giãn nè, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Rồi 1m2 chị Loan Lê. Ánh tuyết 1m đen ha. Cân lên là 1kg 115.000 nha mấy chị nha. Cân lên là cứ 1kg 115.000. Để em cân thử cho mấy chị là 1m là bao nhiêu tiền nha. Đen này mấy chị lên lấy về may quần tay đẹp lắm luôn á. Chị nào mà lấy thì mình may áo vest hoặc là mình may chân váy vậy cũng được. Mã này mấy chị may đầm cũng được nha, may đầm rồi cũng được. Rồi cái này là 1m tầm cỡ 40.000 thôi mấy chị. 1m 40k thôi nha. Chị Ánh Tuyết nè, rồi chị Lam Lam 1m1 nè. Mét tầm cỡ 40.000 thôi chứ quần tây bình thường 1m đã 50 mấy ngàn rồi mấy chị ơi.
chị Lam Lam 1m1 nè. Chị Quỳnh Vương 4m5. Rồi hết rồi chị ơi, còn có 3m8 à. 3m8 chị Quỳnh Vương có lấy thì nhắn giùm em 3m8 nha. 3m8 có lấy thì nhắn giùm em 3m8. Đây. Rồi 3m8 hết rồi. Quỳnh Vương ơi có lấy thì nhắn giùm em 3m8 nha, hết rồi. Chị Lam Lam ơi, em nói lại một lần nữa là chị nào mà em đã xin địa chỉ và mấy chị chốt đơn hàng đầu tiên mà cho đi rồi á, là đơn hàng đã đi rồi. Còn đơn nào mà em chưa chốt, chưa có gửi hình qua là chưa chốt á, là mình có thể dồn đơn được nha. Rồi 3m8 cho chị Quỳnh Vương nè. Cái này là khoảng 137.000 nha chị nha. 137. Rồi lên tiếp hàng giùm em là hàng quần tây màu lam á chị ơi, hàng quần tây màu lam. Mã này đẹp nha mấy chị nha. Cái hàng này có giãn nè. Giãn 4 chiều luôn mấy chị. Một chiều dọc rồi thì nó giãn nhiều hơn à. Chiều ngang nó giãn nhẹ thôi mấy chị nha, chiều ngang là giãn nhẹ nè. Mã này mấy chị lên quần tây, lên áo vest, lên chân váy đều được nha. Màu lam lên giùm em màu lam kèm số mét mấy chị. Cái này cũng không có nhiều đâu mấy chị ơi, cái này không có nhiều đâu nha. Màu này mấy chị lên áo vest cũng rất là sang nha, quần tây lên chân váy là vậy đó. 2 3 4 mét hơn thôi. Cái này được có 4m2 thôi mấy chị ơi. Hàng này đẹp lắm luôn á. Cái này 4m2 nha, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Cắt 1m1 cho chị Quỳnh Vương nè. Chị Long Phi 2m. Mã này mấy chị lên vest, lên quần tây đồ cũng đẹp. Rồi 1m1 cho chị Quỳnh Vương là nó khoảng 42.000 chị nha. 1m1 là 42.000. Rồi 2m cho chị Long Phi nè. Rồi em còn 1m thôi. Em còn 1m, có chị nào mua về may quần không thì comment giùm em. 42 chị. Em còn 1m thôi nha, chị nào mua về may quần thì comment giùm em là 1m. Rồi Long Phi 2m nè. Em còn cái này 1m thôi nha mấy chị nha. 1m này 39.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 1m 39. Chị có ba đôn chị? Có đôn hả? Em cặp với chị. Đôn, chị bấm chưa? Chưa. Em bấm cho. Nó mới liên vô em cặp với chị nữa thì có không? 1m 39 tốt cho Tuyết Lưu Phương. Nó trong cặp không có thì lên cái phòng, trong phòng của Liên á. Dạ mẫu phía sau là em chưa bán mấy chị ơi. Chờ em một xíu ạ. Rồi u mì mấy chị ơi, u mì màu cam đất. U mì màu cam đất, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Mẫu phía sau của em là 30.000 một mét, em chưa bán á, một xíu nữa em mới bán nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em hàng công sở mấy chị này, hàng công sở. U mì màu cam đất nha, cái này mấy chị về may quần ha. Về may quần hoặc là mấy chị về may đầm body cũng được nè, về may đầm cũng được. Hàng u mì mấy chị may đầm, may đầm cho các cô cũng đẹp lắm nhung mấy chị. U mì là dạng giống một loại vải thun, thun công sở, thun xịn nha mấy chị nha. Cái hàng u mì của bên em là thun xịn á. Mấy chị về may chân váy ôm, mình may chân váy ôm, may quần tây đều được nha. Chị nào lấy thì comment nhà em là màu cam đất kèm số mét nha. U mì này nó nặng nhưng mà nó xịn nha mấy chị nha. U mì này rất là xịn luôn. U mì màu cam đất. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã này, mã u mì màu cam đất nha. Mã cam. Mã màu cam kèm số mét nha, u mì màu cam đất nè. Rồi thêm một cái mã quần tây nữa nha mấy chị nha. Thêm một cái mã quần tây đen mềm. Thêm một cái mã quần tây đen này mềm nè. Mềm này có giãn nha mấy chị. Cái này có giãn nhẹ nha. Quần tây đen thì mình về mình, cái này mấy chị về may may quần dạng quần ôm cũng được á. 1m nè. 2
2m4, cái này có gân nha mấy chị nha. Gân nổi lên nè. Làm sao nó nổi gân lên ta? Gân nha, cái đen này gân lên nè. Rồi chưa? Rồi cái gân này là 2m4 lên giùm em mã 55.000 nha mấy chị nha. 2m4 mã 55. Cái màu đen gân á là 2m4 55, chị nào lấy thì comment nhà em là 55k á. Chị Hồ Thủy comment giùm em là 1m2 mã gì vậy chị ơi? Em không biết là chị cắt là 1m2 mã gì hết nha. Em nãy giờ em lên lấy mã rồi. 3m. À, đen 55 cho Ngọc Lan Dương nè. 1m2 chị đang lấy cái u mì màu cam hay là lấy cái gì vậy chị? Chị lấy u mì màu cam hay là lấy cái màu gì màu mà 3m à, 1m2 vậy chị ơi? Rồi màu trắng cho mấy chị ha. Hàng quần tây màu trắng có giãn nha mấy chị nha. Giãn nè, giãn đẹp luôn. Hàng quần tây màu trắng nha. Cái này thì hàng này mấy chị về may quần tây, may áo vest, mấy gì cũng được nha. Màu đen vừa hết rồi mấy chị ơi. 1m nè. 2 nè. Cái này chất liệu dày luôn á, về may chân váy cũng đẹp. 3 nè. Này được 3m8, 3m7 mấy chị. 3m7 màu trắng ha. 3m7 màu trắng lên giùm em mã 180. 3m7 màu 3m7 lên giùm em mã 180 nha. Màu cam u mì chị Nguyễn Thị Mỹ Vân cắt bao nhiêu mét vậy ạ? À? Cái đó em có một dây dài lắm luôn á. Chị cắt bao nhiêu mét nhắn giùm em nha. Màu đen là 55k là hết rồi, em còn màu trắng là 180.000 nè. Màu trắng rồi comment nhé là mã 180 kèm số mét nè, mã 180 kèm số mét. Rồi cắt 1m2 cho Loan Lê nè. Màu trắng này đẹp nha mấy chị nha. Chị sóng biển cho em xin số điện thoại nha. Chị thấy có, em thấy có chị có comment là cắt 2m màu von màu xanh lá nhưng mà không có thấy chị cho số điện thoại nên em chưa có cắt được. Chị sóng biển cho em xin số điện thoại ạ. Cái trắng này dày nha mấy chị nha. Trắng này là chất rất là dày luôn. Chất rất là dày. 1m2 này là 1m2 này là giá là 61.000 m2 á. 61k 1m2 nha, màu trắng. Trắng là vải công sở nha chị Hà Lê, có giãn như chất dày về may vest cũng được nha. Chị sóng biển chưa có số điện thoại, chưa cắt được nè. U mì cam đất bao nhiêu mét, bao nhiêu 1m, 1 kg là 115, cắt xong mới biết mới cân đó chị. Chị Tuyết Lưu Phương cam 1m5, trắng 1m2. Trắng cắt 1m2 cho chị Tuyết Lưu Phương nè, để em coi cái này còn được bao nhiêu mét có cắt được không nha. 1m, 2m, 2m2 rồi được nha. Được nha chị nha. Rồi trắng em còn hơn 1m nha, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Em còn hơn 1m. Rồi trắng 1m2 nè. Cho chị Tuyết Lưu Phương. Cam 1m5. Cho chị Tuyết Lưu Phương luôn. Cam này là u mì nha mấy chị. U mì này là u mì loại 1 luôn á, rất là dày dặn đẹp. U mì cam đất. Dạ ok chị. À bữa chị Thanh Thúy nó là có u mì là cắt cho chị là mỗi quần bao nhiêu, bữa em có trừa chị rồi mà em ăn trừa dây dài á. Khúc màu đen thì em trừa chị tới 2m lận, tại không biết chị cắt bao nhiêu hết. U mì cắt 1m5 chị Tuyết Lưu Phương nè. Phía dưới.
rồi em cân thử cho mấy chị thấy 1,5 m là bao nhiêu nha. Và 1,5 m là tầm cỡ 76.000 nha chị nha. 1,5 m là 76.000 á. Em thấy số điện thoại của chị sóng biển rồi nè. Các cái chị sóng biển là 2 m màu xanh von, màu xanh lá. Chị ơi, chị chọn thêm mấy cái màu khác cho đủ đơn rồi em đi luôn nha mấy chị nha. Lên cho em cho đủ đơn em đi luôn. Rồi 2 m von xanh lá chị sóng biển cắt rồi. Một cô Mỹ Vân ơi, u mì là 1,5 m tầm cỡ 75.000 nha, 76.000 nha. Cho chị Nga Trương xem cái u mì màu cam đất với nè. U mì màu cam đất nha chị nha. Cam 3 m cho chị Thúy Liễu nè. Cam này gần hết rồi nha mấy chị nha. Cắt 3,4 m cho chị Thanh Thúy nè. Rồi 3 m cho Thúy Liễu. Cái này mấy chị về may đầm cũng được nha mấy chị. U mì này nè. Nói chung là u mì bên em không có chuyên thun, nhưng mà về cái hàng công sở nào mà là u mì là chất rất là đẹp luôn. Của ai? Của ai? Có chân cổ đáng chuột nữa đó. Mái trân đúng không? Ba mét tư cho chị Thanh Thúy nè. Chị ơi, cái ô mì màu nâu chị lấy bao nhiêu mét để em cắt luôn? Chị Thanh Thúy nè. 1 m von màu cam. Rồi cắt 1 m von màu cam chị sóng biển nè. Ôi cái này không có cắt được chị ơi. Này còn có 2 m à. 2 m là chị sóng biển lấy thì comment giùm em là cái này 2 m có 42k lấy giùm em luôn nha. Trắng còn lại chị Từ Thệ Lệ Xuân lấy nè. Dù cái trắng còn lại này hơn 1 m lên giùm em. Rồi của chị là 59k. Rồi chị chị sóng biển ơi, cái này em còn 2 m đó, 42 41k lấy thì cầm, còn thì lấy nếu mà lấy thì ok giùm em nha. Von đen von trắng hết rồi. Ơi. 1 kg màu cam đất cho chị Mỹ Vân nè. Rồi chị Huỳnh Thị Mỹ Vân chờ em xíu, không biết 1 kg là bao nhiêu mét luôn á. 1,5 m tầm cỡ. Vậy 1 kg là tầm cỡ 3 m đi chị ha. Chưa được 3 m, khoảng cỡ 2 m thôi lần ký rồi chị. Lên giùm em số mét đi. Bây giờ cái ký khó quá, em cắt 2 m thôi nha. Tại 1 kg là tầm cỡ 75.000 thì là 2 m. Mà 1,5 m là 75k. Thì là 2 m tầm cỡ 1 kg á. Cái này nặng lắm chị. Rồi Hình Thị Mỹ Vân nè. 2 m nè. 1,8 m cho chị Nga Trương nè. Rồi 2 m của chị Trần Thị Mỹ Vân. Cái này chưa được ký rồi. Này có 8,5 lận à. 98.000 chị nha. Lần rưỡi là 98k nha chị Mỹ Vân nha. Cắt 1 kg em không có canh được. Rồi em cắt cho chị Nga Trương 1,8 m nè. Gần hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này em còn 1 m đó. Em còn 1,15 m, gần 1,2 m á. Màu cam đất này nè, còn chị nào lấy comment giùm em là mã 1,15 m nha. Em còn 1,15 m, gần 1,2 m nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 1 m 1,15 m đi.
Em còn mét 15 thôi nha, chị mà lấy thì comment giùm em mét 15. Hết rồi. Nâu cắt là chị Thanh Thúy 2 mét. Rồi nâu ok, để em cắt cho 2 mét ha. Rồi 1 mét 15 cho chị Nhân Nguyệt nè. Hết luôn nha. Hết luôn chị Thanh Thúy ơi. Rồi u mì để em cắt cho chị Thanh Thúy nha. Lát nữa em lôi cái cây ra để cho nó hằng nằm tuốt ở trong phía sau á. Rồi ok chị Sóng Biển nè. Rồi 41.000. Màu xanh đen 50k là hết rồi. Cái cam đất á, cái u mì chị Mỹ Vân ơi, cái u mì chị nói là cắt 1 kg màu cam đất, nhưng mà em cắt có 2, em không có biết 1 kg bao nhiêu mét á. Em cắt 2 mét thì có 8 lạng mấy à, 90 mấy ngàn á. Rồi hết rồi nha mấy chị nha. Rồi em lấy hết vai quanh cho chị Sóng Biển rồi nha. Rồi lên tiếp hàng công sở màu cam mấy chị ơi. Màu này là tông màu cam đào nè. Rồi công sở màu cam đào nha. Hàng này có giảm nha mấy chị nha, hàng này có giảm nè. Đây. Có giảm nha. Có giảm. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em nè, hàng có giảm nè. Hàng này có giảm, cái này em không biết gọi là chất gì hết, nhưng mà chất này có giảm, lên quần tây áo vest đều được nha, chất dày dặn. Cái này mấy chị lên chân váy ôm được cũng được luôn, vì chất này giảm nhiều nha, giảm ngang, giảm dọc luôn á. Giảm 4 chiều luôn nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã này là mã cam đào kèm số mét mấy chị, mã cam đào kèm số mét ha, mã cam đào kèm số mét nè. Hàng công sở nha. Giờ em qua tới cái hàng công sở rồi nha mấy chị nha. Rồi công sở màu xanh đá, hàng quần tây mấy chị. Đây là quần tây, cái vải của nó là sớ chéo nha mấy chị nha. Sớ vải sớ chéo có giãn, rất là xinh luôn, màu xanh đá ha, màu xanh đá. Mã này mấy chị lên quần tây hoặc là lên áo vest đồ dậy rất là đẹp luôn á, 2 mét. Em còn cái này khoảng 2m7 thôi mấy chị. Còn 2m7 màu xanh đá thôi nha. Một là mình có thể chia quần được, hai là mình lấy hết để mình may nguyên set là cả quần cả áo vest đồ luôn là 116.000. Cái này hết 2m7 là 116k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em. Sớ chéo nha mấy chị nha. Mã này mấy chị lên áo vest, lên quần tây đồ rất là đẹp và sang. Màu này cũng sáng da nữa nha mấy chị. Có giãn nha, có giãn nha. 2m7 116k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã 116. Có von màu nhạt không, von giờ hết sạch rồi, giờ chỉ còn màu xanh lá tươi. Màu xanh bơ. Rồi hết rồi, với màu xanh coban là hết rồi đó chị. Còn mấy màu đó à. Rồi lên giùm em một cái hàng này là cũng là hàng công sở màu hồng neon mấy chị ơi. Màu hồng neon mấy chị lên vest rất là đẹp mấy chị nha. Đây là màu hồng neon nha. Lên vest đẹp luôn á, 1m, 2m nè, 3m. Cái này được 3m2 mấy chị nha. 3m2. 3m2 hồng neon này lên giùm em là mã 143.000. 3m2 mã 143 nha. 3m2 mã 143. Lên cả vest lên đồ cũng được, nếu lên không hết thì mình lấy 143 mình chia nha mấy chị nha. Rồi hàng quần tây công sở màu này rất là cực kỳ đảo luôn mấy chị, đẹp lắm luôn á nè. Giãn nha, giãn. Màu hồng đất mấy chị, màu hồng đất. Hàng này hàng quần tây có giãn nha mấy chị nha. Hàng quần tây có giãn. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 1m, hàng này lên áo vest đồ được nha. 2m rưỡi mấy chị, cái này 2m4 thôi. 2m4 lên được nguyên một bộ vest luôn. Hoặc là mình chia đôi ra làm hai chị về may hai quần nha. Là mã 89 mấy chị. Mã 89 nha, mã 89 2m4. Màu hồng đất 89 2m4 có giãn nha. Rồi một bé màu đỏ hàng công sở nè mấy chị nè. Bé đỏ hàng công sở. Hàng công sở này, hàng này lên vest cho em chuẩn vest luôn. Hàng này là hàng công sở Nhật Nam nha mấy chị nha. Đây nè. Nhật Nam, hàng này hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Nhật Nam rất là đẹp mấy chị nha. Hàng Nhật Nam rất là đẹp. Hàng công sở Nhật Nam rất là đẹp luôn. Cái này mấy chị lên vest là cực kỳ sang nha mấy chị, màu đỏ đô. Lên vest lên quần tây đều được nha hàng này. Hàng này mấy chị lên quần, cái quần này có giãn nhẹ nha, quần giãn nhẹ. Lên giùm em đỏ đô kèm số mét hàng Nhật Nam nha. Đẹp cực kỳ mấy chị à. Màu đỏ đô nè, hàng công sở nè. Rồi chị nào lấy comment giúp em nè. Rồi bé màu hồng. Nói chung là đợt này em về là hàng của Nhật Nam á mấy chị. Rất là đẹp luôn.
Bé màu hồng này cũng vậy luôn, cái này là hồng bình thường chứ không phải là hồng neon nha mấy chị. Màu hồng này bình thường 1 mét. Rồi cái này cũng 2 mét nha mấy chị nha, 2 mét nè. 2 mét bé màu hồng này lên giùm em, mã này là mã 91.000 mấy chị. 2 mét 91k. 2 mét 91k, chị nói thì comment giùm em cái màu hồng này 91k về lên áo vest nha mấy chị nha. Lên áo vest, lên quần tây công sở 2 mét 91. Máy có 4 mấy ngàn, rất đẹp luôn. Này nhẹ hơn nha mấy chị nha, nhẹ hơn. Cái này là đều có giãn nha mấy chị nha, chất đều có giãn á, chất đều có giãn. Màu hồng này giống như màu hồng muối tiêu quá. Hồng mà còn muối tiêu là ý là nó có đốm 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 mấy chị. Nó đốm đốm vậy nè, đó. Này của em được 9 tấc nha mấy chị nha. 9 tấc. Rồi 9 tấc lên giùm em mã này 38. Bị mạng yếu quá rồi. Chị Mỹ Huỳnh hỏi bao nhiêu 1 mét mà không biết là cái màu gì bao nhiêu luôn. Bởi vì nãy giờ là qua 4-5 mã luôn á. 1 mét 2 màu đỏ đôi cho hồng đào ngô nè. Cái này là hàng Nhật Nam nha mấy chị nha. Hàng công sở Nhật Nam, hàng vét Nhật Nam, đẹp lắm luôn á. 2m4 chia đôi là 2m4 không biết mã gì luôn. 2m4 màu hồng đúng không chị? 1m2 nè. Của chị Hồng Đào Ngô nè. Nói chung là mấy chị mua trên cái live thập cẩm của em á, giá sẽ rất là tốt luôn mấy chị, cực kỳ tốt luôn. Rồi 1m2 cho chị Hồng Đào Ngô. Cái này chia đôi nè, 2m4 chia đôi ha. 2m4 này chia đôi cho Nhã Phương Trần nè. Rồi hồng đất hết rồi, còn một nửa thôi. Còn một nửa cho chị Kim Hoàng, rồi may được một cái quần. Chưa sang luôn đó chị. Rồi hồng đốm đó chị ơi, hồng đốm nè. Hồng đốm. Bấm đi. Đỏ đô 5m cho Maria hả? Hàng vét Nhật Nam nha mấy chị nha. Chất rất là xịn luôn á. 1m nè. 2. Ba, bốn. Rồi này còn 4m4, 4m5 rồi chị ơi, lấy hết luôn nha. 4m4, 4m5. 4m4, 4m5 này mã là 195.000. Là hết luôn nha chị Maria Hạnh ơi, cái này đẹp lắm luôn á. Lên công sở, lên quần tây. Lên gì cũng đẹp hết. Hết. Đẹp chị nha, hàng của Việt, hàng của Nhật Nam, Việt Nam chất lượng cao nha chị nha. Hàng của Nhật Nam nha. Hàng Nhật Nam, hàng rất là xịn luôn á. Rồi màu hồng này 2m2 nè. 2m2 là màu nào? 1m, 2m2 là màu này. 2m2 là màu hồng nha chị nha, màu hồng. Hồng bình thường. 2m2 là màu hồng bình thường. Cái này cũng là của Nhật Nam nha nha chị nha. Cái này là hàng công sở Nhật Nam, rất là đẹp luôn á. Hàng quần tây, hàng áo vest. Tên gì vậy? Maria Hạnh đó. Cắn không có ạ, à. Cắn không có. Rồi lên một cái hàng. Rồi Nhật Nam em còn một khúc nữa với chị nè. 1m. Khúc này 2m1 nha. 2m1 Nhật Nam em còn màu đỏ đô nè. Em còn khúc này là 96k. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 96. 2m1 96 màu đỏ đô không, còn một khúc nhỏ. Rồi màu lam luôn mấy chị ơi, màu lam. Em còn màu lam nè. Lam hồi nãy chị nào muốn lấy nữa thì comment giùm em nha. Em còn 1m, 2m, 3m, 4m, 5m mấy chị ơi, 5m màu lam. Hàng công sở Nhật Nam nha mấy chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao, rất là xịn luôn á. 96k em chúc cô chị Thanh Thúy có đủ áo rủ lê không sót. Có đủ áo rủ lê. Là không hiểu chị nói cái gì hết. Màu đỏ đô, màu đỏ đô là vừa hết rồi. Áo ghi lê hả chị? Áo ghi lê là dư luôn á chứ. Rồi màu xanh lá đậm nè, màu xanh lá đậm nè. Hàng đều có giãn nha mấy chị nha.
Hàng này vest rất đẹp mấy chị. Hàng của Nhật Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao này, màu xanh lá già này, có một khúc duy nhất hả? 1 mét nè. 2 3 rồi khúc này được của em được 3m6 ha. 3m6 màu xanh lá già. Màu xanh lá già này 3m6 nè. Lên vest mấy chị nha, lên vest, lên chân váy vậy rất là sang luôn. Mã 159. Mã 159 3m6. Áo rile là dư luôn á mà hết rồi, tại áo rile nó ngắn mà. Áo rile ngắn mà. Cái áo vest thì có áo vest của nữ á, thì có 1,5 m, của nam thì 1,8 m đi. Nhưng mà áo rile thì nó ngắn hơn nhiều. Cái đó dư á. Rồi cái này là 159k 3m hơn nha. 3m6 á, lá già. Rồi lên một cái là màu xanh lá này tươi hơn nha mấy chị nha. Tông hai xanh lá này khác nhau nè. Màu xanh lá tươi nè. Hàng công sở nha mấy chị nha. Hàng công sở xanh lá tươi, cái này được 1m rồi 1m6 luôn. 1m6 lên được một cái áo vest nha mấy chị nha. Hàng lên vest. Lên vest phải gọi cái hàng này là rất là xuất sắc luôn á. Siêu đẹp. Mã này 67 nè. 67 màu xanh lá tươi. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 67 nè. Xanh lá già có thêm một khúc thứ hai thôi. Còn khúc thứ hai nữa thôi. 1m nè. 2m rồi, khúc này cũng 2m7 luôn mấy chị. 2m7 ha. Khúc này 2m7, mã 119.000 nha. 2m7 mã 119. Mã 119. Màu hồng may vest được được chị nha. Tất cả mấy cái đó đều may vest được. Chị Bảo Ngọc mã 159 nè. Mã 159 là hơn 3m. Trong ba màu xanh lá là đều xanh lá khác nhau nha mấy chị nha. Đây nè. Mỗi màu xanh đều là tông khác nhau. 159 nè. Cho chị Bảo Ngọc nè. Bộ màu lam bao nhiêu mét, cắt một bộ giúp chị. Cắt cho chị một bộ 2m nha. 119 chốt cho chị Tùng Thanh nè. Và màu lam. Cắt 2m thôi. Mà chị có may vest không chị? Nếu may vest thì phải cắt 2m rưỡi ạ. May vest tay dài thì cắt 2m rưỡi nha. Tại vì chị may 2m là chị cắt bộ đồ bộ thôi. 3 4 4m8. Chị muốn may vest như thế nào thì chị nhắn giùm em đi. Cho một vest màu nào nhắn giùm em với. Em còn màu lam nè ha. Màu xanh lá nè. Màu hồng nè. Màu hồng neon. Màu hồng đốm. Màu xanh đá. Cái này màu cam thì người hàng hàng cùng tay, không phải hàng đồ vest. Đó hàng đồ vest. Hàng đồ vest mấy chị ra ngoài mua mét thì nó phải là hơn 100.000 đó mấy chị. Mặc đi chùa hả chị? Mặc đi chùa chị lấy 2m được rồi. Ừ, 119. Chị mặc đi chùa chị lấy 1m đó. Không phải lụa Thái Tuấn à. Cái này không phải lụa Thái Tuấn nha. Cái này là hàng Nhật Nam nha. Cái này cũng không phải hàng lụa luôn. Hàng công sở. Hàng công sở nha. Mặc đi chùa được. Cái này thậm chí mà chị đi tham gia những cái Phật sự của chùa mà đi đi đâu hả? Đi tham gia những cái sự kiện quan trọng mà mình đi xa là mình có thể mang cái bộ này. Rồi khi nào mà vô tụng kinh thì mình khoác áo tràng lên thôi là cũng rất là sang trọng. Hoặc là mình đi thập tự rồi vậy đó. Đi hành hương thì vậy là mình vẫn mang cái bộ này được nha. Chắc là rất là dày dặn luôn. Thậm chí đi tham gia những cái tiệc gì của chùa mình mang cái bộ này mà không khi không phải đồ tụng kinh là không phải mang áo tràng thì bộ này cũng rất là sang trọng nha. Rồi một bộ đi chùa của chị là bộ này là 79k nè. 2m. Rồi 79k 2m nè. Lên đơn mới cho chị Mộng Hồng. À, lam may quần tây được nha chị nha. Chị may quần tây nữ thì cắt khoảng cỡ 1m1, nếu một cao quá thì cắt 1m2 nha chị. Lam á, cái màu này không phải là màu gọi mình gọi màu lam, tại em thích gọi là lam thôi, chứ còn ở ngoài đi làm công sở chị gọi cái này là màu xám nè. Gọi cái này là màu xám thì nó cũng được mà. 2m rưỡi màu hồng dâu. Hồng dâu không có, có màu hồng neon thôi. Em chỉ có màu hồng neon. Chị Vân Dương cho em xin số điện thoại nha. Không có số điện thoại không có cắt được nha chị nha. Không có số điện thoại không cắt được. Rồi cái này còn 3m không. Cái này là hơn 3m á, nhưng mà không có số điện thoại là không cắt được nha. Cắt cho chị Nguyễn Liễu màu lam là 1m rưỡi. Chị Vân Dương cho em xin số nha. Không có số em không có cắt vải được ạ. Rồi lam 1m rưỡi nè cho chị Nguyễn Liễu. Cái này mấy chị màu xám thì mấy chị phải may áo vest được. Rồi cái này em còn 1m2 nha. Lam em còn 1m2, đủ một cái quần tây nè. Chị nào lấy thì comment giùm em 1m2 nè. Màu lam này em còn 1m2 thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là 1m2 nha. 1m2. Rồi cắt cho chị Vân Dương. Cái này 3m lấy hết luôn nha chị nha. Tại không có cắt được á. 3m mà cắt 2m rưỡi ra, còn nửa mét em biết làm gì hết trơn à.
lấy thì ok dùm em nha chị nha. Dạ like chị, chờ xong like thêm 3 khúc cùng tay nữa rồi em like qua cái hàng này nè. Cái này còn 3 mét hơn à. Này có 3 mét 2 à. Chị lấy thì lấy hết dùm em luôn được không? 1 mét, 2 mét, 3 mét, rồi 3 mét 2. 3 mét 2 mà cắt 2 mét rưỡi còn 7 tấc. Có chị nào lấy về mấy chân váy không nè? Có chị nào lấy cái 7 tấc này về may chân váy không? Chị may cái chân váy màu hồng đi chơi ta. Dạ ok. Cảm ơn chị Vân Dương nhiều, thật là nhiều nè. 143 ngàn nha chị nha. Rồi 1 3,2 mét. Con lấy cái đó luôn, lấy số điện thoại. Bấm vô chị Vân Dương. Em thấy chị Nguyễn Thị Hiền nè. Em thấy chị nha, mới thấy cái comment của chị luôn á. Còn không thấy chị cắt mua cái nào hết. Rồi cái này em còn một cái quần nè, một cái quần màu lam, 1m2. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48 nha. Hàng Nhật Nam chất lượng cao mấy chị. Rồi lên thêm một bé, một bé màu xanh dương. Cái này là siêu đẹp luôn á mấy chị ơi. Đây không đẹp không ăn tiền luôn á. Rồi lên một bé màu xanh dương và em lên hàng cô tông phía sau nha mấy chị nha. Đây ạ. Hàng quần tây áo vest nha, hàng quần tây áo vest. Vải vàng nghệ là vải gì? Vải vàng nghệ đây hả chị? À vải này hả? Ở đây là hàng hàng để lên áo vest, lên cái dạng mà lên quần, lên áo, một cái dạng mà mình may đồ Hàn Quốc đó chị. Cái đứa set vest Hàn Quốc mà kiểu rộng cho tụi teen mang á. Rồi 48k em chúc cho Tuyết Lưu Phương nè, hết xanh lá luôn nha. Von xanh lá tươi đủ may rồi em. Dạ em cảm ơn chị Hiền Ngô nha. Tại em bán vải nhưng em cũng phải thợ may nè em. Mỗi lần em may cái gì em cũng phải hỏi con bé chứ hết trơn à. Em không biết luôn á. Vì mỗi kiểu nó khác nhau. Rồi cái màu này chị nào mà lấy về mình may quần tây nè mấy chị, có giảm nha. Hàng này có giảm. Về may quần tây hoặc là về may áo vest cũng được nè. Lên giùm em mã màu xanh, tại cái này nhiều lắm. Dạ không phải là xô đuổi. Cái này không phải là xô đuổi. Cái này em gọi là vải thời trang công sở chị. Vải công sở không phải là xô đuổi nha. Rồi cái này chị nào lấy thì comment giùm em màu xanh nè. Trời ơi cái này nói chung là hàng thời trang do em không có quen lên, không có có nhiều cái khách sẵn hàng, cái tệp khách hàng là khách hàng công sở. Chứ cái hàng này về rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Hồi em đi làm công sở mà phải đi mua đồ công sở ở mấy cái tiệm giống mà rập thiết kế này cái nọ, chất vải không hề đẹp được đẹp bằng chất này đâu. Rập thiết kế hoặc là mấy cái chỗ maki rồi vậy đó mấy chị. Chất không thể nào không có được, không so sánh bằng cái chất này được, là chất này đẹp ghê lắm luôn á. Nhưng mà cái em khách của em khi mà like trên cái trang vải thời trang giá rẻ nè là không có cái tệp khách hàng, không có sẵn tệp khách hàng công sở đó, nên là em bán khó thôi. Chứ còn mấy chị khác mà là mua cái lô này về bán rất là đã luôn á chị, đẹp lắm. Nhà cam, màu cam còn mấy mét, hình như cam hết rồi chị ơi, cam hết sạch rồi, em còn màu cam đào thôi. Em mẫu còn cam đào lên quần tây rồi vậy mấy chị, cái màu cam hết sạch rồi. Còn áo vest mà chị nào cần là em còn một cái áo vest màu xanh lá này nha, em còn một áo vest màu xanh lá mét rưỡi nè, màu hồng nè, em còn áo, em còn vest màu hồng nè. Rồi mát, nên cái này là hồng đốm đốm, cái này mấy chị lên quần chân váy là vậy rất là đẹp luôn. Rồi màu này có chị màu này nào lấy không? Màu xanh dương nha mấy chị nha, màu xanh da trời, màu xanh da trời. Rồi cái này có nguyên một bé luôn mấy chị ơi, nguyên một bé. Cái cây này cũng phải là mười mấy 20 mét luôn á. Cái này thì mấy chị lên quần tây rất là đẹp, lên quần tây mà lên được dạng quần tây ống suông luôn nha, lên được quần tây ống suông luôn và lên được cả là áo vest, lên được chân váy luôn, quần sọt luôn nha. Cái màu xanh này nè mấy chị nè, cam đào mấy mét. Dạ chị Nguyễn Thị Hiền ơi, cam đào em có nhiều lắm luôn á. Chị cắt bao nhiêu mét cũng được. Hoặc là chị về chị lên quần tây nha, màu cam đào chị lên quần tây em có nhiều lắm, chị cắt bao nhiêu mét cũng được hết. Màu hút không chị? Nước cam không chị? Chắc mừng hết sọt ở đây quá. Mà vừa làm vừa cắt con đi cho lát khỏi cắt mệt. Chị Tuyết Lưu Phương 1m2 màu xanh nè. Nhìn bưng ra nó khó lắm chị. Bưng đường cây ra thôi. Bắt đầu khó. Con cây này mình cứ lai ra lai luôn nè. Lấy từng đơn, từng mẫu đi xong rồi cắt từng cây. Thôi cứ cắt luôn đi. Thôi chị, ở thế chị nó khó cắt lắm. Dễ. Bưng qua tụi em. Dễ. Có thiệt gì hết á, bưng đâu đó sổ để em kéo dây qua chị. Giờ đứa nào cũng yếu hết mà. Một mét hai cho chị Tuyết Lưu Phương, hàng quần tây nè. Đen không có, đen nó chạy cái lắm nên bao giờ mà kho nó xả ra cho mình hết trơn á. Rồi 51 ngàn 1m2 nha.
Hàng này đẹp lắm nha mấy chị nha. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Nhật Nam. Trời ơi siêu đẹp luôn. Hàng công sở này siêu đẹp luôn mấy chị. Em không có tệp sách hàng này á, chứ nó không là hết lâu lắm rồi. Chị Hiền ơi, cái màu hồng cam chị lấy bao nhiêu mét thì nhắn giùm em nha. Vậy lấy màu hồng. Chị Hồng Loan lấy màu hồng. Và màu hồng này đúng không chị? Một bộ vest đúng không? Đúng, có còn có một bộ thôi. Tại nãy chị không lấy mấy cái màu khác á. Còn có 2m1 thôi nha chị nha. Cái này có 2m1 thôi đó. Rồi 2m1 là mã này mã 91.000. 91.000 lấy được một bộ vest nè. Nếu như mà chị may chân váy với quần sọt, với set set sọt với chân váy á, thì đủ một cái vest tay dài. Còn nếu chị may quần dài á thì chị may được cái váy cái áo vest tay ngắn thôi nha chị nha. Sao cái mang cái áo này nhìn mình ốm dữ người ta. Dạ không. Vải này xịn hơn vải tiết mưa rất là nhiều nha. Vải tiết mưa không có xịn bằng cái vải này đâu. Tiết mưa loại 1 cũng không có bằng cái vải này đâu chị. Vải này chất rất là đẹp luôn á. Mấy chị biết Rian Cạch Đinh không? Cái chỗ chỗ nào ta? Cái chỗ rồi tiếng Việt nó là cái gì ta? An Phước, đúng rồi. An Phước á. Thì cái kiểu mà thời trang vest của nó á chị, thì chắc có nó giống như vậy. 1,5m không có cắt được nha chị nha. Không cắt được. Nếu chị lấy hết thì lấy giùm em cái đó 2m hơn lấy luôn, chứ không có cắt 1,5m được. Bởi vì nó chỉ có 2m hơn thôi. Nếu cắt 1,5m thì còn nửa mét em không có bán được á. Nếu chị lấy thì chị ok giúp em, còn nếu không thì em xả ra. Tại vì không có cắt được, nó còn 2m hơn à. À, quần sọt giống em đang mặc bao nhiêu mét? Cái quần sọt này có nửa mét thôi. Cái quần đùi này có nửa mét ha, nhưng mà nó tốn hai cái túi này nè. Nó tốn hai cái túi này đắt thì nhiều khi sẽ tốn thêm khoảng cỡ 6-7 tấc đi chị. Tại cái túi này là cái túi điệu đà, nó đắp bên đây thêm một cái lớp tròn nữa, nên nhiều khi là sẽ mất khoảng cỡ 7 tấc nha chị nha. Cái quần, còn cái quần đùi là có 5 mét ở nửa mét ha. Còn cái này nó dính thêm cái túi này đắp theo kiểu điệu đà nên mất có thể là khoảng 7 tấc á. Rồi lên cái hàng SOS. Em lên cái hàng cô tông phía sau nha. Xong rồi em lên tiếp cái hàng hoa nha, cho nãy giờ thấy rối quá. Đây em SOS cho chị. Rồi lên hàng cô tông nè, em dẹp cái hàng công sở này qua. Chị SOS. Lên kẹt. Cái nhầm là sao? Em có ghi rõ đâu. Rồi em lên từng mẫu nha, tại thằng nhỏ đưa mẫu nào. Vậy thôi cái này để ra đi, lát nó có khúc nào thì mình chêm vô, còn đôi chị với cái đó để chị banh cái khổ rộng ra. Cái đó 4 mét thôi. Là mấy 2 mét đâu rồi? Đây. Thôi đưa cái kia đi để chị like cho nó dễ. Tại vì cái này lỡ xếp rồi phải xếp lại nữa. Cái này 4 mét hết á. Mày cắt cho ai vậy? Em nhìn chị Trịnh Dung thấy 1 mét 4. Cắt 1 mét 8 tự nhiên đi cắt 4 mét hết trơn. 1 mét 4. Màu cam đào may quần, dạ được chị Hiền nha. Màu cam đào chị may quần áo dài được, à may quần tay được á. Màu cam đào may quần tay được luôn. Cái đó là hàng công sở mà, nên lên quần tay là ok nè. Rồi lên giùm em từng mẫu nè mấy chị nè. Cái này còn nhiều không vậy? Đưa cây luôn đi. Cái nào chị? Cái rô nè. Nó tút trong tóc rồi. Để tí em cắt sau đi chị. Lên từng đi. Mẫu nha mấy chị nha. Lên từng mẫu nha. Chị lấy mẫu đi. Lát cắt sau lâu lắm. Giờ cắt em phân bọc luôn. Cái nó nhẹ lắm. Lên giùm em mẫu số 2 nè mấy chị nè. Hàng cô tông nha mấy chị nha. Hàng thô cô tông á. Mẫu số 2 nè. Mẫu số 2. Chị nào lấy thì comment nhà em là mẫu số 2 kèm số mét nha mấy chị nha. M2 mã 2 kèm số mét 1m30k. 1m30k hàng thô cô tông nha, lên giùm em mã M2 kèm số mét. M2. M2 chị nào lấy thì comment nhà em là M2 kèm số mét nha mấy chị nha, M2. Chị nào mà khách mới á, hàng thô cô tông khổ 1m45 cô tông hàng thì cái này là mấy chị về may ga may gối cũng được, may quần sọt đùi nam, may quần sọt nam. Mấy cái chất thô cô tông này nè là mấy chị may được quần sọt, mà quần sọt đi chơi của nam luôn á, chứ không phải là quần sọt quần đùi ở nhà ngủ đâu, mà may cái dạng quần sọt mà giống như là quần tây mà loại nó ngắn thôi, rồi mình đi chơi luôn cũng được nha. Là hàng thô cô tông là mình lên được cái chất như vậy. Ngoài ra mình còn có lên được áo sơ mi nam, lên được đầm sơ mi nữ, lên được đồ bộ, đồ pyjama, rất là đa dạng luôn. Còn chị nào không thích nữa thì mình may, mình làm khăn bàn, mình làm rèm, mình làm ga gối cũng rất là mát nha mấy chị nha. Mùa hè tới rồi mấy chị may cái nào cũng được hết.
Lanh hả chị? Lanh con trồng lanh hoa với Liêm mới đem xuống trồng hoa đâu trong này lên giùm chị đi. Lanh năm chỉ còn có mấy mét thôi chị Tường Chi nha. Rồi chị nào mà lên cái hàng thô cô tông này thì lên giùm em mã số 2 kèm số mét. Màu này mấy chị lên quần sọt nam hoặc là lên áo sơ mi nam rất là đẹp ha. Lên giùm em mã 2 kèm số mét, không có nó để vô tên Ngọc. Ngọc là ai biết không? Yeah. Để tôi đi may đồ. Rồi cái này là lên giùm em mã số 2 kèm số mét đó chị nha. Mã 2 kèm số mét giùm em nha. Mã 2 kèm số mét ha. Hàng cô tông này, chị nào ấy thì comment giùm em là mã 2 kèm số mét. Chị nào mà đơn mới thì comment giùm em là mã 2 kèm số mét cầm số điện thoại nha. Mã này mấy chị lên ga gối rồi rất là ok, khổ 1m45. Rồi lên hàng gì đó. Ga gối rồi vậy cũng được, khổ 1m45 nha, lên giùm em mã 2 kèm số mét nha. 3m5 cam đào cho chị Nguyễn Thị Hiền ha. Mã 2 1m cho chị Nguyễn Thị Hồng, Thu Nguyễn Hồng Mộng Hồng nè. Chị Lường Nguyễn chưa có số điện thoại ạ. Rồi Lanh chờ em một xíu em cắt cái màu cam nữa nha mấy chị nha. Rồi em cắt 3m5 màu cam đào chị Hiền nè. Rồi nó rớt nó tội lại rồi kìa. Rớt rồi. Mai mấy giờ bán hàng đấy shop, tôi chờ mua vải áo vest đỏ đô. Dạ hết rồi đó, nữa mà mua cô. Hết rồi. Tại vì hàng này con về ít mà con không có cái tệp khách hàng công sở đó, nên con đem ra con sale hết lên, hết sạch luôn á. Không còn nữa. Còn vest màu đỏ đô là mấy cái vest thời trang kia thôi. Cái vest hôm nay con bán mà cái loại vest của Nhật Nam á, đẹp hơn cái vest mấy bữa mấy cô mua gấp mấy lần luôn á. Đẹp lắm luôn. Một đơn Nguyễn Thị Thư. Rồi, chốt cho mã 3m5 cam đào cho chị Nguyễn Thị Hiền nè. Còn cái này là con lai là hết rồi, giờ con chỉ còn vest màu xanh nó già thôi à. Rồi mã màu 2, mã số 2 có chị nào lấy nữa không nè, là mã 2 nha. Mã 2 nè. Rồi mã này ha, mã này là mã số mấy nè. Rồi màu tím nè mấy chị. Màu tím này mã số 6 nha mấy chị nha. Mã số 6, đưa chị cân lên. Chị Nguyễn Thị Hiền ơi, cho em số điện thoại nha, chị chưa có số mà em vội vàng em cắt vải rồi nè. 110.000 nha chị nha, 3m5 là 110.000, cho em xin lại số điện thoại. Rồi mã này là mã số 6 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 6 kèm số mét ha. Mã 6 kèm số mét nha mấy chị nha. Một khổ thô cô tông, khổ 1m45. 30.000 một mét, đồng giá là 30.000 một mét nha mấy chị nha. Đồng giá 30.000 một mét. Về may sơ mi, may sọt, may nam nữ đều được nha. May đồ đồng phục, may gì cũng được hết. Rồi lên giùm em mã này mã số 6 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã số 6 kèm số mét. Lên hàng ga gối đều được á, cái này xinh lắm luôn. Ghi giùm chị với ghi alpha 2m mã 6. Ghi đi. Alpha 2m mã 6. May cho mẹ, may cho mẹ. Đúng rồi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 6 kèm số mét nha mấy chị nha. Thôi cô tông á. Mã số 6 kèm số mét. Chị Tường Chi cho em xin số điện thoại nha chị nha. Mình chưa có số điện thoại. Mã số 6 kèm số mét nha. Em đang lên hàng thô cô tông. Em like xong hàng thô cô tông em qua cái mã lanh nha mấy chị nha. Tại lanh có một mẫu thôi nha. Cái màu kia đẹp. Sự tính đẹp. Perfect. Mã số 6 kèm số mét giùm em nha mấy chị nha. Mã 6 kèm mét nha mấy chị. Mã 6 kèm mét. Mã số 6 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã số 6 kèm số mét giùm em ha. Mã số 6 1m2 chị Kim Nguyễn nè. Bỏ vào sọt luôn nha. Mã số 6 1m2 một chị Kim Nguyễn. Để lát em coi em khiêng cái bao lanh, còn cái bao lanh màu á. Còn cái bao lanh màu á để em gom ra rồi em lấy luôn. Nâu này là u mì nè. 5m. Chị La Vì 5m mã số 9, chị Thu Vân 13m mã số 9 nè. Coi mã số 9 em cắt còn dư không có gì thiếu á. Rồi lên giùm em mã 6 kèm số mét nha mấy chị nha.
Mã 6 kèm số mét nha, mã 6 kèm số mét. Chờ mấy bạn lấy mẫu lanh xuống đã mấy chị ơi, tại mẫu lanh hiện không có sẵn ở đây á. 13. Rồi mã này là mã à, chị chưa chốt mà vải lanh mà. Ủa này là của ai cơ? À dạ chị Chi ơi, vải lanh em chưa có lấy ra, chờ em một xíu. Cái này là 2 mét. Em ghi tờ giấy em bấm vào đây này để lát em cắt. Rồi chị nào lấy thì comment nhà em là mã 6 kèm số mét nha mấy chị nha, mã 6 kèm số mét nha. Mã 6 kèm số mét, chờ em lấy vải lanh xuống, vải lanh chưa có sẵn ở đây mấy chị ơi. Mã lanh có một mẫu em đang nói mấy bạn nên lấy rồi. Rồi mã số 6 kèm số mét nha, trong cái lúc chờ các bạn lên lầu các bạn soạn xuống á. Tại vì cái đó là như là không có còn nguyên bế dài á. Mà cái đó là cái cây nguyên cây mà cắt là còn ngắn rồi, để em soạn lại cái đã. Rồi đây giùm em mã này, mã số 5 nè mấy chị nè, mã số 5 kèm số mét nha mấy chị nha, mã 5. Mã 2 mét. Mã 5 kèm số mét giúp em nè mấy chị. Mã 5 kèm số mét. Mã 5 kèm số mét ha, mã số 5 kèm số mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 5 nha. Mã số 5 kèm số mét nha. Mã số 5. Mã số 5 mã này mấy chị về may quần sọt nam áo sơ mi được chứ rất là đẹp luôn á. Hàng thô cô tâm nha mấy chị nha. Mã số 5 kèm số mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 5 kèm số mét nha. Rồi mã này mã 7 nè mấy chị nè. Ghi giùm chị mã 7 alpha 2 mét luôn nè. Mã 7 kèm số mét nha mấy chị nha. Cái này đẹp lắm mấy chị. Nè. Mã 7 mấy chị, mã 7 kèm số mét nha. Mã 7. Mã 7 đều đồng giá là 30.000 một mét nha mấy chị nha. Đều đồng giá là 30.000 một mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 7 kèm số mét nha. Rồi cái điện thoại nãy giờ nó bị để ở đâu rồi. Mã 7 kèm số mét nha mấy chị nha. Thô cô tông may đồ bầu được nha chị Trương Thảo nha. Mã 7 6 mét cho chị Hiền Ngô, về may ga gối nè. Chị nào lấy mã 7 thì comment giúp em là chị vàng bạc hùng mạnh cho chị xem. Xanh với hồng treo đằng sau em. Rồi chờ em xíu nha chị, em lên dần lên hết luôn á. Cái xanh này nè. Em lên rồi em lên hết phía sau luôn á chị. Rồi mã số 7 nha. Chị nào lấy thì comment giúp em là mã số 7 kèm số mét nha mấy chị. Mã số 7 kèm số mét nè. Cái hàng này mấy chị về may ga gối rất là đẹp, em có đăng hình ở trên Face á. Thường em đăng hình lên là nó nhanh hết lắm, nên chị nào mà xem trên live mình mua được thì mình thích thì mình chọn nha mấy chị. Đồng giá là 30.000 một bộ ga gối của Sông Hồng đó mấy chị. 1 mét cũng đã tới á, chưa 1 mét cũng đã, một bộ cũng đã tới hơn 1 triệu rồi. Mình mua 150.000 về mình đặt đi chun vô nó được luôn á. Mình chất đẹp lắm. May này may gối 1m6 x 2 mét, gối nằm 40-60 cái ôm. Thì chị cắt 6 mét đi chị, cắt 6 mét đi chị, cắt 6 mét cho nó dư giả. Chứ còn cắt 5 mét là nó xích xác lắm. Rồi cái này là mã 6, mã 7 kèm số mét giùm em nha. Mã 7 2 mét cho alpha chưa? Tại cái này em giờ em không xét theo thứ tự á, nên nó đang chất liệu là thô cô tông nha chị Thu Nguyễn nha. Rồi mã này lên giùm em mã số 10 đúng không? Mã số 10. Cái mã của tôi ông để chỗ nào không? Dạ. Vải thô cô tông nha mấy chị nha. Mã số 10 nè. Mã số 10 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã số 10 kèm số mét, chị nào lấy thì comment nha. Chị Hùng Cương vàng bạc vàng mạnh Hùng Cương có phải là lấy cái này không nè. Mã 7 1m8 cho chị Minh Trương Dương nè. Chị vàng bạc Hùng Mạnh có phải là chị lấy cái coi cái mã lá xanh rồi này không? Này là mã số 10 nha. Chị thích cái mã này thì lên giùm em là mã số 10 nha. Mã này mấy chị lên pyjama cho các cô các cô các cụ lớn tuổi được á, các cụ các bác lớn tuổi cũng được luôn nha. Mã số 10 nè, mã số 10. Lên pyjama cũng được, lên ga gối cũng được, lên sơ mi, lên quần sọt, lên cái gì cũng được hết. Đồng giá 1m30.000 chị Hương Nhật nha. Mã số 7 6 mét cho chị Oanh Vàng Thị Yến nè. Em ship đồng giá là 35k, còn toàn quốc còn ở Hồ Chí Minh là 25.000 nha. Chị nào mà đơn trên 500 chuyển khoản trước thì em free ship. Chị Nguyễn Hồng Loan mã 10 1m5. Mã 6. Ừ mã 6 á. Rồi mã 10 1m5 cho chị Nguyễn Hồng Loan nè. Rồi chị nào lấy mã 10 nữa không á chị ơi? Mã 10 nè ha, mã 10. Mã 10. Mình về mình may pyjama cũng được nha mấy chị nha. Cái mã này là hàng thô cô tông, mang pyjama mùa hè là siêu mát luôn á chị. Mang pyjama mùa hè là rất là mát luôn nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 10 nha, mã 10 ha. Rồi lên một cái mã màu nâu mấy chị nè, mã màu nâu. Mã màu nâu này lên giùm em là mã 12 mấy chị nha, mã 12. Mã 12 kèm số mét mấy chị, mã 12 kèm số mét.
Dạ chị chốt đơn. Chốt đơn là chị chốt đơn là chị chờ em xếp vải đó chị, tại vì hàng bây giờ là chưa có xong á. Hàng là giờ em like xong thì mới có mấy bạn xếp vải rồi ngày mai mới chốt đơn được nha chị nha. Thông cảm chờ em một xíu nha, vải này mát lắm luôn á chị nha. Cắt mã 7 cho chị 6 mét chưa á? Chưa. Cắt mã 7 cho chị Nguyễn Tuyết chưa? Dạ vâng chị Hồ Thúy nha. Chị Ánh Tuyết. Mã 10 1 mét rưỡi nè. Để em coi cái mã 7 của chị Nguyễn Liễu cắt 7 mét chưa nè. Chị mới comment hồi nãy đúng không? Ủa em cắt mã mấy vậy? 6 chị ơi. Chưa chị nha. 7 mét cho chị Nguyễn Liễu như chị mới nhắn đúng không? Thôi thế hôm nay em không có lên chị ơi. Chất này là rất là mát nha, mã 12 nha. Chị nào lấy cái này thì comment cho em là mã 12. Trong tất cả hai mươi mấy cây thô cô tông chỉ có một cây này màu nâu thôi mấy chị. Chỉ có một cây này màu nâu thôi, lên giùm em mã 12. 115 trư những cái hang mã. Tốn là mã 30, đông dạ về cái này nha. Tốn là con mồi cái mà con chân con mày cãi lý mở đứa xuống nó đúng không? Rồi 3 mét cho chị Thảo Phương Tô. Tốn là con mày cãi mà hôm nay lý mở đứa xuống nó đúng không? Con này hẹt đúng không? Dạ giường 31 mét 8 2 mét thì chị cắt 3 mét về may mặt gà mặt cái mặt giường nha chị nha. Cắt 3 mét nha. Mã 10 chị Thảo Phương Tô 3 mét nè. Cái này là mã 12 nha chị, màu nâu này là mã 12 nè. Chị Nguyễn Liễu lát nhớ cắt để ý nha, mã 7 6 mét chị có in đơn của chị mã chị Nguyễn Liễu rồi đó. Thô cô tông này may đầm dài ok không chị? Dạ được nha chị nha. Thô cô tông này may đầm dài ok luôn á. May đầm mà. Em thấy được đa số là cái hàng thô cô tông người ta không có may đầm ôm. Người ta may cái form đầm rộng rộng mà đầm theo cái phong cách mà của Nhật á hoặc của Hàn Quốc á. May cái kiểu rộng rộng ra như này hoặc là nhúng qua đây là xòe xòe ra hoặc là may baby doll á. Hoặc là may áo chứ không có ai may đầm ôm nha. May đầm thì ok. Thả phương tôn mã 10 nè, 3 mét. 7, 6 mét. Rồi tôn cho mấy chị nha, tôn em còn chừng này thôi nè. Em còn chừng này tôn thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Rồi cái này 1 mét rưỡi nè. Mét rưỡi 45k nè. 1 mét 30 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 45, 1 mét rưỡi. Mét rưỡi này 45 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 45 nè mấy chị nè. 45, tôn ha. Cái này tôn lanh nha mấy chị nha. Cái này vải tôn lanh. Em còn có nhiêu đây à? Còn lại hết rồi á. Tôn lanh này chị nào lấy thì comment giùm em là mã tôn. Mã tôn. Cái này là 1 mét rưỡi là 45 ngàn nha mấy chị nha, 1 mét rưỡi 45 ngàn. 45k em chốt cho chị Loan Lê nè. Mã 7 đang cắt đúng không? Gom lại hết đi kìa. Có nhiều chị lắm á. Rồi 45k chị Loan Lê nè. Rồi cái này em còn mã 3, mã này chị, em còn bé này dài nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là tôn kèm 6 mét nha. Bé này em biết còn bao nhiêu mét đây, còn khoảng cỡ mười mấy mét hay gì á. Rồi còn chị nào lấy tôn nữa không á chị, em còn bé dài nè. Còn bé dài này thôi ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã tôn kèm 6 mét nha mấy chị, cái này hàng cây á. Hàng cây mà cái này là cây nhỏ em sổ ra để cắt cho dễ nè. Rồi mã tôn ha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã tôn lanh kèm 6 mét. Cái này có một còn có một mẫu này thôi nha mấy chị nha. Mẫu này à. Mẫu này nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 kèm 6 mét nha. Tôn lanh 30k 1 mét. Cái này hàng cây nha mấy chị nha. 30k 1 mét, chị nào lấy cái này thì comment giùm em là mã tôn lanh kèm 6 mét nha. Mã tôn lanh. Em thấy số điện thoại của chị Lâm Thị Vân rồi. Chị cắt bao nhiêu mét mẫu mã nào chị ơi? Chị Chi Quỳnh mới có còn xem like không nè. Chị củ cải, nếu chị có lấy cái hàng cô tông thì cắn giùm em, bấm giùm em nha. Em chốt cho chị mua hôm qua và ngày này nha. Dạ ngày này là chờ ráng chờ giùm em cho tới ngày mai mấy bạn xếp vải rồi chiều mai mới sáng mốt mới chốt đơn kịp nha chị nha. Nãy giờ chị có khách mã 7 1m8 không em? Chị Minh Trương Dương. Em cắt mã 7 có 1m8 không? Có 1m8 không? Dạ có chị, đang cắt của chị luôn á. Đang cắt của chị luôn á, chị Đặng Thị Huế, em đi đơn là 100, trên 100 ngàn là em đi đơn nha. Phí ship 35k toàn quốc, ở Hồ Chí Minh là ship 25 ngàn. Rồi cái này là mã tôn nè, chị nào lấy thì comment giùm em là tôn kèm số mét nha. Hết rồi nha mấy chị, cái này còn có mười mấy mét à. Dạ có luôn chị, có kẻ luôn nha.
có caro luôn, nhưng mà caro to chứ không có caro nhỏ. Rồi caro màu cam này là dùm em mã số 4, nhưng mà là mã boy. Cái này là boy chứ không phải thô cô tông nha chị. Cái này là boy chứ không phải là thô cô tông nha. Rồi mã 10 đây mấy chị ơi, mã 10 nè. Mã 10 ha, lên dùm em mã 10 gặp số mét. Mã 10 gặp số mét. Mã này lên dùm em mã số 4 nha mấy chị nha. Mã số 4 nè. Mã số 4 là chất là boy, đồng giá là 30.000 nha mấy chị. Mã số 4 đồng giá là 30k. Rồi đây là mã 4 nè. Mã 4. Mã số 11 nha mấy chị nha. Mã số 11 kèm số mét mấy chị. Mã số 11 kèm số mét giúp em nè. À, tôn có màu khác không em? Dạ không chị, có mỗi màu đó lại hết rồi á. Em bị hết rồi. Mã 11 mét cho chị mộng hồng nè. Rồi cái này lên giúp em là mã số 11 nha mấy chị nha. Mã số 11 màu đen hoa đào. Mã số 11 nha mấy chị. Mã số 11 cái này mấy chị lên đầm rồi cũng được luôn á. Mã số 11 nha. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em là mã 11. Mã 11 ha. À, không có kẻ nhỏ vậy, em không có kẻ nhỏ ạ. À. Em có cái kẻ hai, có còn hai kẻ nào mà kẻ lớn không mà. Mã 11 chị có chưa? Mã 11 rồi sao mà nhớ được ta? Để em qua coi thử ngay inbox hôm qua. Hôm qua em vào Messenger thử coi chị có chốt cái mã đó không chứ giờ em chịu đó. Mã 11 hôm qua cắt 2 mét rồi chị nha. Mã 11 cắt 2 mét rồi. Mã 1 cắt 5 mét, mã 11 cắt 2 mét. Chị có cắt 2 cái đó rồi nha chị nha. Rồi mã 4 cắt 1 mét rưỡi cho chị Thảo Phương Tô. Cái đó là hàng boy nha chị nha. Cái đó là hàng boy á. Cái đó còn nhiều không em, để chị biết chị nhận đơn này. Tại cái đó em nghe bé nói là gần hết rồi. Bi đen đó là chất gì? Dạ, à đúng rồi. Chị Thảo Nguyễn ơi. Cái này là hàng thô cô tông nha, hàng thô cô tông mà họa tiết nó như vậy nè. Cái này lên giùm em là mã số 8 mấy chị ơi, mã số 8 nha. Mã số 8. Lên đồ bộ hoặc là mình lên lên đồ bộ hoặc là mấy chị lên ga gối cũng được á. Mã số 8 nha. Lên giùm em mã này mã số 8. Cái màu đen này thì lên giùm em mã số 8. Đồng giá là 30.000 một mét mấy chị. Cái này là mã số 8 nha, cái bi này là mã số 8 nha. Mã 11 4m cho chị Mai Huỳnh nè. 2m đủ một đầm không sót, cao 1m62, nặng 62kg chị. Chị cắt chị may đầm dài hay đầm ngắn? Chị may đầm có xòe không? Nếu mà đầm mà nhúng ở dưới nhiều xòe ra thì chị cắt 2m rưỡi đi nha. Còn lại mà chị may đầm mà nó ngắn vừa phải thôi thì cắt 2m là được rồi đó. Rồi cái mã này đẹp nè mấy chị nè, mã số 9 nha. Mã số 9 nè, hoa thiên điểu. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 9 kèm số mét nha mấy chị nha, hoa thiên điểu nha. Tông của nó là màu hồng. Cái này rất là đẹp luôn, mà cái cây này là thuộc dạng là một trong 5-6 cây hot nhất của em mà nó đang gần hết rồi. Còn khoảng mấy chục mét thôi, chị nào mua về may ga thì mình nhanh tay mình lấy ha. Tại gần hết rồi, còn mấy chục mét thôi. Sợ làm cái gì để cho nó mới. Để lát nữa cắt mét 4 cho ai đó hả? Cái gì? Vậy cũng phải còn 40m đó, tại cái này nó mỏng lắm. Dạ vải em đang mang thì cái vải thô theo này em có bán nhiều lắm. Nhưng mà qua tuần nha chị nha, qua tuần nha. Mã số 8 2m cho chị Thảo Nguyễn nè, mã 8 4m cho chị Mai Huỳnh nè. Dạ ok ạ. Rồi cái này là mã số 9 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 9 nè, hoa thiên điểu là mã số 9 nha mấy chị nha. Mã số 9, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 9 kèm số mét nha mấy chị. Mã 9 kèm số mét. Này em có chụp hình đăng lên Facebook không mấy chị? Rồi mã số 9 kèm số mét này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 9 nha mấy chị nha. Mã 9. Dạ nếu mà là đơn của chị có đơn đi chưa? Nếu mà đơn ok là đi rồi nha. Còn đơn mà chưa chốt quá là để làm mới gộp được nha chị nha. Vải thô cô tông không có giãn nha chị. Vải thô cô tông thì là chất không giãn, nhưng mà là chất rất là mát, bởi vì đó là hàng cô tông 100% mấy chị nha. Hàng thô cô tông á thì nó là rất là mát luôn, không có giãn nhưng mà rất là mát luôn. À, có ship chị một đơn. Chị Đặng Thị Huế ship chị một đơn là đơn là mấy mét ạ? À? Chị Anh Đặng Thị Yến cắt là 6 mét bông hồng.
chị ơi lên giùm em là đúng mã đi chị, tại vì không biết là bông hồng là mã nào. Mã này là bông hoa thiên điểu nha. Lên giùm em mã, nếu mà lên mã này thì lên giùm em mã số 9 nha chị nha, lên mã số 9. Còn cái hoa màu hồng này là hoa màu, hoa đào này là lên giùm em mã số 11 nè. Là có hai cái hoa màu hồng đó, tông màu hồng đó. Rồi mã 96 mét cho chị Nguyễn Đặng Thị Yến nè. Ok chị nè. Còn chị chị Huế á, chị nói là lên cho chị một đơn, em biết là đơn nào á chị. Mã số 9 1m8 cho chị Minh Chương Dương nè. Dạ ok chị nha. Mã số 9 1m5 cho chị Nguyễn Hồng Loan. Rồi chị nào lấy mã số 9 nữa thì comment giùm em mã 9 nha mấy chị nè, mã 9 ha. Mã 9 này mấy chị may đầm cũng rất là đẹp luôn á. Đây nè. May đầm, may pyjama, may ga gối gì cũng đẹp hết, rất là sang luôn á chị. Sang lắm luôn á, mã 9 nha. Hàng nó cây á, giờ thì cắt ra mẫu 2m 2m để cho mấy bạn cắt cho nó dễ. Cắt 12 mét mã màu xanh lá. Đây mã này. Đây mã này. Từ từ. Từ từ nha, chưa nha. Mã 7 ở trong này nè. Mã 9 đây, mã 11. Mã số 4. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha, lên tiếp hoa vàng nè. 2 mét mã 11. Đây ạ. À. Mã số 11 đây nha mấy chị nha. Mã số 11 nền đen hoa đào. Mã số 11 nha mấy chị. Đây là mã số 11 nè. Sắp xếp theo thứ tự rồi em mới cắt được nha. Em đừng cắt bị sót. Rồi như hết rồi đó. Rồi mã em đang cầm trên tay, mã em đang cầm trên tay là hoa màu vàng, hình như là 12 nè. Mã số 13 nha mấy chị nha. Mã số 13 hoa vàng. Trong 20 mấy cây chỉ có một cây này hoa màu vàng thôi. Mã số 13 nha, chị nào lấy thì comment cho em là mã 13. Mã 13. Cái màu vàng nào ta? Cái màu vàng này may bộ vét được nha chị nha, may bộ được. May bộ được có giãn nhẹ nha, ký 115. Con này là 1m30.000 nè. Ý, mấy cái hàng mà em lỡ cắt ra rồi đó, khi nào mà cắt em chia lại nha. Chia lại xong cho đều, có thể có người nào mà cắt thì mình chia được không á. Thì lỡ có ai cắt 1m8, 2m gì đó thì cắt đại đi rồi bo cho họ 2 tấc luôn chứ sao. Bây giờ cái đó em để lỡ cỡ vậy thì sao. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là để ngoài đi, khỏi đưa vô. Để ngoài đi, tại có chỗ để mà cắt mấy khác con này nè, hoặc là dựng ở đâu đó, dựng ngoài trước này nè. Hay dựng ra ngoài này cũng được, lấy cái gì trải ra ngoài dựng ra ngoài đi. Rồi mã số 13 nè mấy chị nè, mã số 13 hoa vàng nha. Để có chỗ mà lát em lôi thêm mười mấy cây trong này ra nữa nè. Mã 13 2m cho chị nha, trang muối mặn nè. Mã 13 nha mấy chị nha, mã 13 hoa vàng nền đen. Mã 13 hoa vàng nền đen. Chị nào lấy thì comment cho em là mã 13 nè. Mã 13 hoa vàng nền đen nha. Mã 13 hoa vàng nền đen, chị nào lấy thì cần mấy chị em là mã 13 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã 13 kèm số mét à. Mã 13 kèm số mét. Mã này mã số 14 nha mấy chị nha. Mã số 14 mấy chị. Mã số 14 kèm số mét giúp em ha. Mã số 14 kèm số mét giúp em nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 14 kèm số mét nè. Mã số 14 kèm số mét, tông của nó là màu xanh dương đậm nha mấy chị nha. Tông của nó là màu xanh dương đậm hoa nhí. Mã 14. Mã 14 kèm số mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 14 nha. Mã 14 nha mấy chị nha. Mã 14 kèm số mét giúp em ha. Dạ, chất vải của nó là vải là thô cô tông khổ 1m45, chất hàng không giả nhưng là 100% sợi tự nhiên, rất là mát nha mấy chị nha. Mã 14 nha. Xanh lá sau lưng là số mấy? À xanh lá này đúng không? Chờ em tí em chuẩn bị lên nó luôn nè. Mã này 14 xanh dương hoa nhí nè. Rồi mã xanh lá ha. Mã xanh lá hình như cũng có chỉ cùng hai cây xanh lá thôi. Xanh lá này lên giùm em mã 15 nha mấy chị nha. Xanh lá lên giùm em mã 15, sọc ngang. Có hai có mấy chiếc lá.
lên giùm em mã 15 nè. Mã 15 kèm số mét giùm em mấy chị ơi. Cắt mã 15 12 mét cho chị Tiên nè. Dạ mã 15 kèm số mét giùm em nha mấy chị nha. Mã 15 kèm số mét 15 6 mét cho chị Nguyễn Liễu. Mã 15 này đẹp ghê á. Em đưa Minh Trương Dương. Chịu gì? Em đưa của chị Minh Trương Dương. Minh Trương Dương đúng không? Mã 9 1m8 á. Rồi mã 15 mấy chị ơi, lên giùm em là mã 15 kèm số mét nè. 14 4 mét. 14 4 mét. Cho chị Mai Huỳnh nè. Rồi mã 15 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã 15 kèm số mét giùm em nha. Rồi chị nào lấy mã 15 thì lên tiếp giùm em mã 15 kèm số mét nè mấy chị nè. Mã 15 kèm số mét nè. Dạ mã 15 kèm số mét chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15. Mã 15 kèm số mét giùm em ạ. Rồi em qua một cái mã khác nữa là mã 16 nha. Xong rồi còn mấy cái mã hôm nay em lôi ra nữa rồi em like tiếp nè. Tại mấy cái mã này hôm qua em có giới thiệu rồi. Em lôi không có kịp. À, chị Nguyễn Thị Úc quốc lộ 1 mã 15 cho chị 6m. Dạ vâng ạ. Mã 15 sọc ngang hay xuôi vậy chị Thảo Phương Tô hỏi. Mã 15 may ga được nha mấy chị nha. Mấy hàng cô tông này cái mã nào may ga cũng được hết á. Mã nào may ga cũng được hết nha mấy chị nha. Em đưa là sọc ngang á. Đây nè. Mã 15 là sọc ngang như vậy nha mấy chị nha. Sọc ngang có chiếc lá như vậy nè. Em thấy sọc nào rồi mình lên ga cũng đẹp hết nha mấy chị nha. Sọc nào mình may ra cũng đẹp hết. Lên cái này nó mát rụi luôn, y như mùa hè luôn á. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15 nè. Mấy chị mua cái này đi, may bộ ga. Xong rồi mình cắt thêm 4 mét nữa. Mình may bộ đồ pyjama. Rồi tối cái hai vợ chồng nằm ngủ á, nằm trên cái bộ ga không biết đâu là mình, không biết đâu là ga luôn. Rất là dễ thương á chị nha. Tại cái này á, mình may đồ pyjama ngủ cũng mấy đồ bộ ngủ cũng mát lắm. Cái mã 15 nó rớt chỗ cái tem rồi. Mã 10. Ủa cái này phải nãy giờ 15 mã này không vậy? Đúng rồi đó, ghi dùm chị số 15 lại đi rớt đâu mất tiêu rồi đó. Rồi mã 15 nha mấy chị, em qua mẫu mã 16 nè. Rồi mã 15 có chị nào cắt nữa không nè. Chị Nha Trang muối mặn là 5m chị bỏ chưa? Cái này là sọc ngang theo biên nha chị nha. Sọc ngang theo biên á. Nhanh ra mối mạng chị cắt 5m, mã 15 chưa? Qua rồi có cái mã 15 5m của chị Nha Trang mối mạng chưa? Chị Linh rút mã 15 1m2 nè. Mã 15 kèm số mét giùm em nha mấy chị nha, mã 15 kèm số mét. Rồi thêm khúc nữa là hết cái mã hôm qua em like này, mã này mã 16 mấy chị, màu đỏ ha. Mã 16, con tâm của nó là màu đỏ. Nha Trang mối mạng mới 13 2m. Rồi 5m cho chị Nha Trang muối mặn này. Cái này mấy chị mua về may ga nên nói là chi phí nó rất là kinh tế luôn. Bởi vì mình mua may cái bộ ga gối, mua bộ ga gối xanh hồng cũng trên 1 triệu rồi. Rồi cái này mấy chị, cái này là chất liệu của nó là đó, là đây nè. 1m8 cho chị Thảo Phương Tô nè. Đó. Mấy cái mã này mấy chị về mua về mình may, nhất là cái mã màu đỏ này nè. Mình mua về mình may sơ mi nam rồi cũng được nha mấy chị nha. Mình mua sơ mi nam rồi cũng rất là dễ thương. Em đưa cái khổ rộng cho mấy chị xem nè. Nó xinh lắm luôn á. Rồi mã này mã 16 nha. Rồi bắt đầu là em qua mã mới nè. Mã 16 6m cho chị Thúy Liễu nè.
đơn nào mà mình cắt rồi á thì mình khoan, mình không có xả giùm em nha, tại vì hàng em đang cắt trên cây ra, hàng em đang cắt trên cây ra, màu nào nó cũng đẹp hết, mỗi màu em có một cây nha mấy chị nha, mỗi cây em chỉ có mỗi màu em có một cây thôi, không có trùng. Rồi em coi đây này, rồi mã này mã 17 nha, đây giùm em mã này mã 17, em chưa có lên mã này nè, mã này 17. Mã 17 kèm số mét mấy chị, mã số 17 kèm số mét ha. Bứng này xuống luôn. Không khỏi thôi. Rồi mã 17 kèm số mét giúp em mấy chị nha, mã 17 nè. 16 6 mét cho chị Thúy Liễu em bỏ rồi à, 1 mét 30.000 chị Bạc Phận nha. Đồng giá 30.000. Đồng của nó là màu hồng hoa nè. Cái này mấy chị thấy cái đường in nó rất là sắc sảo nha. Mình lên ga gối đẹp lắm luôn á. Mã 17 kèm số mét giúp em ha. Mã 17 kèm số mét giúp em. Mã 17 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 17 kèm số mét nha. Này là hàng khô cô tông mấy chị. Nó mát lắm luôn á, mã 17 1m2 chị Linh Trúc nè. Rồi mã 17 kèm số mét giúp em nha mấy chị nha, mã 17 kèm số mét. Rồi 17 6 mét cho chị Nguyễn Liễu nè. Cái này đẹp lắm mấy chị nha. Này mấy chị may đầm may sơ mi cũng đẹp, mấy chị mà may áo sơ mi cổ đăng tông mà cái kiểu form rộng rộng á cho mình đi chơi gia đình hoặc là nhóm bạn này này kia mấy chị. Đi phượt rồi vậy đó. Cái này là lên áo kiểu đồ đẹp lắm, đi lên chụp hình đẹp lắm luôn á. Mã 17 nè. Nam nữ gì mang cũng được hết nha. Rồi mã 16 10 mét cho chị Mai Huỳnh nè. Mã 17 có chị nào lấy nữa thì comment giùm em là mã này mã 17 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã 17 có chị nào lấy thì comment giùm em mã 17 kèm số mét nha. Mã 17 nè mấy chị. Mã số 17 ha, mã 17. Kèm số mét giúp em nha. Hàng thô cô tông này đẹp lắm mấy chị nha. Này mã 17 nè. Mã 17 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 17 kèm số mét. 16 6 mét cho chị Trần Hạnh. Chị Trần Hạnh ơi cho em xin số điện thoại nha. Mình chưa có số điện thoại nên em không có dám cắt vải à. Cho em xin số điện thoại rồi em cắt vải cho mình nha chị nha. Rồi mã 17. Mã 17 chị nào lấy thì comment giùm em là cái này mã 17 nha mấy chị nha, mã 17 nha. Mã 16 8 mét cho chị Võ Thu Thủy nè. 8 là cái nào gì? Hả? Mã 8. Mã 8 là cái nào? Cái màu đen đó. Không, màu đen rồi mã khác. Nhưng mà 8 là cái bông. Mã 9. Mã 8 là cái đen đen ở đúng rồi. Cái đen chấm bi á. Rồi mã 17 2 mét cho chị Vàng Bạc Hùng Mạnh nè. Rồi em lên một cái mã nữa nha. Đây là mã. Đây mã, cái mã này đâu rồi? Mã 84 mét đúng chị. Mã 19 nè. Mã 19. Đúng rồi. Mã 19 kèm số mét giùm em mấy chị ơi. Tâm của nó là cái nó có cái màu vàng đó. Mình cảm giác là có ánh nhũ nhưng mà không phải nha mấy chị nha. Này như vậy nè. Cái kiểu họa tiết của nó là kiểu mà giống như là hoàng gia vậy đó. Nó như vậy nha. Đây là mã 19 ha, lên giùm em mã 19. À mã 18 mấy chị. Mã 18 nè. Mã này mã 18 nha. Chị nào lấy thì comment nha, là mã 18 nè. Mã 18. Mấy cây này là cây nó cũng có nhiều mét nên em mới để em like luôn, em like em để không cắt danh like được. Em cắt sâu á. Mã 18 kèm số mét. Rồi mã này chị nào lấy, chị nào mà mua về mình may quần sọt cho nam mà vậy cũng được ha. Nói chung là mấy cái mã này chị nào mà mua về mình may ga gối đều được nha mấy chị nha. Chất liệu của nó rất là mát luôn. Mã 18 kèm số mét giúp em mấy chị nha. Mã 18 kèm số mét nè. Mã 18 kèm số mét, chị nào lấy thì comment cho em là 18. Mã 18 nha. Rồi em qua mã 19 cái này. Cái này dạng một cái chất nó giống như là solinin đó mấy chị ơi. Cái dạng này giống như là hàng solinin đó. Đây ha. Mã này mã 19 thì em sẽ cắt trên like tại vì cây này còn nhỏ lắm, em không có dám cắt ở sau like đâu.
Mấy cái này cái nào cắt rồi thì để ngoài luôn nha. Không có chỗ luôn mấy cái khác ra. Cái này không có xinh xắn nè. Rồi mã này mã 19 mấy chị nha. Mã 19 nè. 24 mét rồi. Cái này có hai mấy mét rồi nên em không có dám nhận trên like nha. Bị bóp tương tác rồi mấy chị ơi. Không thấy chị, không thấy chị nào comment nữa hết trơn á. Bị bóp tương tác rồi. Chuyện dừng mấy cái đó là để cắt được, được không? Để có cái chỗ chị lôi mấy cái cây trong cho ra. Cho nó không có sinh sống. Bỏ cái này. Dẹp cái này qua đây đi. Bỏ ngay xuống đó. Rồi cắt chừng nào lấy chừng đó. Rồi mã này mã 19 mấy chị ơi. Mã 19 nè. Caro nhỏ nè. Caro nhỏ mã 19 nha. Dạ hàng này không giãn à. Riêng cái, riêng cái này không phải là hàng của tông 100% này. Cái này hàng có pha nè. Hàng có pha mình lên sơ mi rồi vậy thôi mấy chị. Hàng này mình lên dạ giống như là linen có pha sợi tổng hợp mấy chị ơi. Hàng linen có pha sợi tổng hợp nha. Cái này linen có pha sợi tổng hợp. Một mét nha mấy chị nha. Lên giùm em mã 19 nha mấy chị nha. Riêng cái cây caro màu xanh này nè. Cái caro màu xanh này là hàng linen đó. Hàng linen có pha sợi tổng hợp nha. Đồng giá hôm nay em like là 30 ngàn luôn. Chị nào mua về may quần sọt hay là may áo sơ mi rồi vậy cũng được. May đầm sơ mi cũng được nha. Rồi 30k một mét. Lên giùm em mã 19 nha mấy chị. Mã này mã 19. Chị Trần Hạnh cho em xin số điện thoại để em cắt mã 16 6 mét nha. Em chưa thấy số điện thoại của mình. Mã 16 6 mét chị Trần Hạnh cho em xin số ạ. Em có nhắn tin cho mình cũng chưa có thấy mình cho số điện thoại qua inbox hay là cho trên like nha chị nha. Cái này là 1 mét 30k chị Nguyễn Nam. Caro hôm nay đều đồng giá 30k. Mã này cũng 30k 1 mét. Mã 19 giúp em ha. Lên giùm em mã này mã 19. Mã 19 nha. Mã 19. Này khổ 1m45 nha mấy chị nha. Khổ 1m45. Hàng linen pha sợi cô tông á. Cái này là linen. Linen có pha nha. Linen có pha, mã 19 kèm số mét nha mấy chị. Cái này em có ít thôi nên em sẽ cắt trên like chứ không có dám chừa nha mấy chị nha. Tại cái này nó ít rồi. Cái mã 19 em có mấy mét thôi nên em không có dám chừa. Số 9 nó vui. Nên mã 19 nè mấy chị ơi, mã 19 nè. Có cục giấy em để sẵn cho mấy chị. Được chưa? Mã 19 cắt 1 mét rưỡi chị nha Nguyệt à. Mười chín là vải linen có pha sợi cô có pha sợi tổng hợp nha chị nha. Khổ 1m45. Mã 19 là hàng linen có pha sợi tổng hợp hàng linen đó. Cái này là chung. Ừ, 15 mét là gì ấn nó sao cho biết là mã gì đó. 1m rưỡi nè cho chị Nhân Nguyệt nè. Mã 19 nha. Tại mã 19 ít nên em cắt trên like luôn nha. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 19 nha mấy chị nha. Mã 19 cho chị Mỹ Hạnh là 1m rưỡi luôn nè. Này mấy chị về may áo đầm hay là may sơ mi đều được nha mấy chị. May quần cũng được luôn nha. Hàng linen có pha sợi tổng hợp mấy chị nha. Màu xanh lá. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19 kèm số mét nha. Mã 19 kèm số mét giúp em. Đồng giá là 30 ngàn 1 mét nha mấy chị nha. 30 ngàn 1 mét. Mã này mấy chị về may quần sọt, may áo đầm gì cũng đẹp hết. Sơ mi cũng đẹp luôn nha. Mã này chị nào mang cái gì cũng đẹp á. Mã này mấy chị về may dạng mà áo vest phong suông suông cũng đẹp luôn. Chị Bảo Ngọc 1m rưỡi nè.
cái này thì ít à, nên em không có dám nhận đơn trên like nha, em cắt thẳng trên like, lỡ khi nào mà hết thì thôi. Rồi chị nào lấy nữa thì comment em là mã 19 kèm 6 mét nha mấy chị nha, mã 19 kèm 6 mét. Đồng giá là 30 ngàn 1 mét nha mấy chị nha. 30 ngàn 1 mét mã 19. Rồi mã 19 có chị nào cắt nữa không mấy chị ơi? Mã 19 có chị nào cắt nữa không nè? 19 có chị nào cắt nữa không nè? Rồi mã 20. Mã 20 là chất boy nha mấy chị nha, chất boy caro nè, chất boy caro. Rồi 19 cho chị Mai Trần 1,5 m nè. Rồi mã này mã 20 nha. Mã 20 là chất boy nha mấy chị nha, mã 20 là chất boy cũng còn cây nhỏ luôn. Chị nào cắt bao nhiêu mét thì em cắt trên like luôn nè. Mã này mã 20 nha. Mã 20. Mã 20 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20 nha mấy chị nha. Chắc là chất boy luôn nha, chất boy luôn. Chất boy chứ không phải thô cô tông. Ý nhầm nhầm. Cái này là thô cô tông nha. Chỉ có cái kia mới là boy thôi, chỉ có cái caro một cam mới là boy thôi. Chất này là thô cô tông nha. Màu xanh là thô cô tông. Nhũn não rồi. 1,5 m chị Mai Trần mã 19 nè. Rồi mã 19 có chị nào lấy nó không mấy chị nè. Tại em còn ít thôi à. Này ít nha mấy chị nha, ít cắt danh like luôn nha. Rồi 1,5 m cho chị Mai Trần. Mét cho chị Nguyễn Nam. Rồi mã 19 có chị nào lấy nó thì comment giùm em là mã 19 kèm 6 mét nha. Để bán chậm quá. Rồi mã 20 mấy chị ơi. Mã 20 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20. Về may sơ mi nam, may sọt, may đầm sơ mi đều được nha mấy chị nha. À, dạ còn dư á cô ơi. Cắt cho cô 10 mét ha. Cái này con dư á. Rồi 19 còn chị nào lấy nữa không nè, em cắt 10 mét cho cô Ngọc Loan rồi còn dư là chị nào lấy nè. Là hết mã 19 luôn á. Một mét nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi em còn khoảng cỡ 5 6 mét gì đó thôi nha mấy chị nha. Mười mét cô Ngọc Loan lấy nè.
Chị bảo anh Ngô cho em xin số điện thoại lại được không chị? Chị bảo anh Ngô, chị cắt 1,5 m mã 19 đó, cho em xin lại số được không? Chị Lữ Nguyệt Hảo cắt 1,5 m nè. Mã 20 là khổ 1,45 m luôn nha chị nha. Mã 20 là 1,45 m nha. Chị bảo anh Ngô có cắt mã 19 thì cho em xin lại số điện thoại ạ. 1,5 m cho chị Lữ Nguyệt Hảo. Mã 19 cho chị Thúy Nguyễn 2 m. Chị Nguyễn Thị Mai Mai 1,3 m mã 19. Dạ chị mua mấy cái mã khác nữa cho đủ đơn giùm em nha chị nha. Đơn lên 100.000 là em đi nha. Chị nào mở đơn mới bên em nè, đơn lên 100.000 là em đi đơn nha. Rồi khúc này còn 2 m. Cái này còn 2,7 m. Còn 2,7 m tính 2,5 m. Chị bảo anh Ngô lấy luôn giùm em được không nè. 2,7 m tính 2,5 m thôi. Lấy giùm em ha. Còn khúc này của em là gực được 2 m hơn á, nhưng mà nó bị lủng một lỗ, em tính 1,5 m. Không được, tính 1,5 m cho chị Nguyễn Thị Mai được không nè. Chứ cái này cắt 1,3 m không được rồi. Không phải nó bị lủng, nó bị mất góc quá chị. Nó bị mất góc ở đây nha. Đây nè, nó bị mất góc một xíu. Nguyễn Nam hình như em cắt cho chị 2 m rồi đó. Nguyễn Nam mã 19 em cắt rồi nha. Rồi chị bảo anh Ngô có lấy thì ok giùm em nha. Chị nói chị cắt 2 m thôi, nhưng mà bây giờ chị bảo anh Ngô nè, cắt 1,5 m, 1,5 m với 1,3 m là 2,8 m cũng không được. Từ từ, 1,5 m, 1,3 m. Để em đo lại xem thử có đúng, có được không. Thuốc hồi nãy em đo nhiều khi nó dư ra. 2. Cái này, này nó xích xóa luôn á, xích xác luôn á. Em sợ cắt bị thiếu tất á. Em sợ cắt bị thiếu tất á. Rồi cái này là 2,7 m tính 2,5 m cho chị bảo anh Ngô lấy giùm em luôn nha. Có nhiều quá không chị? Nhiều quá không vậy? Mã 18 2 m cho chị Nguyễn Nam nè. Hồi nãy mã 19 em cắt rồi nha. Mã 18 2 m cho Nguyễn Nam. Nguyễn Thị Mai Mai để cho chị. Rồi ok. Rồi vậy là chị bảo anh Ngô là 1 m nè. Chị bảo anh Ngô mới cho số, em chưa có nhấn lại nên nó không có in ra nè. Rồi vậy chị bảo anh Ngô lấy một khúc, chị Mai Mai lấy một khúc nha. Rồi ok. Nguyễn Thị Mai Mai. Rồi khúc này là 2 m nè. Khúc này là 2 m, tính 1,5 m thôi nè. Cho chị Mai Mai nè. Lớn chứ. Rồi chị Mai Mai. Rồi khúc này là 2,7 m tính 2,5 m cho chị bảo anh Ngô là hết nè. Rồi hết mã 19 luôn nha mấy chị nha. Hết mã 19 luôn nha. Dạ đuổi hôm nay em không có chị Thu Nguyên ơi. Hôm nay em không có mã đuổi. Rồi lên giùm em mã 20 mấy chị ơi, mã 20 nè. Đa hôm nay con mày mệt đó rồi. Cắt chó. Dạ mã 20 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã 20 nè. Đúng hối lầm luôn đi. Mã 20 kèm số mét giúp em ha. Mã 20. Mã 20 khổ 1,45 m nha mấy chị nha. Mã 20 khổ 1,45 m thô cô tông.
Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 20 kèm số mét. Cái này cũng còn một cây nhỏ thôi. Mã 20 kèm số mét. Ừ. Khúc 2 mét đó. 2 khúc 2 mét. Đi lên xuống làm gì cho cực để nó cắt đàn đi. Đàn lên mỏi. Má nổi con bà đuổi ra ngoài cửa hang này. Đuổi ra ngoài hình láng đó. Rồi mã này mã 20 nha. Đuổi thì em chưa có chị. Lô đuổi chưa có về nha. Rồi chị nào lấy thì comment nhà em là mã 20 kèm số mét chị. Mã 20 kèm số mét. Caro nè. Mã 20 kèm số mét. Mã 20 nha. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã 20 nha. Rồi mã 20 nha. Mã 20 còn cây nhỏ thôi nè mấy chị nè. Còn cây nhỏ thôi. Chị nào lấy thì comment em về may ga gối. Cái này cũng rất là dễ thương nha mấy chị. Lên ga gối cái này dễ thương lắm. Cái mạng bị gì nó đứng 41 mắt nãy chưa. Và mã 18 em inbox để cắt cho chị 2 mét rồi ạ. Rồi mã 20 chị nào lấy thì comment em là mã 20 để em lấy cho 21 nha. Cắt cho 2 mét đào đi. À cắt 2 mét rưỡi đào để cho chị mượn đi. Rồi 22 mét 6 cho chị Mi An nè. Rồi mã 20 của chị đang lấy lụa Hàng Châu em không có. Sắp em chú bán lụa Hàng Châu. Chị Mi An cho em xin số điện thoại để em cắt vải nha. Chú có số điện thoại không có cắt được. Dạ 30 ngàn 1 mét chị Ánh Nguyễn nha. Mã 30 cái này 30 ngàn 1 mét mua về may sơ mi cho nam. May sơ mi, may đầm sơ mi cho nữ cũng được nè. Cái này mình may đầm sơ mi hoặc là áo sơ mi nam nữ đều được, mấy cuộn sò cũng được. May mấy gì ta? May ga gối đều được nha mấy chị nha. Cắt nữa. Không lên dưới có mẫu rồi. Đôi số năm rồi. Mã này mã 21 nè. Hoa đào mấy chị. Mã 21, chị nào lấy thì comment nhà em là mã 21. Rồi em thấy số điện thoại của chị Mi An rồi, cắt cho chị mã 22 mét 6 nè. Chỗ đó là bao nhiêu rồi? Nghỉ đi, tội máy lan. Kế bà ơi gọi hình, kế bà lái gọi hình chỗ đấy đâu ngay mai mình gọi điện. Sáng mai chị lên chị gọi điện mười sáng cho. Rồi chụp hình gửi thôi. Chụp hình gửi mà nó gọi điện. Mà chụp hình gửi đấy đừng gọi nhắn tin, đừng gọi chat với bạn nữa. Mã hoa đào này mã 21 nha. Chị nào lấy thì comment nhẹ là mã 21 kèm số mét của chị nha. Mã 21 kèm số mét. Đi chị có một cái nhận được. Mã 21 kèm số mét nha. Dạ thô hoa nhí là mới có lên cái cây đó chị, hoa chị Thanh Nhàn mới lên cây đó. Mã 21 kèm số mét đó, mã 21 kèm số mét. Cái thô người ta cắt là đẹp vậy, tự nhiên vui đóng đó. Lấy ba nhét vô hay là đi phân bọc vô, hồi đi phân bọc hả? Mã 20 kèm số mét nha mấy chị nha. Dẹp cây đi cho tôi đi cắt giải nè. Đó. Trời ơi nó nặng quá đi. Mã 20 không chị nó lấy luôn hả? 21 là mã gì vậy? Mấy chị thô cô tông hoa đào 21. Đã lấy cái hoa đào giùm chị với. Khúc hái mẹ thôi nha, khúc lâm màu hái mẹ thôi. Dạ thô hoa nhí là mã 21 của chị. Mã 21 hoa đào hoa nhí á. Gỡ không đối khỏi chút xịu mà cân xịu. Trời ơi Minh lái rồi mới tội sậu chứ mới lắm nó về. Nhìn trời khỏi chút xịu. Không đặt nắng xúc nữa nha. Mã 21 mấy chị ơi, mã 21 nè. Chị nào lấy thì comment nhẹ là mã 21, Facebook nó bóp quá. Không có năng xúc gì hết trơn á. Mã 21 hoa đào nha. Rồi chị nào lấy thì comment nhẹ em là mã 21. Mã 21 là mã hoa đào hoa nhí nè. Tông của nó là màu vàng mỡ gà nè. Giờn khống nè. Ủa sao chị Bạch Yện lại xài cái hoa đào nhỉ? Ủa hoa mày cái hoa đào đi lên cắt sao mà cắt xà vậy? Cái gì vậy? Ơi mã 21 là mã hoa đào nha mấy chị nha. 21 là mã hoa đào nè. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 21 kèm số mét nha. Hay như là vô cắt vô lại cái cắt đó, khách hàng mua nhiều hơn. Còn em để đâu mà đợi em cắt xong rồi trong đi bao riêng quả không ai mua. Mã 22 đó chị ơi. Chị mời có một cái hả? Chị mời có một cái được rồi. Chị mời
Mã 22 là mã dây xích nha mấy chị nha. Đã gọi chốt đơn mà chị muốn mua thêm có dùng đơn được không em? Dạ đã gọi chốt đơn rồi là hàng đi rồi á chị ơi. Là hàng hàng đã lên mã vận đơn là hàng shipper tới lấy đi rồi á. Mã 22 nè. Dây xích nha mấy chị nha, mã 22. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 22. Chị Thu Vân Nguyên ơi, lên giùm em lại cái số là mã 21 kèm số mét nha. Mã 21 mét rưỡi đi chị. Rồi mã 22 nha. Mã 22 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 22 kèm số mét. Mã 22 kèm số mét nha. Mã 22 kèm số mét nè. Có cái nào có giãn bóng chiều? Dạ không, thô cô tâm chứ không phải là thun nha chị nha. Em đang ai thằng thô là không giãn đâu. Thô là không giãn. À, giống như khiêu vũ nè. Rồi mã này mã 22 nha. Rồi em cảm ơn chị Thu Vân nè. Mã 21 1 mét rưỡi nè. Rồi mã 22 là chị đang lấy thì comment cho em là mã 22 kèm số mét nha mấy chị. Mã 22 là dây xích nè, siêu đẹp luôn không. Mã 22 kèm số mét mấy chị ơi. Mã 22 kèm số mét. Cái này em còn gọi là thô cô tông mặt lụa đó các chị. Cái mặt này đẹp lắm, mặt lụa chứ không mặt lụa. Mã 22 kèm 6 mét mấy chị này. Chỗ này đẹp ghê lắm luôn không mấy chị, về may đồ bộ cũng đẹp, may đồ pyjama là vậy đó. Ánh Nguyễn 2m22 nè. Mã 22 còn 6 mét làm sao mà lên được đóng kia nữa ta. Thấy mấy chị không có mua là mấy em không có động lực luôn á. Mấy chị mua là em có động lực em khiêng ra. Không có chị nào mua em không có động lực khi ra. Ép mấy chị mua. Và mã 22 nha. Mã 22 lên số mét giùm em nè mấy chị. Mã 22 lên số mét giùm em dây xích. 22 mấy chị nha. Mã 22 lên dây xích giùm em. Giờ này mấy chị nghĩ rồi mới nữa mà like nữa. Dạ màu vàng này hả chị? À màu vàng này hả? Màu vàng này là dạng vải công sở để lên vest đó chị. Lên set vest Hàn Quốc á. Lên quần quần ống suông rồi vest Hàn Quốc 1kg 15k, à 1kg 115.000. Mét tầm cỡ chưa được gần 20.000 á. Rồi một cái này mấy chị về, cái này mấy chị về may áo dài nha. Riêng cái này là cô tông lụa nha, cô tông lụa. Về mấy chị may áo dài cách tông. Mẹ may áo dài được nè. Mã này mã 23. Riêng cái này mấy chị về may áo dài cách tân. Về may áo dài được, cái này là cô tông lụa nha. Mã 23 là hình loan bầu trời họa tiết hình con công. Mã 23 30.000 một mét, siêu rẻ luôn. Chị nào mua về mình may áo dài cách tân thì lấy mã này nha mấy chị nha. Mã này xin. Cái hình theo hình đuôi con công này là in lên nha mấy chị nha. In lên mà in dạng giống như là 3D, nó nổi lên giống là tranh sơn mài vậy đó chị. Nó giống như là dạng tranh sơn mài á. Rất là xinh. Mã 23 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã 23 kèm số mét. Lên cây hoa dây nhĩ nền đen phía sau. Dây nhĩ nền đen phía sau. Cây này hả chị hả? Cây này hả? Cái này là mã số 11 của em lên rồi á. Chọn xíu em cắt 2 mét mẫu này đã rồi em lên cái cây đó cho nè. Mã này 23 nha. Chị nào lấy cái này về may áo dài cách tân hoặc là mình may. Nói chung cái mã này mình may cái gì cũng được. Mình may ga gối thì không nên lấy mã này. Tại vì cái này nè, cái sơn hình blue công này nè, nó sơn nổi lên đó mấy chị. Giống như là in họa tiết in sơn nổi lên đó. Nên nếu như mà mình nằm thì em thấy nó sợ hơi cộm, nó không có được mướt lắm. Nhưng mà cái mã này là cô tông lụa nha. Chị nào mua về mình may đầm hoặc là mình may áo dài thì rất là sang luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 23 nè. Mã 23. Mã 23 chị nào lấy thì comment giùm em là 23 nha mấy chị nha, mã 23 nha. 23 4 mét cho chị Mỹ Mai Huỳnh nè. Mã này 23 nha mấy chị nha. Mã số 10.
phía sau là em lên rồi đó, chờ em lên. Em lên thêm mà hết mấy cái mẫu mới á, rồi em quay lại mấy cái mã cũ cho mấy chị nha. Em chào chị Nguyễn Thị Ngọc Lan nè. Rồi mã này 23 có chị nào lấy nó không mấy chị nè. Mã này 23 này, mã 23. Cô tông lụa nha mấy chị nha, hàng cô tông lụa. Hàng thô cô tông lụa, chất rất là đẹp luôn mấy chị. Mã 23 hàng thời trang nha. Nâu là mã mấy chị? Ủa đâu có ghi chữ hả? Nghĩa vậy. Nâu là mã số 12. Rồi 23, 1,5 m, mã 23 chị Mai Mai nè. Rồi 23 là mã hình đuôi cong nha. Chị nào lấy nữa thì comment giùm em là mã 23. Nền trắng chấm xanh két. Nền trắng xanh két là nền này đúng không chị? Cái đó không phải là chấm nha. Cái đó là mã số 16 hả? Cái này mã số 15 nha, mã số 15. Em xem thử Lường Nguyễn có số điện thoại nào mà có cắt chưa. Nếu có cái nào mà có số điện thoại cắt rồi thì cắt, còn nếu không thì thôi. Em lọc hết chưa? Trong này á, trong này không thấy Lường Nguyễn. Lường Nguyễn ok đó. Em lên một đơn này bấm lại. Bấm vào chung đi. Rồi cái mã màu xanh lá hồi nãy chị nào hỏi nè. Là lên giùm em mã số 15 nha. Mã số 15 xanh lá sọc ngang là mã 15. Còn mã chị Thu Vân nói là nền đen đúng không? Nền đen hoa nhí. Đây ha. Là mã số 11 nha chị Vân nha. Mã số 11 nè. Nền đen hoa nhí vải thô cô tông nha. Nền đen hoa đào. Nền đen hoa đào. Xích đen đó là vải thô cô tông luôn nha chị nha. Lên giùm em mã xích đen là mã 22 hàng thô cô tông. Hàng thô cô tông nha. Mã 22. 22. Rồi mã 23 là mã hình đuôi cong này, 23. Đều là hàng thô cô tông nha mấy chị nha, mã 23 nha. Lên hết luôn hả chị? Ừ. Rồi mã 24 nè mấy chị nè. Mã 24. Màu hồng nha mấy chị nha, màu hồng hoa. Màu hồng hoa nâu mã 24. Màu hồng hoa nâu. Mã 24. Không cái đó không lên. Mã 24 kèm số mét mấy chị, màu hồng hoa nâu nè, màu này mấy chị lên gai gối cũng rất là đầm luôn mấy chị nha. 22 1,2 m cho chị lên trúc nè, 24 nha mấy chị nha. Mã 11 1,5 m chị hoa hoa nè. Rồi mã này 24 nha. Mã này 24, chị lấy thì comment nha em là 24k. Mã này mã 24 nhưng mà 24 cho. Còn giá 30.000 một mét nha. Rồi mã này 24k. Mã này mã 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Em có 30 mã nha. Rồi mã này mã 24 nè. Chờ em cắt thêm 6 mã nữa nè. Mã 15 2 mét cho Chi Tùng. Dạ con chào cô Câm Nguyễn nè. Rồi mã này mã 24 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là khổ 1,4 m nha, khổ 1,45 m. Khổ 1,45 m hàng thô cô tông không giãn. Nền màu hồng hoa nâu lên giùm em mã 24. Mã 24 nha mấy chị nha, mã 24 nha. Mai chụp hình mấy cái mã còn lại giùm chị. Rồi mã 24 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 24 nè mấy chị nè. Mã 24 nha. Tối chụp có không lên màu. Mã 24 nha mấy chị nha, mã 24. Cây nền đen hoa kế hoa xanh lá là mã mấy rồi? Đây hả chị? Rồi ok, để chờ em một xíu. Mã 24 nè. Mã 24 là màu hồng hoa nâu nha mấy chị nha.
24 màu hồng hoa nâu. Cây màu xanh. Đây ha. Rồi mã này mã 14 nha mấy chị nha. Mã này mã 14 nha. Mã 14 hoa nhí. Mã 14 nha mấy chị này. Mã 14 chị đã lấy từ comment nhà em là mã 14. Mã 14. Này liên quan xuống cho chị. Mã 14 nè chị đã lấy từ comment nhà em là mã 14 nha. Chị Thu Vân Nguyễn này có lấy từ comment nhà em là mã 14. Cái này đây là có. Mới like rồi mà cắt rồi cắt đi nữa. Xích qua cho chụp. Xích qua cho mày đi. Xích cái sọt này cái đã, cái ông này đúng là rảnh ghê á. Sọc xanh có lá phía trong còn nha chị Hoàng Anh Nguyễn Thị nha. Còn nha. Chờ em lên hết sau đủ cho đủ 30 mã rồi em lên lại một lượt 30 mã nữa nha. Mã 15 nha. Mã này mã 15. Rồi chờ xíu em lên hết lượt đi, không mất công mất thời gian. Cắt hai mét cái đã. Đâu. Rồi cái này. Chờ em xíu. Rồi mã này 25 mấy chị nè. Mã này mã 25 nền đen. Nền đen hoa vàng nhìn rất là sang luôn. Mã 25 nha. Mã nào cũng là 30.000 một mét nha mấy chị nha. Mã này mã 15 hoa vàng nè. Mã 15 nha. À mã 25. Mã 25 chị đã lấy thì comment nhà em là 25 nè. Mã 25 kèm số mét, chị nào mà đơn mới, khách mới chưa có số điện thoại á thì comment mã kèm số điện số mét kèm số điện thoại. Cái đó chưa chụp. Có. Ủa ông cắt không có trường hai cái này không vậy ông? Có hả? Ủa? Cái này làm đâu còn 2 mét nữa đâu. Rồi mã này mã 25 nha mấy chị nha. Mã 25. Rồi cắt thêm mấy không không có cái đó, mấy cái trong á. Trừ cây màu be ra luôn. Dạ toàn bộ ở đây là chất vải là thô cô tông á chị. Tất cả toàn bộ là thô cô tông nha. Thô cô tông 100% luôn, 30.000 một mét. Nó bị sao? Cũng là cắt đi cái đã. Rồi mã này 25 này, mã 25 kèm số mét giùm em nè. Mã 25 1 mét rưỡi chị Mỹ Hạnh này, mã 25 nha mấy chị nha. Mã 25 kèm số mét nha. Mã 25 kèm số mét. Rồi các mã 26, 27, 28, 29, 30 thôi. Hay quá. Hai mươi lăm, 25 kèm số mét, mã 25 nha mấy chị nha. Rồi chờ em cắt thêm mấy mẫu nữa cho nó hết mẫu luôn đi ha. Rồi mã 26 mấy chị ơi, mã 26 ha, mã 26 nè. Mã 26. Rất là xinh nha mấy chị nha, mã 26. Lên giùm em mã 26 nha mấy chị nha. Em nói đây là hàng thô cô tông nha mấy chị, hàng thô cô tông nha. Thô cô tông có nhăn nhẹ chị, có nhăn nhẹ. Tại vì nó là sợi tự nhiên, nó không có poly á. Chỉ có hàng poly nó mới không nhăn thôi nha mấy chị nha. Hàng nó có pha hoặc là hàng lụa ha. Hàng lụa hoặc là hàng có pha thì nó mới không nhăn thôi. Cái đó của hôm qua liền. Để kéo lên. Rồi 26 nè, mã 26.
Mã 26, chị nào lấy thì comment nhé, là 26 màu xanh lá già nha mấy chị. Mấy mã này mấy chị lên gai gối rất là đẹp luôn. Mã 26 nè, hoặc mấy chị lên sơ mi nam lên quần sọt rồi cũng đẹp. Mã 26, chị nào lấy thì comment nhé, là mã 26 nha. Mã 26. Ủa cái này đẹp, đẹp kinh khủng mấy chị ơi. Mã 26, chị nào lấy thì comment nhé, là mã 26 nha. Khổ 1m45 ha. Khổ 1m45, mã 26. Rồi mã này mã 27 nè mấy chị nè. Em chào chị Thảo Hồ nha. Mã 27. Rồi mạng nó đứng quá mấy chị ơi. Mạng nó đứng quá, em tắt em ra ngoài lại rồi em vô lại nha, tại vì em thấy mạng nó bị đứng quá. Em tắt qua ngoài em vô lại.